Phạm Nhân Tu Tiên tập 175 tập 176 mà ảnh tái hiện thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nghe xong lời này, ánh mắt thiếu phụ nhảy dựng lên, bộ dáng giật mình. Mặc dù đối phương không có đáp ứng gia nhập cốc gia nhưng ngược lại còn muốn dùng bảo vật cùng công pháp trao đổi lấy bí thuật luyện hóa chân linh huyết gia tộc nàng. Điều này thật sự làm cho nàng có chút suy nghĩ. Sau khi sắc mặt mỹ phụ này biến hóa mấy lần, rốt cục miễn cưỡng cười một tiếng trả lời. Đề nghị này của hàn tiền bối chỉ sợ vãn bối không thể đáp ứng được bí thuật của cốc gia ta vốn không thể dễ truyền ra ngoài mặc dù tiền bối dùng bảo vật cùng công pháp để đổi lấy nhưng thiếp thân cũng không có thể đáp ứng được trừ phi tiền bối chịu đáp ứng chuyện lúc trước nói như vậy chuyện gia nhập cốc gia không cần nói nữa không riêng gì cốc gia những thế lực khác hàn mỗ cũng sẽ không gia nhập xem ra lần này để cho hai vị đạo hữu đi một chuyến tay không rồi hàn lập đối với sự cự tuyệt của thiếu phụ cũng không thèm để ý ngược lại bình tĩnh nói thiếu phụ chỉ có thể khẽ thở dài tinh quang mắt chợt lóe rồi không nói thêm cái gì nữa đồng dạng thích khúc băng ở một bên cũng cho mày giống như trước không đề cập tới yêu cầu với hàn lập nữa thời gian còn lại ba người chỉ thuần túy trao đổi một chút tâm đắc tu luyện nguyên bản ban đầu không khí còn có chút lúng túng nhưng dần dần cũng hòa hoãn xuống hơn nửa canh giờ sau hai người mới đứng dậy cáo từ nói rời đi hàn lập tự nhiên khách khí mấy câu giữ lại nhưng bộ dạng của lão già cùng thiếu phụ như ý đã định hắn chỉ có thể tự mình đưa hai người xuất phủ không bao lâu sau từ trong biển sương mù liền xuất hiện hai đạo độn quang linh quang trượt lóe lên liền để lộ ra thân ảnh của lão già cùng thiếu phụ thích tiền bối xem ra lần này chúng ta phải tay không mà về rồi vãn bối sẽ trực tiếp trở về cốc gia còn tiền bối sẽ trở về thiên nguyên thành sao thiếu phụ hướng lão già mỉm cười nói hiểu phong đạo hữu cứ tự nhiên lão phu cũng không thể về thiên uyên thành ngay được nghe nói trong huyền vũ cảnh cũng có một vị tiến cấp hợp thể kỳ không bao lâu Mặc dù nghe nói người này đã đáp ứng yêu cầu của Phách Hoàng, nhưng ta vẫn phải chạy tới đó một chuyến. Thanh bảo lão giả trầm ngâm một chút, đáp. Nếu như vậy, vãn bối xin đi trước một bước. Thiếu phụ gật đầu hướng lão giả thi lễ, sau đó ngoài thân linh quang trượt lóe liền, hóa thành một đạo ngân quang hướng chân trời phá không bay đi. Trong nháy mắt, ngân quang cuối chân trời chấp động một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Thanh bảo lão giả vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn về phương hướng thiếu phụ biến mất một lát, sau đó trong miệng than nhẹ một tiếng rồi thả ra một chiếc phi chu màu xanh thân hình lão vừa động liền nhẹ nhàng đắp lên trên phi chu sau đó thanh bảo lão giả dơ bắt đầu bấm quyết niệm chú thúc giục phi chu hóa thành một đoàn lục quang hướng một phương khác phá không bay đi trông chốc lát đã bay ra xa cả ngàn dặm sau đó không lâu nơi đây trở nên vắng vẻ không tiếng động nhưng sau nửa canh giờ sau nơi chân trời đột nhiên linh quang trượt lóe đạo kia ngân quang kia lần nữa xuất hiện sau khi bay quanh một vòng liền tiến tới biên giới biển sương mù Độn Quang thu lại, thân ảnh thiếu phụ nhanh chóng hiện ra, nàng này thần sắc bình tĩnh, hơi thở tràn ngập mùi đàn hương từ miệng khẽ thở ra, mơ hồ hướng về phía biển sương mù thấp giọng nói cái gì đó. Một khắc sau, biển sương mù quay cuồng một trận rồi lần nữa tách ra tạo thành một cái thông đạo. Vị Hiểu Phong tiên tử này không chút do dự độn quang tái khởi tiến vào bên trong thông đạo. Sau đó, biển sương mù một lần nữa khẽ động liền khôi phục lại bộ dáng như lúc ban đầu. Một khoảng thời gian sau, một thông đạo từ bên trong biển sương mù lần nữa thoáng hiện ra một đạo ngân quang từ bên trong đó bay ra sau mấy chớp động liền biến mất không thấy bóng dáng ở cuối chân trời cùng thời gian đó hàn lập đang ngồi ở đại sảnh bên trong động phủ một tay hắn đang cầm một khối ngân bạch ngọc bài ngón tay ở mặt ngoài ngọc bài vuốt ve không ngừng vẻ mặt vẻ do dự ngọc bài này ngân quang trói mắt một mặt ẩn hiện một chữ cốc mặt còn lại ẩn hiện một đồ án quái thú ba đầu màu đỏ quái thú này hình thể giống như tuấn mã nhưng toàn thân dày đặc lân phiến đỏ ngầu một trong ba cái đầu đích xác là có một cái sừng hai cái đầu còn lại một là đầu hồ màu đen một cái khác là lam sắc sư thủ đây chính là một trong những chân linh trong truyền thuyết lê hống nghe nói chân linh này mặc dù chỉ xếp hàng chung trong số chân linh linh giới nhưng ba cái đầu có khả năng cùng lúc điều khiển ba loại lực lượng thuộc tính bất đồng hơn nữa mỗi một loại đều là đại thần thông uy năng bất khả tương nghị những thần thông này chẳng những trong lúc tranh đấu đối địch có tác dụng bất phàm đồng thời lại có khả năng phụ trợ cực kỳ hữu dụng trên những phương diện khác khối ngọc này bài chính là hiểu phong tiên tử giao cho hắn sau khi quay lại còn huyết mạch chân linh mà cốc gia thừa kế chính là lê hống huyết mạch hàn lập đối với sự quay lại của thiếu phụ cũng có chút ngoài ý muốn trong đầu có chút hồi tưởng lại những lời nói của đối phương nàng này vừa mới quay lại chẳng những lập tức giao cho hắn tấm ngọc bài mà còn đưa ra một cái đề nghị giao dịch khó có thể cự tuyệt theo lời nói của nàng này nàng ta cũng không cần hàn lập phải gia nhập cốc gia trong nhiều năm chỉ cần hơn 10 năm sau xuất thủ giúp đỡ cốc gia trong chân linh đại điền là đủ chỉ cần hắn có thể vì cốc gia tranh đoạt được nhiều lợi ích nàng ta có thể làm chủ đem một bộ phân chân linh huyết mạch bí thuật của cốc gia truyền cho hắn dĩ nhiên đây chỉ là một phần bí thuật mà thôi mặc dù cũng không phải là một trong những bí thuật trọng yếu của cốc gia nhưng ngoài cốc gia ra thì những thế gia khác cũng khó có thể xuất ra được bí thuật cùng loại cho nên mới có thể đổi lấy xuất thủ hàn lập một lần không cần gia nhập cốc gia lâu chỉ là tương trợ một lần điều này khiến hàn lập cũng có chút động tâm Mặc dù hắn nắm giữ kim chập quyết trong tay có khả năng luyện hóa 12 loại chân linh huyết, nhưng dù sao đây là bí thuật dựa vào đặc điểm của phi linh tộc mà sáng tạo ra, đối với nhân tộc mà nói thì vẫn còn có chút không hoàn thiện. Trước khi tiến cấp hợp thể kỳ, hắn còn chưa phát giác ra nhưng trong một năm củng cố trong tu vi, rốt cục hắn trong lúc vô tình phát hiện những thứ chân linh huyết cho là hoàn toàn luyện hóa kia vẫn có chút ít bộ phận thần bí còn sót lại ẩn giấu cực kỳ bí ẩn bên trong thân thể hắn, lần này, hắn tự nhiên khiến hắn kinh sợ không nhỏ lập tức tập trung nghiên cứu tỉ mỉ một chuyến. Kết quả, hắn dựa theo tình hình trước mắt phát hiện được rằng, dựa vào pháp lực toàn thân hiện tại có thể áp chế số bộ phân còn sót lại của chân linh huyết thì không ngại nữa, nhưng nếu sau này tiếp tục luyện hóa những chân linh huyết khác thì sợ rằng có khả năng xuất hiện vấn đề lớn. Không phải là những bộ phận chân linh huyết còn sót lại cắn trả, mà là sẽ không cách nào biến thân thành chân linh của kinh chập quyết được nữa, cho nên mấy ngày nay, hắn vừa củng cố hợp thể kỳ tu vi vừa suy nghĩ cách khắc phục. Vì vậy, Lúc trước thiếu phụ nhắc tới cốc gia chân linh huyết mạch luyện hóa thuật thì hắn mới cảm thấy có chút hứng thú. Mặc dù bí thuật luyện hóa cũng không thể nào giúp hắn trực tiếp đem những bộ phận chân huyết còn sót lại hoàn toàn luyện hóa, nhưng khẳng định rất có giá trị tham khảo. Nếu là hắn không có nắm giữ kinh chập quyết mà muốn luyện hóa thuật thô thiền, khẳng định không có ích lợi gì, nhưng đem kinh chập quyết ra mà so sánh, hắn chỉ cần tìm ra chỗ bất đồng là có thể giải quyết tâm phúc đại họa rồi. Bất quá, như hắn nói lúc trước, hắn không bởi vì chuyện này mà bị trói chặt ở cốc gia nhiều năm hơn nữa cho dù hắn không cách nào nhận được cốc gia luyện hóa thuật thì cũng sẽ dùng một chút bằng môn ta đạo tìm tới luyện hóa thuật tương tự của các chân linh thế gia khác dĩ nhiên cho dù nói như thế nhất định sẽ có chút phiền phức cũng có thể trở mặt với vài chân linh thế gia cho nên mặc dù hắn nghe thiếu phụ giải thích về chân linh đại điển nhiều như vậy chẳng qua là chỉ cần ở đại điển cùng những chân linh thế gia tu sĩ khác tranh tài một phen vì cốc gia tranh thủ một chút ích lợi về sau mà thôi cho nên hắn đã gật đầu đồng ý làm cho vị hiểu phong tiên tử rời đi trong vui vẻ về phần khối ngọc bài trong tay dĩ nhiên là ngọc bài chính là thứ tạm thời chứng minh thân phận cốc gia trưởng lão của hắn trong lòng hắn cân nhắc tự định giá vài lần cảm thấy đúng là không có gì không ổn liền đem việc này vứt ra đầu sau đó hắn vẫn trở lại mật thất tiếp tục củng cố tu vi hợp thể kỳ của mình từ đó về sau có vài thế lực lớn cũng tìm tới tận cửa thậm chí trong đó có cả thiên nguyên thánh hoàng sứ giả hàn lập trong lòng đã sớm có quyết định tự nhiên nhất nhất khách khí cự tuyệt cứ như vậy thời gian thoáng cái đã qua mấy năm bỗng một ngày ở ba năm sau hàn lập từ trong mật thất đi ra rồi hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng rời động phủ phá không bay đi trong thời gian ngắn bế quan sau khi trải qua hết thảy bản thân hắn đã hoàn toàn củng cố được tu vi tự nhiên sẽ đi ra thực hiện những sự tình sớm định từ trước do khoảng cách giữa hắn và thiên nguyên thành là ngắn nhất cho nên mục tiêu của hắn chính là ghé qua nơi này trước dọc theo đường đi vô sự hai tháng sau thân hình hàn lập xuất hiện phía trên không tưởng thành thiên Nguyên thành sau khi hơi suy nghĩ một chút sau liền hướng thẳng tới một nơi nào đó bay đi ở một chỗ sâu trong những tòa thạch tháp lầu các ở thiên uyên thành đây là khu vực dành cho những tu sĩ bên ngoài tạm thời đặt chân ở lại đối với số tu sĩ tu vi thấp tự nhiên số tinh thạch trên người cũng không có nhiều cho nên thông thường vài người ở chung một tòa lầu thậm chí là hơn chục người về phần số tu sĩ luyện hư kỳ trở lên thì có thể độc chiếm lấy một tòa lầu các trong số tòa lầu các đó có một tòa đã bị một nhóm bốn người bao chọn bốn gã người này tu vi đã đều đạt tới hóa thần kỳ nghe nói thần thông không kém hơn nữa bốn người này đã thuê nơi này hơn một trăm năm và đã mấy lần tiến vào hoang dã địa vực và có thể toàn thân trở lui tự nhiên ở thiên uyên thành cũng hơi có chút danh khí bất quá mấy năm gần đây bốn người này rất ít đi ra ngoài hơn phân nửa thời gian đều ở chỗ ở đóng kín cửa lại những tu sĩ ở phụ cận khác cũng có nắm được chút tin tức linh thông Mơ hồ nghe nói, bốn người này mấy năm trước xâm nhập sâu vào bên trong hoang dã địa vừa gặp phải thiệt thòi không nhỏ, nguyên khí hao tổn không ít, cho nên mới có thể trở nên như thế, nhưng loại chuyện này ở Thiên Nguyên Thành thật sự quá bình thường, nhiều lắm là khiến người khác lần nữa cảm khái sự nguy hiểm của man hoang thế giới, bất quá sau chừng ấy năm cũng đã không thấy ai nhắc tới chuyện này nữa rồi. Một ngày kia, hai nam hai nữ đang trong lầu các bế quan tu luyện, đột nhiên bên tai đồng thời vang lên một thanh âm đàm thoại nhàn nhạt, nhạt. Bốn vị đạo hữu Hàn Mỗ có thể bái phòng một chút hay không? Dù cho bốn người này đã bố trí tầng tầng cấm chế xung quanh tòa lầu các vậy, mà thanh âm này vẫn lọt vào tai bốn người rõ ràng dị thường, bốn người nghe vậy tự nhiên cả kinh, nhưng lập tức liền nhớ người vừa nói, lúc này sắc mặt đại biến rối rít đứng dậy hướng tầng một lầu các phi xuống. Cầm đầu là một gã nho sinh, gã này vốn dĩ đã đứt rời một cánh tay, nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu, thân hình hắn vừa xuất hiện ở lầu một liền không chậm trễ bước tới đại môn mở ra, chỉ thấy phía có một gã thanh niên thần sắc nhàn nhạt, một thân áo bảo xanh, chính là Hàn Lập. Vãn bối bái kiến Hàn tiền bối, không biết tiền bối đại giá quang lâm, mong tiền bối thứ tội. Nho sinh trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, vội vàng sâu thi lễ, mời Hàn Lập tiến vào. Hàn Lập cũng không có khách khí, hướng nho sinh gật đầu một cái liền bước vào bên trong. Lúc này, tên kia hồng giáp đại hán cùng nhị nữ còn lại giống như trước, vừa bước xuống tầng một thấy được Hàn Lập liền giống như nho sinh lúc trước trước cung kính thi lễ. Dù sao ta cùng mấy vị đạo hữu cũng coi như là quen biết, không cần phải đa lễ như vậy. Hàn Lập Phi khoát tay chặn lại nói, thong dong ngồi ở chủ vị. Nghe vậy, bốn người nho sinh đồng loạt nói không dám rồi cũng tràn đầy kính sắc đứng ở một bên. Nhìn bộ dáng bốn vị đạo hữu xem ra vẫn chưa khôi phục hoàn toàn rồi. Hàn Lập ánh mắt khẽ đảo qua bốn người một cái, dễ dàng nhìn thấu tình trạng của bọn họ hôm nay, bất động thanh sắc nói một câu. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, mấy người vãn bối đúng là tổn thương đến chân nguyên, cộng thêm tu vi không cao hôm nay chỉ miễn cưỡng khôi phục gần nửa nho sinh không có gì giấu giếm đàng hoàng trả lời nếu đã như vậy chỗ này ta có vài bình đan dược các ngươi bốn người cầm lấy phục dụng đi sau khi luyện hóa dược lực tầm một tháng sau là các ngươi có thể khôi phục như lúc ban đầu hàn lập cân nhắc một chút đột nhiên một tay vừa truyền trong lòng bàn tay hiện lên bốn thanh sắc ngọc bình nhàn nhạt, nhạt nói đa tạ tiền bối ban đan dược bốn người nho sinh trong lòng vui mừng bái tạ lần nữa bọn họ tiến lên mấy bước chìa tay ra nhận lấy đan dược sau đó đem nắp bình mở ra một cổ kỳ hương lập tức tràn ngập cả gian đại sành thoáng cái đã cảm thấy thần thanh khí sảng tinh thần đại chấn đám nho sinh trong lòng người mừng rỡ biết linh dược trong bình không phải là phàm vật dược lực mạnh mẽ đúng như lời hàn lập đã nói tiền bối quang lâm lần này chắc hẳn là có chuyện gì cần mấy vạn bối ra sức sao nho sinh có thể tu luyện tới tu vi như ngày hôm nay tự nhiên không thể nào là kẻ ngu dớt sau khi đem linh dược thu hồi, thức thời hỏi. Ừ, thật sự ta có chuyện cần nhờ tới các ngươi. Chuyện này mặc dù đơn giản, nhưng cần phải ở lại trong thiên nguyên thành một khoảng thời gian rất dài. Không biết mấy vị đạo hữu lúc này có rảnh hay không? Đương nhiên, hàn mỗ sẽ không để cho mấy vị đạo hữu thiệt thòi. Hàn lập thong dong hỏi. Tiền bối yên tâm, bốn người vãn bối đã tính toán ở lại thiên nguyên thành khoảng 100 năm. Tiền bối có chuyện gì? Xin cứ việc phân phó. Đám vãn bối có thể làm được tuyệt không từ chối nho sinh vừa nghe hàn lập nói xem ra việc hắn nhờ vả cũng không có nguy hiểm trong lòng buông lỏng một chút miệng đầy đáp ứng nếu đạo hữu đã nói như thế ta đây cũng không khách khí lúc trước ta đã từng đề cập tới vị nữ tu sĩ nam cung nguyền các ngươi tìm kiếm nàng tại thiên uyên thành dùm ta nàng là tu sĩ phi thăng cũng có thể đã đổi tên nhưng ta sẽ lưu lại cho các ngươi một khối ngọc giản có bức họa của nàng tạo điều kiện cho ngươi có thể dễ dàng phân biệt được nếu là thiên uyên thành không cách nào tìm được thì trong trăm năm sau đó các ngươi tiếp tục giúp ta lưu ý một chút về nàng nếu thật sự có thể tìm được nàng ta nhất định sẽ trọng tạ hàn lập cười nhạt nói không có vấn đề mấy người vãn bối có vài vị hảo hữu ở thiên nguyên thành chỉ cần vị tiên tử này thật sự có mặt ở thiên nguyên thành nhất định sẽ giúp tiền bối tìm được nho sinh cung kính đáp ứng nói ừ trừ chuyện này ra ta còn có một chuyện khác nữa ta chuẩn bị luyện chế một nhóm đan dược nhưng bởi vì còn thiếu một lượng chủng loại tài liệu khá nhiều đa số cũng không phải là vật thường gặp e là tại thiên uyên thành cũng không thể trong thời gian ngắn thu mua đầy đủ được mà sắp tới ta lại muốn đi xa một chuyến cũng chỉ có thể thể để cho mấy vị đạo hữu thay ta thu mua nơi này có một khoản linh thạch hẳn là đủ để mua toàn bộ số tài liệu ta cần ngoài ra còn có vài món bảo vật là ta năm xưa vô tình có được coi như tặng cho mấy vị đạo hữu hàn lập vừa nói xong một cái ống tay áo hướng cái bàn bên cạnh phất một cái linh quang các màu chớp động bốn chiếc hộp ngọc lớn nhỏ không đều cùng một cái túi da màu đen thoáng hiện ra trên bàn bốn người nho sinh nghe vậy không khỏi kinh ngạc liếc nhau truyền âm vài câu rồi kính cẩn đáp ứng sau đó nho sinh cáo lỗi một tiếng liền tiến tới cầm lấy cái túi ra sau đó đem thần niệm hướng trong đó quét qua sắc mặt lập tức đại biến thất thanh kêu lên bộ dáng đầy vẻ khó có thể tin ba người hồng giáp đại hán nhất thời ngẩn ra ánh mắt nhìn về hàn lập không khỏi có chút kinh nghi nhưng thần sắc hàn lập không đổi giống như không thấy gì cả cũng may nho sinh thấy không ổn vội vàng mở miệng trước giải thích nhiều cực phẩm linh thạch như vậy thật là hảo đại thủ bút xem ra linh dược tiền bối muốn thu mua đúng là không hề tầm thường bất quá nếu tiền bối có ý tín nhiệm đám người vãn bối như vậy vãn bối nhất định tận tâm đi làm nói xong lời này nho sinh cẩn thận đem túi ra thu lại sau đó hơi chút do dự cầm lấy một trong bốn trong hộp ngọc trên bàn ngưng trọng mở ra một cổ sương mù sáng mở bay cuộn ra trong hộp rõ ràng là một tấm ngọc phiến màu trắng mặt ngoài linh quang lành lạnh phù văn chi chít nho sinh dơ tay lên đem ngọc phiến lấy ra thoáng cái từng đám phiến ảnh hiện ra ở trước người di động một chút đồng thời một cổ linh áp kinh người tản ra đây là sơn hà phiến nó có hai loại thần thông phong và thổ có thể tạo ra lực lượng nghìn cân vô hình đà thương địch thủ ngoài trăm trượng coi như là một bảo vật không tệ hàn lập mắt thấy cảnh này cười khẽ nói nho sinh lập tức mừng rỡ bái tạ không dứt ba người còn lại đồng thời tiến lên đem một ngọc hạp đoạt vào tay đồng dạng hưng phấn phân mở ra kết quả thứ tự trong ngọc hạp là một đôi vòng bạc một cái khăn cùng một khỏa huyền băng phi đao ba bảo vật này đối với hàn lập mà nói căn bản là phế vật nhưng đối với đám người nho sinh tu vi chỉ đạt đến hóa thần mà nói thì đó là những bảo vật chỉ có trong mơ giống như chức vui mừng quá đỗi luôn miệng cảm ơn đương nhiên bốn người này thu bảo vật của hắn cũng không tính là chính thức đáp ứng yêu cầu của hắn về phần bốn người sẽ đổi ý hay không hay là mang theo linh thạch cùng bảo vật chạy trốn nhưng hàn lập lại cảm thấy rất yên tâm Lai lịch bốn người này hắn sớm hỏi thăm vài người trong thành. Mấy người này trong thành cũng coi như có chút danh khí, đều không phải là tán tu, vô luận là gia tộc hay môn hạ của tông môn nào, đó cũng dễ dàng tìm được. Dưới tình cảnh này, bốn người này chỉ cần hơi có chút đầu óc sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này, nếu không chính là tự rước lấy đại họa. Huống chi, trước lúc rời đi, vì vạn nhất hàn lập vẫn là dùng khẩu khí hơi hợt nhắc khéo về chuyện hắn đã tiến lên hợp thể kỳ cho bốn người nho sinh biết, rồi cũng bày ra một chút khả năng thao túng thiên địa nguyên khí của tu sĩ hợp thể kỳ bốn người nho sinh tự nhiên đều trợn mắt há mồm nào dám này sinh tâm tư khác mà khi hàn lập rời đi lại trực chỉ bay thẳng tới phiến thạch tháp khổng lồ trước kia hắn từng ở khi còn là thiên nguyên vệ không lâu sau hàn lập đã hiện ra tại phụ cận một ngọn thạch tháp thông đạo ra và không ngừng các loại giáp sĩ trên mặt tất cả đều thoáng lộ ra một tia hoảng hốt chỗ thạch tháp đúng là nơi năm đó hắn đảm nhiệm một chức vụ trong thanh minh vệ bất quá sau mấy trăm năm mọi thứ dường như không thay đổi chút nào hàn lập ánh mắt chấp động mấy cái đem tia cảm khái trong lòng thu lại độn quang tái khởi bay đi tại lối vào thạch tháp có hơn 10 hắc vệ cùng hai gã thanh minh vệ thủ hộ ở nơi đây vừa thấy hàn lập rõ ràng không phải là thiên uyên vệ bay tới nhất thời đem ánh mắt hoài nghi quét lại hàn lập sắc mặt bình tĩnh nhưng trong khoảnh khắc đến gần những giáp sĩ này cũng không thèm che giấu đem khí tức hợp thể kỳ tu sĩ phóng ra mặc dù hắn chỉ để lộ ra một tia khí tức mơ hồ nhưng khoảng cách giữa cảnh giới giữa hai bên thật sự là rất lớn khiến cho hai gã thanh minh vệ không kịp đề phòng sắc mặt đại biến rồi sáng ngời lên những tên hắc thiết vệ còn lại thì lại càng là không chịu nổi mà lùi lại mấy bước hợp thể tu sĩ một gã thanh minh vệ đại hán hít vào một hơi nói di hàn đạo hữu một lão giả thanh minh vệ một bên ánh mắt vừa hướng hàn lập đảo qua một cái nhưng ngay lập tức đã trợn mắt cứng lưỡi người này vậy mà lại có thể nhận ra hàn lập hàn lập nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn không khỏi dùng ánh mắt quét về phía lão già một cái cảm thấy có mấy phần quen thuộc hóa ra là nhạc đạo hữu hàn lập hơi lưỡng lự một chút rồi cũng nhận ra lão nói hàn đạo hữu không hàn tiền bối ngươi lão già làm ra bộ dáng giống như gặp quỷ vẻ mặt không thể tin nổi trong miệng lầm bầm một lúc tiền bối không phải là thiên uyên thành trưởng lão sao xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối vãn bối có thể giúp gì cho tiền bối nhạc huynh chẳng lẽ ngươi biết vị tiền bối này thanh minh đại hán khắc mặc dù có chút hoảng sợ nhưng không dám chậm trễ vội vàng thi lễ không nhịn được hướng lão già họ nhạc thấp giọng hỏi nhưng lão già lúc này rõ ràng vẫn đang còn hoảng hốt miệng vẫn há to ra nhưng lại không hề có bất cứ thanh âm nào phát ra thanh minh vậy hứa tiên tử hiện tại có trong tháp không hàn lập nhàn nhạt hỏi một câu a à, hứa tiên tử hứa đạo hữu mấy ngày trước đây mới vừa dẫn đội ra khỏi thành tuần tra sợ rằng phải đợi mấy ngày nữa mới có thể trở về Thanh minh vệ đại hán mặc dù cảm thấy lão già kỳ có chút quái khác thường nhưng vẫn cung kính trả lời. Nếu không có ở đây, vậy ta cũng không tiến vào nữa. Chờ hứa tiên tử trở về, phiền đạo hữu nói cho hứa tiên tử là ta đang ở tụ tiên các, mời hứa đạo hữu tới một chuyến. Về phần thân phận của ta, nhạc đạo hữu chắc biết rất rõ ràng, ta cũng không cần phải nói nữa. Hàn lập khẽ cao mày nhưng ngay sau đó khôi phục như thường, phân phó nói. Sau đó, hắn lại hướng lão giả hơi chắp tay lại rồi hóa thành một đạo kinh hồng phi độn mà đi đại hán tự nhiên mang theo một đám hắc giáp vệ bộ dáng cung kính tiện hắn nhạc huynh vị hàn tiền bối này rốt cuộc là người phương nào ngươi vì sao thất thố như vậy mắt thấy thanh sắc cầu vồng không còn bóng dáng đại hán xoay người lại thấy lão giả họ nhạc vẫn còn có chút run sợ run có chút bất mãn hỏi nếu là tìm hứa tiên tử xem ra người này thật là không giả đinh huynh chớ trách vị hàn tiền này bối này 300 năm trước cũng giống ta là thanh minh vệ. Năm đó, lần cuối cùng ta thấy vị hàn tiền bối này, khi đó tu vi bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ. Lão giả tựa hồ có chút phục hồi tinh thần, thanh âm quá dị dị thường trả lời. 300 năm trước, thanh minh vệ, nhạc huynh nói dỡn rồi. Đại hán nghe vậy sợ hết hồn, tròn xoe hai mắt, nói. Đinh huynh, đích thị huynh mới gia nhập thiên uyên thành mới gần 200 năm, cho nên không hiểu được ta cùng vị hàn tiền bối này năm đó đều là thanh minh vệ mặc dù không giao tình không nhiều nhưng đã từng được đối phương xuất thủ viện trợ một lần trước kia vị hàn tiền bối này tại thanh minh vệ chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh có thể lấy tu vi hóa thần trung kỳ đánh chết dị tộc tương đương với luyện hư kỳ sau đó vị hàn tiền bối này hình như có nhận một nhiệm vụ bí ẩn nào đó mà tiến vào man hoang thế giới từ đó không thấy bóng dáng bất quá cho dù như thế từng ấy năm mà lại có thể từ hóa thần kỳ tiến thẳng tới hợp thể kỳ thật là khó tưởng tượng nổi. Lão già họ nhạc thở dài một hơi, thật sự khó nén sự khiếp sợ cùng đố kỵ trong giọng nói, nói. Thanh minh vệ đại hán sau khi nghe lão già nói, đồng dạng làm ra bộ dáng sinh ngốc. Hàn lập khi rời khỏi thạch tháp, sau một phen cân nhắc liền hướng về phía phường thị bay đi. Mặc dù hắn đã đem việc thu mua số linh dược phụ trợ cho đám người nho sinh, nhưng tự nhiên cũng không ngại gái quá phường thị một chuyến, có thể thu thập được chừng nào hay chừng đó. Phường thị ở thiên nguyên thành chính Hàn Lập đã tới vô số lần, nhưng hắn vẫn tìm tới cửa hàng tài liệu lần trước rồi giao ra bản danh sách số tài liệu mình cần để trưởng quỹ tự tận lực giúp hắn thu mua sau đó hắn rời khỏi cửa hàng rồi lại tiếp tục chạy thẳng tới phường thị trong cái tòa cự đại điện phủ kia bên phía nhân tộc đã sớm có người giúp hắn cho nên hắn cũng không phải bận tâm quá nhiều nhưng về phía yêu tộc bên lại có nhiều khả năng có được tài liệu hắn cần hơn sau khi tính toán một chút hắn cũng xem thử chuyến này có thu hoạch gì ngoài ý muốn hay không bất quá chẳng qua là thu mua một ít tài liệu phụ trợ hắn vẫn muốn tới đó một chuyến ở phương diện này mà so với việc gia nhập vào một thế lực lớn xem ra tốt hơn nhiều nếu hắn gia nhập vào thế lực nào đó chỉ cần giao cho người khác là hoàn toàn có thể làm được dĩ nhiên việc ước thúc người khác mà đem so với việc nắm trong tay một thế lực nhất định tự nhiên tốt hơn đối với hắn hiện tại mà nói muốn xây dựng cho mình một thế lực nhất định là hoàn toàn có thể nhưng cả quá trình xây dựng đó khẳng định là phải hao tâm tổn sức vô cùng lớn có thể làm trễ nãi con đường tu luyện của bản thân về lâu dài cái được không đủ bù đắp đủ cái mất mà có thể nắm được linh hoàng hoàng vị tựa hồ là lựa chọn tốt nhất dù sao thế lực của tam hoàng cùng những tông môn gia tộc khác hoàn toàn bất đồng quyền lực và thủ hạ phần lớn cũng đến từ bản thân chức vị tam hoàng bất luận kẻ nào chỉ cần có thể nắm được một trong số tam hoàng hoàng vị thì lập tức trở thành một trong những người đứng đầu nhân tộc hàn lập vừa đi vừa tự định giá thoáng cái đã đi tới khu vực điện phủ khổng lồ trung tâm giao dịch của nhân yêu nhị tộc. Trong lúc hắn đang giao tinh thạch làm thủ tục tiến vào điện phủ, ở bên trong một động quật vô cùng bí ẩn cách nhân tộc tương đối xa, một tòa pháp trận được đặt ở trung tâm mười mấy đầu giáp sĩ khôi lỗi khổng lồ đột nhiên phát ra thanh âm vù vù cùng linh quang đủ màu nhanh chóng sáng lên. Số khôi lỗi bốn phía nguyên bản không nhúc nhích, ngay lập tức cảm ứng lại mà hai mắt hồng quang chớp động, huy động thanh cự nhận trong tay chậm rãi hướng về phía pháp trận chỉ tới. Cơ hồ cùng thời gian đó, phía ngoài lối vào động quật đột nhiên linh quang trượt lóe một gã toàn thân mơ hồ được bảo phủ trong một tầng ngân quang hiện ra ngay tại đó sau một khắc từ trong truyền tống trận bạch quang trượt sáng choang lên mơ hồ có thêm hai đạo nhân ảnh sau khi linh quang của truyền tống trận thu liễm lại hai đạo nhân ảnh lập tức hiện ra rõ ràng dị thường hai nhân ảnh đó bao gồm một gã đại hán một thân hắc bào thân hình cao lớn của một nữ tử thần thái ưu nhã đại hán bề ngoài tầm 30 tuổi da ngăm đen tướng mạo cực kỳ xấu xí khuôn mặt còn có vài phần hung ác nữ tử thì có một làn da trắng như tuyết hai tròng mắt đen nhánh tỏa sáng như hai vì sao đêm. Các người là ai? Vì sao lại sử dụng truyền tống trận của ngân tộc chúng ta? Nhân ảnh bên trong ngân quang phía ngoài thông đạo, mắt thấy đôi nam nữ này, tự nhiên giật mình thất thanh kêu to một tiếng. Di, bên này cũng có người của ngân tộc thủ hộ, thánh tổ đại nhân, để cho thuộc hạ làm thịt hắn. Hắc bảo đại hán nhìn về phía người bên trong ngân quang một cái, vẻ mặt lộ rõ nét thèm thuồng. Tên ngân tộc này tu vi không kém người bao nhiêu, sẽ không lật thuyền dưới rãnh chứ bạch y nữ tử quét ánh mắt về phía nhân ảnh trong ngân quang bình tĩnh nói hà hà có thánh tổ đại nhân ở chỗ này cho dù là ngân tộc thánh giai thì đã sao hắc bảo đại hán nghe vậy liền cười cười ra vẻ làm lành với bạch y nữ tử nịnh nọt nói lớn mật tên trong ngân quang kia vừa nghe được lời nói của hai người bên trong truyền tống trận như vậy tự nhiên biết đối phương không phải là hạng người tốt dứt khoát là địch nhân nhất thời thét lên một tiếng kinh sợ cùng lúc đó cử nhận trong tay đám khôi lỗi bốn phía đột nhiên đồng loạt hướng về phía trung tâm pháp trận chém tới khúc khích một tiếng cười đầy vui vẻ trượt nổi lên hơn mười đạo ngân quang trượt lóe lên liền kích tới chút tài mọn hắc bảo đại hán gặp tình hình này nhưng chỉ cười lạnh một tiếng tay áo bảo run lên phun ra một mảnh hắc quang hiện ra chán trước người vài tiếng ùng ùng bạo liệt liên tiếp truyền ra ngân quang vừa lúc đánh lên hắc quang phảng phất như va phải tường đồng vách sắt trượt lóe lên đồng thời bạo liệt ra tiếp theo đó đại hán liền làm ra một chuyện khiến cho tên ngân tộc kia thất kinh sau một tiếng hét của đại hán một mảnh hắc quang bay cuộn ra đem tất cả ngân quang bạo liệt ra xung quanh hút vào trong bụng tiếp theo thân hình đại hán vừa động một đạo hắc ảnh cực lớn sau lưng đại hán trượt hiện ra đảo qua một cái âm thanh bạo liệt lần nữa vang lên bạn đang xem phạm nhân tu tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé sau khi va chạm với hắc ảnh mười mấy đầu cự khôi lỗi liền nhất nhất nát bấy căn bản là không đỡ nổi một kích tên ngân tộc kia thấy vậy vẻ mặt kinh hãi hai mắt vội vàng hướng về phía hắc ảnh nhìn kỹ lại chỉ thấy bên trong hắc ảnh ẩn ẩn có thứ gì đó đen ngòm mặt ngoài bao phủ bởi một lớp lân phía thô dày bộ dáng giống như một cái đuôi của một loại quái thú cực lớn nào đó cái đuôi này dài hơn mười trượng thoáng cái đã bao xung quanh đại hán mấy vòng hắc bảo đại hán lúc này chợt phát ra một tiếng cười giữ tợn bén nhọn trên người hắn hắc quang trượt lóe một cỗ khí tức thánh giai tồn tại từ trên người hắn phả ra nhất thời khiến cho tên ngân tộc trong ngân quang hoảng hốt một trận chỉ tính riêng một mình hắc bào đại hắn cũng không có đủ tự tin thủ thắng được mà bên cạnh đại hán lại còn có một bạch y nữ tử bộ dáng tựa hồ còn lợi hại hơn đại hán mấy phần không ổn tên ngân tộc kia thầm kêu một tiếng ngoài thân ngân quang lưu chuyển một trận thân ảnh thoáng chút trở nên mơ hồ muốn chạy hắc bào đại hán hung quang trong mắt chợt lóe cái đuôi đang bao quanh người tên ngân tộc nhất thời như cự mãng bắn nhanh tới thoáng cái đã kéo dài ra vài chục trượng trong nháy mắt xuyên thủng nhân ảnh bên trong ngân quang nhưng thân ảnh ở bên trong ngân quang chỉ mơ hồ một trận rồi tiêu thất không thấy bóng dáng tên ngân tộc này vừa thấy đại hán không dễ đối phó liền thi pháp đào tàu nhưng vào lúc này bài kỳ nữ tử vốn chỉ đứng một bên cười mìm chợt xương một ngón tay lên hướng về phía trước nhẹ nhẹ điểm một chỉ một đó hoa màu phấn hồng do linh quang tụ lại đột nhiên phóng ra sau một cái chớp động liền biến thành một đóa hoa hư ảnh khổng lồ đem toàn bộ động quật phủ kín lại trong phút chốc trong phạm vi hơn 10 trượng bên trong đóa hoa hư ảnh đột nhiên tản ra một cỗ kỳ hương phanh một tiếng một đạo ngân quang không có chút dấu hiệu nào từ hư không phụ cận bắn ra bên trong ngân quang rõ ràng là tên ngân tộc vừa mới bỏ chạy lúc trước không thể nào tên ngân tộc dính phải công kích của nữ tử kinh sợ quát to một tiếng ngoài thân linh quang trượt lóe bộ dáng sẽ tiếp tục thi triển bí thuật nào đó bài kỳ nữ tử thấy vậy Đôi mày Liễu khẽ nhíu lại, sau một khắc, phía dưới chân tên ngân tộc đột nhiên xuất hiện một luồng không gian ba động, một đóa cự hoa màu phấn hồng không một tiếng động hiện ra. Tên ngân tộc chỉ cảm thấy toàn thân ngưng trệ, không cách nào nhúc nhích được, mà Hắc Bảo đại hán lại ha ha cười to một tiếng, đột nhiên trên người Hắc khí quay cuồng hướng về phía tên ngân tộc bổ nhào tới, ở bên trong Hắc khí, ẩn ẩn có một cái miệng hơn một trượng, như cái chậu máu mở rộng ra, một luồng huyết khí tanh tưởi phả thẳng vào mặt bài kỳ nữ tử tựa hồ cảm thấy mất đi hứng thú ánh mắt vừa thu lại trong tay chẳng biết tự khi nào đã có thêm một đóa linh hoa màu hồng nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi người người một chút trên mặt thoáng một tự u buồn trong khi đó hắc bào đại hán biến thành một đám hắc khí đem tên ngân tộc hoàn toàn đè dưới chân hắn một tiếng thê lương thảm thiết truyền ra trong một tòa cung điện nằm ở giữa phong nguyên đại lục và lôi minh đại lục trong một gian mật thất bị một tầng hắc khí phong kín có một cái kén khổng lồ đang huyền phù ở giữa không trung mặt ngoài cái kén huyết quang chớp động không ngừng mặt ngoài phập phồng liên tục bộ dáng giống như đang dưỡng dục thứ gì đó ở phía dưới cái kén rõ ràng có 12 đầu dị thú khổng lồ có con có hai đầu sáu mắt bốn cánh ba chảo thậm chí trong đó còn có một con đầu cá mình giao long toàn thân kim quang trói mắt thế nhưng lại có tới chính cái đuôi mảnh khảnh bộ dáng xinh đẹp cực kỳ nhưng 12 đầu quái thú này giờ phút này đều nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích hoàn toàn không có chút hơi thở nào mà phía trên đầu chúng huyết quang chớp động liên tục, cơ hồ có thể thấy rõ ràng 12 đầu dị thú toàn thân đã khô quắt lại, phảng phất như khí huyết toàn thân đã sớm bị thứ gì đó hút ra, hình thể cũng đã bị rút nhỏ đi mấy lần, nếu không, chỉ dựa vào hình thể ban đầu của chúng mà nói, cho dù gian mật thất này nhìn như rộng lớn, nhưng cũng không thể chứa được toàn bộ chúng. Bất quá, trong một góc mật thất còn có 12 ngọn cổ đang lặng lặng đặt ở đấy, chẳng qua phía trên đám cổ đang có đăng diễm, nhưng giờ phút này lại không còn sót lại chút gì ở bên kia mật thất có một cái ngọc bàn thấp bé xanh biếc trên đó có một viên thủy tinh cầu lớn bằng cái nắm tay linh quang yếu ớt chớp động mặt ngoài có hiện lên một bức tranh vô cùng rõ ràng bên bức tranh đó có một cái đài ngân sắc đài sen trông rất sống động huyền phủ tại chỗ bộ dáng giống như thật nhân tộc bên trong phường thị đại điện tại thiên nguyên thành hàn lập đang nhìn về phía một nữ tử yêu tộc toàn thân được hắc khí phủ kín với vẻ mặt ngoài ý muốn không nghĩ tới ở chỗ này mà vẫn có thể gặp lại được đạo hữu điều này khiến cho hàn mỗ giật mình không ít khanh khách tiểu nữ tử cũng giống như đạo hữu không ngờ có ngày có thể gặp lại được hàn đạo hữu ta tưởng đạo hữu vì nguyên nhân dị tộc công thành mà đã rời khỏi thành mà mai danh ẩn tích chứ xem ra tiểu nữ tử có phần đã xem nhẹ thủ đoạn của đạo hữu rồi ở trước mặt hàn lập mấy trượng nữ tử yêu tộc năm đó từng cùng hắn là một phen giao dịch đang nhẹ nhẹ cười trả lời hiển nhiên nữ tử này rất cao hứng khi nhìn thấy hàn lập bộ dáng mơ hồ còn có chút hưng phấn bất quá bởi vì nơi đây bị hạn chế bởi một tầng cấm chế nên hàn lập cũng không có cách nào nhìn rõ sau hơn trăm năm không biết tu vi đối phương đã tăng tiến ra sao nhưng dựa theo lẽ thường mà nói lúc trước hắn đã trao đổi với nữ tử này nhiều vạn năm linh dược như vậy khẳng định là tu vi đã tăng tiến không ít dĩ nhiên nữ tử này lại càng không thể phát hiện ra tu vi hàn lập nghịch thiên biến hóa ra sao hàn lập lúc này khẽ mỉm cười đáp lại nói hàn mỗ ban đầu cũng không có thoát thân kịp thời nếu không phải gặp chút cơ duyên khác thì thật đúng là khó mà nói được có thể gặp lại đạo hữu hay không Vốn ta nghĩ rằng đạo hữu sau khi thu được nhóm vạn năm linh dược kia hẳn phải bế quan tiềm tu một thời gian dài chứ. Đạo hữu cho là ta không nghĩ như thế à? Ban đầu số linh dược đã đến được tay ta, nhưng bản thân ta sao có thể dùng hết được, linh dược đã sớm tiêu hao không còn, bất quá, những năm gần đây bản thân ta cũng đã tìm được một nhóm linh dược chân quý khác, Hàn đạo hữu có bằng lòng hay không tiếp tục trao đổi. Nữ tử yêu tộc này thở dài một hơi nói, bộ dáng có vẻ mong chờ, nói: Chỉ cần trong tay tại hạ không có mầm mống tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng nhiều năm trôi qua như vậy số linh dược ta cần đã gần đủ cho dù trao đổi chỉ sợ cũng không trao đổi được bao nhiêu ánh mắt hàn lập chợt lóe lên thản nhiên nói nói như thế mầm linh dược trong tay tiểu nữ tử còn có thể không cách nào được đạo hữu đặt trong mắt rồi bất quá lần này ta cũng không có cách nào ở lại thiên nguyên thành lâu có thể đổi lấy được nhiều vạn năm linh dược đổi được bao nhiêu cứ đổi nữ tử yêu tộc vẻ hưng phấn trên mặt thoáng cái giảm đi không ít than nhẹ một tiếng nói tiên tử không cần gì phải như vậy ta cũng chưa nói chỉ cần mỗi linh dược quý hiếm nếu có thể giúp ta thu thập một chút tài liệu hàn mỗ nguyện ý dùng vạn năm linh dược làm điều kiện trao đổi hàn lập cười nhẹ nói tài liệu không sai chỗ này của ta có một bản danh sách tiên tử có thể xem xem bên phí yêu tộc các người có thể thu thập được bao nhiêu hàn lập vừa nói tay áo bảo run lên một khối bạch sắc ngọc giản bắn ra một bàn tay trắng noãn từ trong hoác khí chui ra đã ngọc giản bắt được vào trong tay gì, những tài liệu này có không ít linh cốt, nội đan của yêu tộc chúng ta. Đạo hữu thật đúng là có đảm lược viết ra, chẳng lẽ đạo hữu muốn luyện chế bảo vật gì sao? Nữ tử yêu tộc chỉ dùng thần niệm đảo qua, phát ra một tiếng kêu nhẹ. Hàn mộ đích xác tính luyện chế mấy kiện bảo vật, về phần chút linh cốt, nội đan như vậy không phải yêu tộc các ngươi vẫn thường xuyên làm như thế sao? Hàn lập nhàn nhạt trả lời. Hừ, không sai, yêu tộc chúng ta cho dù phải dùng tới linh cốt, Nội đan để luyện chế bảo vật thì tài liệu là của tộc khác mà thôi, đồ của bản tộc tuyệt không dùng tới, còn nhân tộc các ngươi làm thế, ít nhiều vẫn vi phạm cấm kỵ của yêu tộc chúng ta." Nữ tử này hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta thấy bộ dáng tiên tử không giống như để ý tới điều này, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này rồi." Hàn Lập cười khẽ một tiếng, tựa hồ nói ra một cách lơ đễnh. Nữ tử trong tầng hắc khí nghe vậy, hơi do dự một chút liền chậm rãi nói: "Chỉ cần không phải liên quan tới bổn tộc, thì ta cũng không quan tâm, nhưng nhóm tài liệu ghi lại trong ngọc giản trong yêu tộc chúng ta cũng vô cùng hiếm thấy. Ta cũng chỉ có thể giúp người hơn nửa số mà thôi, hơn nữa giá tiền cả vô cùng cao. Không sao, chỉ cần đúng tài liệu yêu cầu, dùng vạn năm linh dược trao đổi, ta sẽ không để tiên tử chịu thiệt thòi đâu. Nét mặt hàn lập lộ ra vẻ vui mừng, sảng khoái dị thường, đáp. Tốt, có câu này của đạo hữu là được nhưng những tài liệu này ta cũng không tiện đem tới thiên nguyên thành để trao đổi với đạo hữu. Nếu đạo hữu có thành ý giao dịch, mấy năm sau tại vạn bảo giao dịch hội đại hội đó là do nhân yêu nhị tộc chúng ta cứ cách mỗi ngàn năm lại cử hành một lần địa điểm tổ chức được xác định từ sớm ngay giữa thiên hồ tri địa và cửu tiên sơn trong huyền vũ cảnh nữ tử yêu tộc nói vạn bảo giao dịch hội ừ đúng là tại hạ đã có nghe qua một chút nếu đạo hữu đã nói như thế hàn mỗi chuyến này không đi không được rồi hàn lập thoáng tự định giá một chút gật đầu nói tốt một lời đã định tiểu nữ từ trước hết đem số mầm linh dược trong tay lấy ra đạo hữu xem xem có thể nhìn chúng được thứ nào hay không sau đó chúng ta lại trao đổi tín vật để đến lúc vạn bảo đại hội mở ra còn có cách nhận ra nhau yêu tộc nữ tử thản nhiên cười thanh âm ôn nhu dễ nghe mơ hồ còn kèm theo chút dụ dỗ hàn lập cũng không có ý kiến khác miệng đầy đáp ứng sau khoảng thời gian tầm bữa cơm hàn lập từ trong đại điện đi ra trên mặt mang theo vẻ cười nhàn nhạt, nhạt lần này tới phường thị bên trong đại điện quả thật đúng là có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngọc giản lúc trước hắn giao cho nữ tử yêu tộc kia, trong đó không những có tài liệu luyện chế đan dược mà còn có cả không ít tài liệu dùng để luyện chế thái ất thanh sơn. Ngọn cực sơn này để luyện thành còn nhiều phiền toái hơn ngọn cả nguyên từ cực sơn kia. Tài liệu phụ trợ không những vượt xa lúc trước mà còn không ít tài liệu trong đó đều là vật hiếm thấy ở linh giới, khó tìm dị thường. Mặc dù hắn đã tìm cách thay thế không ít tài liệu quý hiếm khác, trong đó phần lớn là linh cốt cùng nội đan của yêu thú số tài liệu này dĩ nhiên trong nhân tộc cũng không có bao nhiêu, cho nên hắn không đem việc này giao cho mấy người nho sinh. Hôm nay, ngay khi hắn gặp lại nữ tử yêu tộc kia, tự nhiên không khách khí đem toàn bộ danh sách giao ra. Yêu tộc mặc dù không tính là cường đại, nhưng trong đó bao hàm đủ loại linh cầm dị thú, số lượng phải dùng tới đơn vị trăm vạn mà tính. Cộng thêm yêu tộc đã sinh hoạt ở linh giới nhiều vạn năm như vậy, số linh cốt, nội đan tích trữ được cũng coi như là không thể đếm nổi rồi. Dù sao, hắn cũng không yêu cầu quá nhiều chỉ cần nữ tử này có thể đáp ứng hơn phân nửa số linh cốt nội đan thì cũng coi như đã giúp hắn không nhỏ nếu vận khí tốt tại vạn bảo đại hội sắp tới nói không chừng có thể có được thu hoạch khác nữa ngoài ra số tài liệu còn lại thì có thể từ từ tìm đủ hàn lập trong lòng tính toán như thế không chút hoang mang quay trở lại cửa hàng tài liệu lúc trước trưởng quỹ sớm đã chuẩn bị xong một cái chữ vật trạc cung kính chở hắn ở đấy rồi hàn lập nhận lấy chữ vật trạc từ tay tên trưởng quỹ sau khi kiểm tra qua một chút chân mày không khỏi nhíu lại quả nhiên không ngoài dự liệu bên trong chữ vật trạc cũng không có bao nhiêu tài liệu hắn cần xem ra đúng là cần phải tìm hỗ trợ thu mua trong thời gian dài hơi trầm ngâm một chút sau khi trả cho trưởng quỹ một khoản linh thạch hắn liền rời khỏi cửa hàng hắn cũng không có tiếp tục đi tới địa phương khác nữa mà trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng hướng về khu vực chuyên môn phục vụ cho các tu sĩ cao cấp tại thiên uyên thành tụ tiên các Mặc dù danh xưng là tụ tiên các nhưng thực tế tụ tiên các là do nhóm mười mấy tòa lầu các độc lập kiến tạo thành. Mỗi một tòa lầu các này đều có 13 tầng, thiết kế tinh mỹ, trang nhã dị thường, cách nhau hơn trăm trượng. Ngoài ra, xung quanh mỗi tòa lầu các còn được thiết lập một tầng cấm chế cách ly lẫn nhau. Như thế mà nói, lượng tinh thạch hao phí mỗi ngày ở nơi này chẳng những không ít mà còn ngay cả tu vi không phải luyện hưu tu trở lên thì căn bản ngay cả tư cách ở lại cũng không có. Dĩ nhiên, tu tiên các này thật ra cũng chính là nơi dành riêng cho tu sĩ luyện hư kỳ ở lại. Mặc dù vẫn cho tu sĩ si hợp thể kỳ ở lại, nhưng trong trăm năm cũng không thấy được mấy người ghé lại. Cho nên, Hàn Lập tới đây cũng không có che giấu chút nào, đứng trước mặt trưởng quỹ trực tiếp để lộ ra một chút khí tức khiến cho vị trưởng quỹ hóa thần kỳ này tự nhiên giật mình một trận. Ngay sau đó cung kính đẩy miệng sắp xếp cho Hàn Lập một gian lầu các tốt nhất. Ngoài ra, còn phái mấy thị nữ dung mạo xinh nhất tới phục vụ hàn lập căn bản là không có ý tứ ở lại đây lâu cho nên hắn chỉ miễn cưỡng để cho đám thị nữ quét dọn lầu các một phen còn hắn thì tiến lên tầng cao nhất ngồi xuống đả tọa sáng hôm sau trong khi hắn đang ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt đả tọa bỗng nhiêu hai mắt khẽ động mở ra miệng lầm bầm mấy câu quả nhiên đã tới rồi bất quá người này khí tức có chút xa la tu vi cũng là hợp thể trung kỳ xem ra cũng không phải là vị thích trưởng lão lúc trước xem ra có chút ngoài dự liệu kết quả một lát sau lầu dưới nhẹ nhàng truyền đến tiếng bước chân tiếp theo là thanh âm của một thị nữ có pha chút khẩn trương truyền ra khởi bầm tiền bối có kim việt thiền sư của bổn thành bái phòng kim việt đạo hữu tốt ta biết rồi ta sẽ xuống ngay hàn lập vừa nghe thấy cái tên này trong lòng thoáng dùng mình một cái không lưỡng lự trả lời đối với hắn mà nói trong số trưởng lão của thiên nguyên thành căn bản là hắn không biết mấy người nhưng vị kim việt thiền sư này chính là một trong hai vị tu sĩ phi thăng trong trưởng lão hội vị kim việt thiền sư này năm đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh của nhân tộc chẳng qua vị thiền sư này nghe nói xuất thân từ phật tông quanh năm ở bí địa trong thành bế quan không mấy khi ra ngoài cho nên ngoài những người trong trưởng lão hội ra thì cũng không có bao nhiêu người được gặp qua đại nhân vật như thế mà bỗng nhiên tới đây khó trách những thị nữ của tụ tiên các khẩn trương như thế bất quá hắn đã từng là đảm nhiệm một vị trí trong thanh minh vệ cho dù không phải vị kim việt thiền sư này thì hơn phân nửa thiên uyên thành trưởng lão hội cũng sẽ phái người khác tới đây một chuyến hàn lập nghĩ thầm một tay bấm quyết ngoài thân linh quang trượt lóe thân thể thoáng chút mơ hồ không rõ tại đại sành ở lầu một một vị tăng nhân một thân đạm kim sắc cả xa bộ dáng đang thưởng thức bức cổ họa trên vách tường phía sau còn có mấy thị nữ đang đứng chờ một bên vẻ mặt có vẻ cực kỳ hưng phấn đột nhiên tăng nhân quay người nhìn về góc trống không trong đại sành kết quả sau một khắc đột nhiên thanh quang trượt lóe lên một đạo nhân ảnh từ trong thanh quang không một tiếng động hiện ra, nhân ảnh đó dĩ nhiên chính là Hàn Lập. Lão nạp kim việt mạo muội tới chơi, mong Hàn đạo hữu không lấy làm phiền. Sau khi tụng niệm một tiếng Phật hiệu, tăng nhân bình tĩnh hướng Hàn Lập thi lễ, nói: "Không dám, thiền sư đại danh đỉnh đỉnh, Hàn mỗ sớm đã ngưỡng mộ từ lâu." Hàn Lập không dám chậm trễ, vội vàng ôm quyền đáp lễ, ánh mắt ngưng trọng đánh giá cẩn thận vị tăng nhân trước mặt một chút. Chỉ thấy đôi lông mày của đối phương trắng bạch, dài tầm nửa thước, da mặt nhăn nheo, mắt híp, tựa hồ ngay cả hai mắt cũng khó có thể mở to ra được. Hà hà, hàn đạo hữu, lão nạp cách đây không lâu được thích trưởng lão truyền tin biết một hai, nghe nói, đạo hữu chẳng những ngắn ngủi mấy trăm năm từ hóa thần kỳ tiến cấp tới hợp thể kỳ, mà còn là phi thăng tu sĩ, đã từng đảm nhiệm một chức vị trong thanh minh vệ, không biết những chuyện này có thật hay không. Kim Việt thiền sư cười nhẹ một tiếng, thẳng thắn hỏi một câu. Kim Việt đạo hữu thật là người thẳng thắn, không sai, điều này xác thực không giả, hàn mỗ coi như thu được chút cơ duyên nếu không sao có thể đạt được như ngày hôm nay hàn lập hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó cười lớn nói ha hà phàm là có thể tùy luyện tới cấp độ chúng ta mà nói không ai là không có chút đại vận khí trong người bất quá đạo hữu chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi tăng tiến đến mức này đúng là từ cổ trí kim không có được mấy người tăng nhân mặt đầy nếp nhăn hiền hòa nói hàn lập tự nhiên tỏ vẻ khiêm tốn khách khí mấy câu nghe thích trưởng lão truyền tin đạo hữu cũng không có ý tư muốn gia nhập thiên uyên thành trưởng lão hội chuyện này thật là đáng tiếc nếu không số trưởng lão phi thăng trong trưởng lão hội cũng chỉ còn mỗi não lạp rồi tăng nhân lời nói vừa truyền bộ dáng rất là tiếc nuối nói một người tại hạ nhớ không lầm trong trưởng lão hội không phải là còn có lôi la chân nhân sao chẳng lẽ hàn lập nghe vậy liền ngẩn ra nói lôi la đạo hữu trong lúc dị tộc công thành đã vẫn lạc mà chết rồi tăng nhân thở dài cười khổ trả lời cái gì? Có chuyện này sao? Hàn mỗ chỉ biết là trưởng lão hội có hai vị đạo hữu vẫn lạc, thật không nghĩ tới lại có lôi la đạo hữu ở trong đó. Hàn lập cả kinh, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Tăng nhân nghe vậy, mặt sắc nghiêm nghị, sau khi niệm mấy tiếng Phật hiệu mới tục nói. Mặc dù đạo hữu đã cự tuyệt yêu cầu của thích trưởng lão, nhưng lão nạp cũng là một thành viên trong số tu sĩ phi thăng. Lão nạp lần nữa hướng đạo hữu yêu cầu gia nhập trưởng lão hội của bổn thành. Hàn đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, số phi thăng tu sĩ chúng ta cùng tu sĩ bản địa có chút bất đồng, hơn nữa nhân số tu sĩ phi thăng trong thiên nguyên thành cơ hồ chiếm tới 9 phần. Nếu có thêm đạo hữu gia nhập, chắc hẳn tình cảnh của tu sĩ phi thăng tại bổn thành sẽ được cải thiện ít nhiều. Kim Việt thiền sư bộ dáng khuyên bảo, thần sắc ngưng trọng. Nếu có thể được đạo hữu cùng chấn thủ bảo vệ tộc quần, lão nạp nghĩ là nhất định sẽ cải thiện được tình cảnh của không ít phi thăng tu sĩ Kim Việt thiền sư khuyên bảo nhiều như vậy bất giác thần sắc ngưng trọng lại sau khi nghe qua trên mặt hàn lập cũng trở nên nghiêm nghị vài phần nhưng ánh mắt chấp động vài cái liền chậm rãi lắc đầu tuy hàn mỗ xuất thân từ phi thăng tu sĩ và cũng nắm rất rõ tình cảnh của tu sĩ phi thăng nhưng chuyện này thật sự không phải chỉ bằng sức lực của hai người chúng ta mà có thể cải thiện được đâu cho dù tại hạ có gia nhập trưởng lão hội đi nữa chắc chắn cũng sẽ không có tác dụng gì lớn trái lại khiến cho quá nửa thành viên trong hội lâm vào cảnh phân tranh lẫn nhau Đồng thời Hàn Mộ tâm niệm từ những ngày mới bắt đầu bước vào con đường tu tiên, phải kiên trì tu tiên đột phá trường sinh. Tuy hiện nay đã tiến giai lên hợp thể, nhưng con đường phi thăng chân tiên thật sự vẫn còn quá xa, khó có khả năng lo nghĩ tới những việc khác nữa. Đạo Hữu đúng là một tu sĩ khắc khổ, bẩn tăng vô cùng kính nể, nếu Đạo Hữu đã hạ quyết tâm như vậy, để đi theo chí lớn, lão nạp cũng sẽ không đề cập tới nữa. Hiện nay, Đạo Hữu tiến nhập Thiên Uyên Thành này, nếu có sự tình quan trọng, thì Bần tăng nguyện giúp đỡ phần nào vậy? Kim Việt Thiền Sư đã rõ ràng được quyết định của Hàn Lập, bèn thở dài một hơi cũng không nhắc lại lời mời nhập hội nữa. Đa tạ nhà ý của Thiền Sư, lần này Hàn Mỗ vào thành chỉ cần mua một số tài liệu với xử lý một ít việc được người khác nhờ vã thôi Hàn Lập chấp hai tay lại khách khí trả lời. Ha ha, thì ra là thế, bất quá nếu thật sự đạo hữu cần giúp gì cứ việc đến tìm lão nạp, trong thiên nguyên thành này bẩn tăng tin tưởng có thể hỗ trợ được phần nào Kim Việt Thiền Sư gật gật đầu. Hàn Lập nghe qua tự nhiên mở miệng cảm ơn không ngớt đoạn kế tiếp hàn lập cùng vị kim việt thiền sư này không hề đàm luận chuyện phiếm mà cùng nhau bắt đầu trao đổi một vài kinh nghiệm tu luyện tâm đắc hầu như đây là đề tài thảo luận hiển nhiên khi các tu sĩ hợp thể kỳ gặp gỡ nhau dù sao thì tu vi đạt được tới cảnh giới này như bọn họ cơ hồ như tu sĩ đã phải hao công tốn lực cả đời mới có thể đạt đến giới hạn cao nhất về phần có nghe phong phanh về tu sĩ đại thừa cùng độ kiếp kỳ thì căn bản chỉ là một chuyện khó mơ tưởng đến nhân tộc chỉ là một tộc rất nhỏ vì vậy trong cả tộc cũng chưa chắc có được một hai vị như thế cho nên dưới tình huống không có người chỉ điểm như vậy những hợp thể kỳ tu sĩ cũng chỉ còn cách cùng nhau trao đổi nhằm tháo gỡ vài gút mắt trong quá trình tu luyện vị kim việt thiền sư này đã là tu sĩ hợp thể trung kỳ bất quá chỉ còn cách cảnh giới hậu kỳ một bước chân nữa thôi dĩ nhiên về tu luyện tâm đắc phải hơn xa vị thích trưởng lão hợp thể sơ kỳ kia rồi còn hàn lập một thân thần thông quảng đại chỉ tính tới công pháp song tu pháp thể là phạm thánh chân ma công đã khó tìm được người tu luyện giống như thế vì vậy trong quá trình tu luyện hiển nhiên có nhiều chỗ độc đáo hơn người trải qua một phen trao đổi cả hai người đều cảm thấy thu được rất nhiều ích lợi vậy mà không ngờ đã luận đàm qua hết một ngày một đêm sáng sớm ngày thứ hai kim việt thiền sư mới vui vẻ cáo từ hàn lập vẫn ở lại đình lầu tiếp tục ngồi xuống tu luyện kế tiếp mấy ngày tới cũng không có thêm tu sĩ hợp thể nào ghé ngang qua xem ra bọn họ không hẳn đều bận rộn hết có khả năng nguyên do nhờ kim việt thiền sư chuyển lời lại cho biết hắn từ chối gia nhập trưởng lão hội nên cũng không có ai lại làm chuyện dư thừa nữa trải qua 6 ngày sau đến ngày thứ bảy thì rốt của người hắn chờ đã sắp tới hàn lập không cần đợi thị nữ vào bầm báo đã lập tức đứng lên rời khỏi tấm bổ đoàn trực tiếp bay xuống vài thị nữ đang nhỏ giọng tán gẫu gì đó vừa thấy thân hình hàn lập xuất hiện liền hoàng sợ cùng tiến lên chào hỏi hàn lập khoát tay áo thản nhiên bảo các người hãy ra ngoài trước vị khách ta chờ đợi đã đến rồi hãy mời nàng vào đây mau đám nữ tu trúc cơ kỳ vừa nghe hàn lập nói lập tức cung kính tuân lệnh đi ra khỏi cửa hàn lập liền ngồi xuống trên chiếc ghế gia chủ quả nhiên một lát sau đi theo một gã thị nữ tiến và chính là một nữ tử có khuôn mặt trắng noãn như ngọc bước đến sáng người thon dài mình vận cung trang lam sắc nàng này chính là vị hứa tiên tử ngày trước rõ ràng tu vi nàng đã tiến giai lên tới hóa thần kỳ quả nhiên là hàn tiến bối Thật sự tiền bối đã tiến giai lên hợp thể kỳ, rồi hứa tiên tử mở miệng nói lộ ra một tia nghi hoặc. Cơ hồ khuôn mặt Hàn Lập không hề thay đổi trong suốt mấy trăm năm qua, nữ tử chỉ cần liếc mắt qua một cái liền nhận ra chắc chắn là Hàn Lập, vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ. Năm đó, Hàn Lập đối với nữ tử này vốn là hậu nhân của băng phách tiên tử từng có chiếu cố qua, đôi khi trong quá trình tu luyện cũng có chỉ điểm phần nào. Nàng này đối với Hàn Lập luôn luôn cung kính, trong thâm tâm cũng có chút cảm kích cho nên lúc mới vào thành không bao lâu nghe đại hán thanh minh vậy cùng lão già dâu ngắn nói qua hiện tại hàn lập đang ở thiên niên thành và có việc cần gặp nàng vì vậy lập tức đến ngay tụ tên các đương nhiên liên quan đến sự tình hàn lập tiến gia lên hợp thể sau khi nghe qua nàng cũng rất kinh sợ và giật mình không thua gì lão già họ nhạc sự việc này nếu xảy ra đúng như vậy thì thật là hết chỗ nói nhưng chính nàng vẫn chưa thấy tận mắt nên trên đường đến đây cứ mãi nghi vấn không thôi hiện tại vừa gặp mặt liền cảm ứng ngay hơi thở cường đại của hàn lập tự nhiên trong lòng nàng không còn chút nào hoài nghi lúc này vừa mừng vừa sợ vội vàng chắp tay ra mắt hàn lập đạo hữu không cần đa lễ ta cùng tiên tử cũng xem như là người quen cũ hãy ngồi xuống nói chuyện đi hàn lập mỉm cười với vị hậu nhân này của băng phách tiên tử bạn đang xem phạm nhân tu tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé vãn bối xin tuân lệnh hứa tiên tử thoáng có chút trần trừ sau đó liền cung kính nghe theo nàng ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh hàn lập lúc này thị nữ dâng lên khai trà bên trong có hai chén linh trà tỏa mùi thơm ngan ngát tất cả lui ra đi không có lệnh của ta không được cho ai tiến vào hàn lập phân phó với tên thị nữ vâng thị nữ ứng thanh tuân lệnh kính cần lui ra ngoài lúc này hàn lập mới phất nhẹ tay áo vào cánh cửa nhất thời cổng lớn của tòa lầu chợt lóe quầng hào quang trắng sáng kế tiếp chậm rãi tự khép cửa lại. Đồng thời, bốn phía trên vách tường không ngừng chớp động một tầng thanh quang, tòa lầu lập tức được phát động cấm chế, tạo nên một tầng ngăn cách với gian đại sảnh. Lam Sam nữ tử thấy tình hình như vậy liền dùng mình, trên mặt cũng hiện lên vài phần ngưng trọng. Nếu không có chuyện bí ẩn cần phải bàn bạc, đương nhiên chẳng ai rãnh hơi làm những việc thừa thải này. Hứa đạo hữu, lúc này ta cần tìm người, chẳng qua là muốn hỏi rõ ràng một chuyện, tổ tiên của đạo hữu có phải thật sự là băng phách tiên tử không? hàn lập nghiêm sắc mặt hỏi băng phách tiên tử quả đúng là tổ tiên của vãn bối vãn bối tuyệt không dám hư ngôn hứa tiên tử thoáng ngẩn ra nhưng không chần chừ mà đáp ngay tốt nếu như vậy đạo hữu có lẽ cũng biết được nơi ở của băng phách tiên tử tiền bối chứ ta có một chuyện cần phải đích thân gặp mặt tiền bối một phen hàn lập thở nhẹ ra một hơi chậm rãi nói a à, gặp mặt tổ tiên à vì nữ tử này nãy giờ còn đoán già đoán non hiện giờ không khỏi ngạc nhiên sao vậy không lẽ đảo hữu cũng không biết lệnh tổ ở đâu sao? Hàn lập nhớ mày. Tuy rằng bản bối được truyền thừa huyết mạch từ tổ tiên, nhưng từ lúc được sinh ra, tổ tiên đã sớm mất tích suốt mấy vạn năm trước rồi. Bất quá đã từng nghe qua trưởng bối trong tộc đề cập. Lúc ấy tổ tiên cũng vừa mới tiến giai lên hợp thể cảnh giới, thậm chí cũng được lời mời từ thiên uyên thành trưởng lão hội. Sau đó trong một lần ra ngoài, từ đó về sau không còn nghe tung tích nữa. Hứa tên tử cười khổ nói. Thì ra là thế. Nếu là như vậy thật sự cũng khó có biện pháp khác hậu nhân của băng phách tiên tử tiền bối ngoại trừ hứa đạo hữu gia không biết còn có những người nào khác nữa không hàn lập thoáng trầm ngâm lại dò hỏi không dám dối gạt tiền bối đã nhiều năm trôi qua trước đây tổ tiên băng phách tiên tử vốn chỉ truyền có mỗi một mạch hậu nhân hiện giờ đã bị chia làm mười mấy chi lớn nhỏ bất đồng rồi thậm chí trong đó còn có người dựa vào công pháp của tổ tiên lưu lại mà kiến tạo ra hai tiểu tông môn nhưng nếu nói về huyết mạch truyền thừa chắc chắn hứa ra chúng ta đích thực là huyết mạch hậu nhân chính thống nhất ngay cả toàn bộ gia tộc từ xưa đến nay cũng đều được truyền thừa trực tiếp từ tổ tiên sau một lúc trần trừ suy nghĩ do cảm giác được hàn lập dường như có chút quan hệ sâu xa gì đó với băng phách tiên tử nên nàng này cũng không ngần ngại nói thẳng ra vậy gia tộc hứa ra hiện tại do ai làm chủ có phải chính là đạo hữu không hàn lập bỗng nhiên cười hỏi tiền bối nói đùa rồi đương nhiên là không phải tuy rằng hứa ra chúng ta không phải là một chân linh thế gia nhưng ở trong thiên nguyên cảnh cũng có chút danh tiếng tộc trưởng hiện nay chính là gia phụ ngoài ra trong tộc còn có vài vị thúc tổ nữa hứa tiên tử có chút do dự liền mở miệng nói ánh mắt hàn lập chấp động vài cái tay vân vê cầm rồi nhẹ nhàng cười nếu như vậy có thể ta sẽ tới quý gia tộc để bái kiến lệnh tôn vậy đạo hữu không có ý kiến gì chứ nếu tiền bối nguyện ý ghé thăm hứa gia đương nhiên đây chính là vinh hạnh của gia tộc chỉ có điều hàn tiền bối có thể tiết lộ một chút sự tình bên trong được không nữ tử sợ run một hồi lâu mới có chút do dự hỏi ra một câu ha ha Người không cần lo lắng làm gì, chẳng qua là ta được người nhờ vã, phải chuyển giao một vật cho băng phách tiên tử đạo hữu hoặc hậu nhân trực hệ huyết mạch của nàng. Nếu hiện tại hứa ra các người chính là một chi rất gần với băng phách tiên tử, ta sẽ lập tức đích thân giao vật ấy cho tộc trưởng hứa ra, hẳn lập cũng không có ý gì thản nhiên trả lời. Thật sự có chuyện này à? Tiền bối có thể nói rõ cho vãn bối được biết đó là người nào nhờ chuyển tới hay không? Hắc hắc, chắc chắn hứa đạo hữu không thể biết người đó đâu, có lẽ hầu hết những người trong hứa gia cũng không ai nhận ra đâu hàn lập lắc đầu nói nếu đã như vậy vãn bối nguyện dẫn đường mời tiền bối tới hứa gia một chuyến vừa lúc ta mới hoàn thành xong nhiệm vụ tuần tra bên ngoài nên có thể nghỉ ngơi hơn nửa năm hứa gia chúng ta ở ngay tại thiên nguyên cảnh bọn ta cũng có thể mượn truyền tống pháp trận sử dụng vài lần nữ tử nghe qua sắc mặt có chút âm trầm bất định một hồi lâu sau mới có được quyết định ha hà, hứa đạo hữu đã khẳng khái đồng hành cùng với ta một chuyến đương nhiên là rất tốt hàn lập cũng không cảm thấy có gì bất ngờ khoái miệng mỉm cười nói vậy vãn bối quay về động phủ chuẩn bị một chút hai ngày sau sẽ cùng tiền bối xuất phát nhé hứa tiên tử đã rõ ràng mọi chuyện liền đứng lên rồi cung kính hỏi hàn lập hàn mỗ không cần chuẩn bị thêm gì nữa lúc nào cũng có thể lên đường nếu hứa đạo hữu đã bảo hai ngày thì hai hôm sau gặp lại đi hàn lập thoáng cân nhắc cũng gật đầu đồng ý nếu tiền bối không có ý kiến gì vãn bối nhất định sẽ tới đúng hẹn cùng tiền bối tập trung trong thành à còn nữa vãn bối tên thật là hứa thiên vũ từ nay về sau có thể gọi thẳng tên đấy của vãn bối là được ở trước mặt tiền bối vãn bối ngàn vạn lần không dám tự xưng hai chữ tiên tử đâu hứa thiên vũ nhất thời cúi đầu kính cẩn nói ha ha thiên vũ đạo hữu không cần phải khách khí như thế hàn lập nghe được có chút ngần ra nhưng lập tức lắc đầu cười cười sau đó nàng này cũng không ở lại thêm chẳng bao lâu liền cáo từ hàn lập rời đi mặc dù có hai ngày để chuẩn bị đồng thời động phủ cũng ở gần thiên uyên thành nhưng chỗ gần nhất đi nữa cũng phải mất khá nhiều thời gian di chuyển, nên vị tiên tử Thiên Vũ này cũng không dám quá mức chậm trễ. Còn Hàn Lập lại chạy một chuyến tới chỗ ở của mấy người Nho Sinh, đem đi những tài liệu đã thu mua được, rồi tiếp tục đưa thêm một danh sách khác cho bốn người đó. Kế đó, hắn quay về tụ tiên các rồi ở suốt trong đó không hề rời khỏi lầu một bước. Cơ hồ cùng lúc này, trong một điện phủ thần bí ở Thiên Nguyên Thành, có năm sáu tên tu sĩ đang tập trung bàn bạc đại sự cực kỳ bí ẩn. Nói như vậy, người này không hề có ý muốn gia nhập thiên nguyên thành rồi một lão già vận áo bào trắng có khuôn mặt mịn màng đầu tóc bạc phơ nhăn tít cặp chân mày nói cốc trưởng lão lão phu đã hết sức khuyên mời nhưng vị hàn đạo hữu này là một tu sĩ khắc khổ quyết một lòng theo đuổi thiên đạo một chút ý tứ gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng không có một vị lão tăng thân mặc áo cả sa kim sắc thở dài trả lời vị đó đúng là kim việt thiền sư mà vô luận là lão già áo bào trắng hay mấy người khác ở đây ai cũng đều có khí thế bất phàm rõ ràng đều cùng là những tu sĩ hợp thể kỳ có tu vi tương đương với kim việt thiền sư đương nhiên mấy vị kia cũng đều là trưởng lão của thiên nguyên thành này nếu như vậy chẳng phải thực lực của bản thành bị giảm xuống đáng kể sao không lẽ trưởng lão hội không thể bổ sung cho đủ mười người à ở thời điểm trước khi đại chiến ngoại tộc lần đó trưởng lão hội chúng ta chẳng những có đầy đủ mười vị thậm chí còn có ngân quang đạo hữu chính là vị trưởng lão dự khuyết mà chưa công khai cho người ngoài biết rõ hiện tại xem tình hình thế này của thiên nguyên thành một khi tai họa chân ma kéo đến lúc đó ma tộc tất sẽ xem bản thành là nơi trọng điểm để tiến đánh khi đó chẳng phải sẽ cực kỳ bất ổn hay sao cái loại sự tình như vậy rõ ràng trước giờ chưa từng gặp phải mà một gã đại hán hắc bào sắc mặt vàng sậm lạnh lùng nói một câu vô dụng thôi hiện tại cho dù là phách hoàng thánh hoàng hay là bảy vị yêu vương của yêu tộc cũng không thể phái ra thủ hạ hợp thể kỳ để gia nhập thiên uyên thành được ai cũng rõ sắp tới ma giới hàng lâm đã không còn cách nào tránh khỏi có lẽ sự tình này sẽ xảy ra trong vòng ngàn năm tới, mọi người đang bắt đầu tập trung lực lượng, trước mắt ai cũng muốn bảo vệ bản thân mình. Dù sao, mỗi lần ma kiếp giáng xuống, tuy rằng diễn ra rất nhanh chỉ cỡ trong vòng trăm năm thôi, nhưng thông thường trong số Tam hoàng cùng Thất yêu vương sẽ gặp họa sát thân gần phân nữa. Tất nhiên bọn hắn không hề muốn tái diễn lại cảnh đó, Kim Việt Thiền sư trả lời có vẻ bất đắc dĩ. Kim Việt đạo hữu, ngươi thực sự có thể khẳng định tình hình ma giới trong vòng ngàn năm sẽ trùng khớp ứng với linh giới không? một nữ tử mang trước mặt nạ bạc, tóc đen nhánh, cũng bỗng nhiên mở miệng, có điều thanh âm rất êm dịu. Tuyệt đối không sai, không riêng gì mật tin từ trong thánh đảo truyền ra báo động trước, mà ngay cả mạc giản ly đại nhân cũng đích thân dùng tinh bản mạo hiểm tiến nhập chân ma giới một chuyến. Kết quả phát hiện rõ cổ ma trong ma giới đang tiến hành chuẩn bị một cuộc chiến quy mô lớn, đồng thời tìm cách xâm nhập tấn công linh giới chúng ta. Đáng tiếc mạc tiền bối vẫn chưa kịp điều tra rõ ràng đã bị một gã thánh tổ ở ma giới phát hiện ra bất đắc dĩ mới buộc phải quay trở về linh giới. Xem tình hình này thì có khả năng không tới ngàn năm, thậm chí chỉ khoảng vài trăm năm nữa mà giới có thể sẽ tiến hành xâm lấn. Địa phận hai tộc nhân yêu chúng ta cùng với vài tộc xung quanh đều nằm trong khu vực xâm nhập của ma giới. Đại kiếp nạn lần này khẳng định là khó tránh khỏi khóe mắt kim Việt thiền sư, khẽ giật vài cái, liền âm trầm nói. Nếu Thánh Đảo và Mạc Đại Nhân đã bảo thế, sự việc đó chắc chắn sẽ không sai. Nói như vậy, có lẽ Tam Hoàng, thất yêu vương cùng những thế lực lớn khác có thể cũng đã nhận được tin tức tương tự vì vậy bọn họ mới không chấp nhận bổ sung thêm người vào trưởng lão hội thiên uyên thành chúng ta lão già áo bảo trắng vân vê tròm dâu hai mắt nhíu lại hoài nghi khẳng định là như vậy nếu trong lúc ma kiếp xảy ra cả hai mộc tộc cùng quỷ dạ xoa tộc cũng sẽ tương tự cũng gặp tai họa khu vực nên bọn chúng chỉ biết co cụm lại thực lực tuyệt đối sẽ không thể hợp lại công phá hai tộc chúng ta tất nhiên bọn chúng cũng phải tự biết không nên vô duyên cớ lại làm cho thực lực chính mình bị suy yếu đi tốt nhất là phải tự bảo vệ bản thân mình trước. Dù sao, thì cấm chế vòng bảo hộ của hai tộc chúng ta thật sự chẳng có hiệu quả chút nào với lực lượng xâm lấn của ma giới. Lúc trước, khi kiến tạo tam cảnh thất địa, vốn cũng đã tính tới ứng phó ma kiếp kéo đến vài vạn năm xảy ra một lần. Kỳ thật sau đợt bị ngoại tộc công thành lần trước, chẳng những không có hợp thể kỳ trưởng lão nào ra, nhập thêm vào bản thành nữa, mà đến vệ sĩ cấp luyện hư và hóa thần cũng chưa bổ sung thêm chính thức lần nào. Hiện tại những thủ vệ chỉ toàn là do trưởng lão hội. Chúng ta tự đảm nhiệm tuyển nhận cả nữ tử mang mặt nạ nói chuyện bình tĩnh. Trong lần Thiên Nguyên Thành chúng ta bị ngoại tộc công thành đã hao tổn không ít nguyên khí, hiện tại còn chưa có người bổ sung, vậy chỉ có thể tự tìm cách bảo vệ chính mình, có thể sắp tới sẽ bắt đầu chủ động bồi dưỡng lực lượng để chuẩn bị đối phó ma kiếp, mà nghĩ lại thật khó tưởng tượng nổi, không ngờ trong đợt ma kiếp lần trước, lại có thể xuất động toàn lực nhân thủ chủ động bao vây tiểu trừ ma tộc một thiếu phụ mái tóc tựa như từ sắc hỏa diễm, bỗng nhiên chân mày hơi nhíu liền nói: Hiện tại cũng không còn cách nào, trải qua nhiều lần ma kiếp đáng sợ, rõ ràng đối với người tu tiên bọn ta thật sự chính là một hồi đại kiếp nạn, cũng may là ma tộc không có hứng thú với phàm nhân vốn chẳng có chút linh lực nào, bọn chúng chỉ liều mạng cướp đoạt tài nguyên linh giới và thảm sát những người tu đạo mà thôi, dù sao cũng còn đỡ hơn đám cổ thú ở xung quanh đây, đồ sát luôn cả phàm nhân, nếu không cứ cách vài vạn năm lại xuất hiện một lần ma kiếp như vậy, chỉ sợ là hai tộc nhân yêu chúng ta đã sớm bị xóa tên trên linh giới rồi lão già vận áo bảo trắng âm trầm sắc mặt nói hừ cũng chẳng phải là ma tộc có hảo tâm gì chẳng qua là bọn chúng cố ý lưu lại những phàm nhân được ví như cừu non này kế đó tạo cơ hội cho người tu tiên tiếp tục được sinh sôi nãy nở rồi sau này lại lâm vào ma kiếp để cho bọn chúng tiếp tục tàn sát đối với những người tu luyện có chút thành tựu mà nói thì dù là yêu đan hay nguyên anh cũng đều là thuốc bổ tốt nhất cho ma tộc kim việt thiền sư chậm rãi nói nhưng trong ánh mắt thoáng hiện tia hàn quang hơn nữa chúng ta vốn có chút ít tài nguyên nên hai tộc không cam tâm buông bỏ linh giới được nếu không chỉ cần cho người tập trung sẵn ở một chỗ rồi chờ tới đúng ngày bị tấn công liền lập tức rời xa linh giới bằng cách trốn vào ma giới để bảo toàn nguyên khí tử phát thiếu phụ nói ra có chút bất đắc dĩ lúc này ma kiếp sắp kéo tới tất nhiên các thế lực khác cũng sẽ có những tính toán riêng thiên nguyên thành chúng ta cũng khó đòi hỏi được gì chỉ còn cách làm theo dự tính ban đầu thôi theo đó trong ngày đầu tiên xảy ra tranh đấu hãy đem hết những tòa thành trì cũ kỹ mà hủy bỏ cấm chế đi rồi truyền những phạm nhân trong tộc gần đó lưu trú vào trong những tòa thành thị to lớn mặt khác điều động đám tu sĩ thông thạo công pháp thuộc tính thổ tiến hành xây thêm vài tòa thành trống không để sẵn trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể tương trợ đối với phạm nhân ở một vài khu vực xung quanh mà thôi ngón tay bạch bào lão giả khẽ nhịp xuống ghế ánh mắt chợt lé lên rồi nói thời gian chấm dứt ma kiếp càng sớm càng tốt nhưng cũng nên sớm chuẩn bị cho ổn thỏa tuy rằng chúng ta dựa vào cấm chế pháp trận nhưng tốt nhất vẫn nên tuyển mộ thêm nhiều thủ vệ cao giai tu sĩ, dù sao trong trận đại kiếp nạn này, chỉ cần bọn ta có thể chống đỡ được mấy đợt công kích mãnh liệt thôi. Quan trọng nhất là lúc mới bắt đầu mới bùng nổ tranh đấu, lúc đó ma tộc cũng sẽ không liều mạng mà tiến sâu vào, cố gắng tạo nên tình huống rằng co là được. À, Bảo Đạo Hữu, trong tộc của ta mấy trăm năm sắp tới khó có người nào sẽ tiến giai lên hợp thể kỳ, ta muốn nhờ Đạo Hữu để ý giúp xem trong yêu tộc các ngươi có ai sắp đột phá bình cảnh tiến vào hợp thể không Bạch Bảo lão già vừa đổi tay bỗng nhiên hướng về phía đại hán mặt vàng sậm nói không thành vấn đề trong tộc của các vị đại vương yêu tộc của chúng ta đích xác dưới trướng có mấy tên có thiên phú kinh người rất có hy vọng sẽ sớm tiến giai lên hợp thể đại hán kim sắc gật đầu trầm giọng đáp nói đến chư vị đồng đạo của yêu tộc cốc mỗ có một câu không biết có nên hỏi ngân quang đạo hữu không bạch bào lão giả thoáng do dự một chút rồi hướng về phía nữ tử mang mặt nạ hỏi một câu thiếp thân cùng cốc huynh đã có giao tình nhiều năm như vậy có chuyện gì mà không hỏi được chứ nữ tử mang mặt nạ hơi lấy làm lạ trả lời. Nếu tiên tử đã bảo thế, lão phu liền nói thẳng ra vậy, không biết hiện tại ngao khiếu tiền bối của quý tộc vẫn mạnh khỏe chứ? Bạch bảo lão giả ngóng nhìn nữ tử, chậm rãi hỏi qua. Ồ, ta cứ tưởng là chuyện gì? Thì ra cốc huynh quan tâm tới sự tình của khao khiếu lão tổ tông, ta không hiểu tại sao ở nơi đây, vốn đâu chỉ có mỗi mình ta là trưởng lão yêu tộc đâu, vì sao lão hữu lại tìm đúng tiếp thân để hỏi vậy nữ tử mang mặt nạ vốn đang sửng sốt nhưng chuyển ánh mắt nhìn lướt qua hắc bào đại hán rồi khẽ cười nói ra ngân quang tiên tử đã biết rõ lại còn cố ý hỏi vậy tuy rằng xuất thân của tiên tử vốn không phải ở ngân nguyệt lang tộc nhưng cũng có chút quan hệ với ngân nguyệt lang tộc mà năm xưa cũng đã từng bái làm môn hạ của ngao khiếu tiền bối cả ngàn năm cho nên ta nghĩ muốn hỏi thăm tình hình gần đây nhất của ngao khiếu tiền bối đương nhiên ở đây chỉ có đạo hữu rõ ràng nhất mà thôi hắc bảo đại hán nhíu chân mày lại thản nhiên nói yên đạo hữu bảo thế không sai chút nào không dám dối gạt ngân quang đạo hữu từ hơn ba nghìn năm trước từng trông thấy qua một lần ngao khiếu tiền bối xuất hiện ở cựu vân sơn từ đó về sau ta không còn nghe bất kỳ tin tức nào nữa trước mắt ma kiếp sẽ giáng xuống thân là một trong hai vị đại thừa kỳ của hai tộc nhân yêu chắc chắn ngao khiếu tiền bối khó tránh khỏi lo lắng bạch bào lão già thận trọng hỏi vừa nghe qua lời nói của lão già mấy người khác cũng đều chớp động ánh mắt nhìn về phía nữ tử mang mặt nạ hiển nhiên cũng quan tâm giống như vậy còn nữ tử đó, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia do dự, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ trả lời. Ta biết chư vị lo lắng chuyện gì rồi, đích xác hai tộc nhân yêu chúng ta dù cho trải qua thời gian dài sinh sống yên ổn trên linh giới này, cũng không có mấy người có thể vượt qua trên 20 lần đại thiên kiếp. Thế mà mấy mươi năm trước lão tổ tông đã độ qua lần đại thiên kiếp thứ 21, do đó không ít đạo hữu, đều lấy làm lo lắng. Dù sao hai tộc chúng ta còn có lão tổ tông, cùng với mạc tiền bối chính là những tồn tại trụ cột, mới có thể giúp cho hai tộc có thể bảo trụ an ổn từ trước tới giờ. Các vị đạo hữu hãy yên tâm, lão tổ tông Ngao Khiếu vẫn chưa lần nào gặp rủi ro trong các kỳ đại thiên kiếp cả, chỉ có điều do lần độ kiếp này bị hao tổn nguyên khí nên sau đó vẫn phải bí mật bế quan. Thật sao? Hắc Bảo Đại Hán nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Đều là trưởng lão của yêu tộc, nên tự nhiên hắn so với đám người Bạch Bảo lão giả càng thêm quan tâm đến vị lão tổ đại thư kỳ này của yêu tộc. Bạch Bảo lão giả cùng với đám tăng nhân đồng thời thở dài nhẹ nhõm mấy năm trước đây dường như linh lung tiên tử đã luôn theo sát bên cạnh lão tổ từ vài trăm năm trước nghe nói tiến trình khôi phục của lão tổ hết sức thuận lợi hẳn là không lâu sau đó đã có thể hồi phục pháp lực mà xuất quan rồi nữ tử đeo mặt nạ khẳng định nói ra linh lung tiên tử chẳng lẽ chính là phi tử của thiên khuê thần lang mới trở về từ hạ giới à nghe nói vị linh lung đạo hữu này chẳng những là hậu nhân chính thống của ngao khiếu tiền bối mà còn được lang vương hết mực sủng ái phải không tử phát thiếu phụ mặt dù là tu sĩ nhân tộc nhưng có lẽ tựa hồ biết rõ chuyện này nên hỏi qua có chút kinh ngạc không sai đúng là vị linh lung đạo hữu này năm đó lúc nàng mới từ hạ giới phản hồi về linh giới tu vi còn chưa tới được hóa thần hậu kỳ nhưng trong lần gặp mặt lúc trước cũng đã tiến giai lên luyện hư trung kỳ đỉnh phong rồi trông có vẻ không bao lâu nữa sẽ đột phá vào hậu kỳ cảnh giới nói không chừng trước khi ma kiếp hàng lâm sẽ lại có cơ hội tiếp tục đột phá dù sao thì cũng do thiên tư của nàng lúc trước ở ngân nguyệt lang tộc đã rất có danh tiếng nếu không phải do bị giam cầm quá lâu ở hạ giới. Có lẽ hiện tại cũng đã gia nhập vào nhóm bọn ta, rồi nữ tử mang mặt nạ thở dài một chút rồi nói. Cho dù tư chất như thế nào đi nữa, chỉ cần được ở bên cạnh ngao khiếu tiền bối tu luyện vài trăm năm, hiển nhiên tu vi cảnh giới sẽ được đột phá tiến giai Như vậy có thể thấy được thần thông của ngao khiếu tiền bối rất quảng đại, nhưng là một việc, nàng đó chính là sủng phi của lang vương. Vậy tại sao ngao khiếu tiền bối lại dẫn theo linh lung đạo hữu bên cạnh? không lẽ ngao khiếu tiền bối cố ý làm như vậy là còn có tính toán gì khác sao tử phát thiếu phụ đối với chuyện này rất lấy làm hứng thú lại truy vấn thêm vài câu việc này thiếp thân cũng không rõ ràng lắm nhưng mơ hồ có nghe được người trong tộc bàn tán dường như lần đó linh lung tiên tử thoát khỏi hạ giới thì thiên khuê đạo hữu lúc đó lại bỗng nhiên khó chịu gì đó chính ngao khiếu tiền bối đã chủ động dẫn linh lung đạo hữu mang đi có lẽ do linh lung tiên tử bị nhốt từ rất lâu dưới hạ giới vậy mà lang vương cứ mặc kệ không đói hoài tới nên không chừng vì thế cảm thấy bất mãn mà dẫn đi nữ tử mang mặt nạ trần trừ một chút mới nghi ngờ phỏng đoán tốt rồi nếu ngao khiếu tiền bối vẫn bình thường thì chúng ta cũng không cần để ý tới sự tình của đạo hữu khác làm gì nữa kế tiếp nên thảo luận một chút về việc sứ giả của dạ xoa tộc với mục tộc rất có khả năng hai tộc này cũng vì ma kiếp nên mới phái người đến đây bạch bảo lão giả bỗng nhiên mở miệng đề cập đến chuyện khác những người nọ nghe qua vẻ mặt giật mình lập tức tập trung lắng nghe cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua các vị trưởng lão thiên nguyên thành nghị luận ở đó ước chừng nửa ngày, cuối cùng mới giải tán. Hai ngày sau, tại thiên nguyên thành, đột nhiên một tòa truyền tống pháp trận chớp sáng lên, hai đạo nhân ảnh ở trung tâm pháp trận trượt lóe lên, rồi biến mất dạng. Cùng lúc đó, tại điện phủ trong một tòa thành thị to lớn khác cách thiên nguyên thành rất xa, bỗng nhiên nổi lên âm thanh vù vù. Trên tòa truyền tống pháp trận được canh gác kỹ càng, đột nhiên phóng lên luồng bạch quang. Vài tên giáp sĩ đứng ở gần đó, vốn đang nói chuyện với nhau, nhất thời cả kinh đều quay đầu ngó qua tuy rằng truyền tống pháp trận trong thành rất được nhóm cao tầng coi trọng thông thường cũng phái ra nhiều thủ vệ canh gác vô cùng chặt chẽ nhưng chi phí cho mỗi lần truyền tống rất đắt đúng là cái giá trên trời vì vậy rất ít người nguyện sử dụng truyền tống trận này trong một năm cũng chỉ có thể thấy qua vài lần mà thôi tất nhiên mỗi lần vận dụng truyền tống pháp trận khó có khả năng là tu sĩ tu vi thấp cho nên vài tên tu sĩ kết đan kỳ vừa thấy ngay trung tâm pháp trận hiện ra hai đạo nhân ảnh lập tức đứng thẳng người lên biểu hiện tỏ vẻ hết sức cung kính đây có phải là phong lâm thành không từ trong truyền tống trận đi ra một thanh niên nam tử sau khi đảo mắt qua một vòng liền hướng về phía một tên giáp sĩ thản nhiên hỏi khởi bầm tiền bối nơi đây đúng là phong lâm thành rất hoan nghênh tiền bối đã đến bàn thành giáp sĩ được hỏi nghiêm cẩn trả lời mấy tên kia đã sớm dùng thần niệm đảo qua hai người trước mặt căn bản không thể nhìn ra được tu vi nông sâu nên tự nhiên không dám lơ là chút nào nếu đây đúng là phong lâm thành thì tốt rồi thanh niên hơi cười cười, liền không ngó tới mấy tên giáp sĩ này, dẫn theo một nữ tử da đẹp như Ngọc đi ra từ pháp trận, rồi thẳng theo cửa lớn mà đi. Hai người bọn họ hẳn nhiên chính là Hàn Lập cùng với hứa tiên tử vốn vừa trực tiếp truyền tống từ Thiên Uyên Thành đến đây. Tuy rằng hứa ra chẳng phải ở ngay trong phong lâm thành, nhưng thành thị được truyền tống này cách rất gần với hứa ra. Hai người Hàn Lập xuyên qua mấy tầng thủ vệ, rốt cuộc ra khỏi truyền tống đại điện. Kết quả, trước mắt hiện ra một quảng trường thật lớn được lát bằng đá tảng quảng trường này bài trí hết sức đơn giản ngoài trừ những khối đá xanh cực lớn ra chẳng có gì đáng chú ý cả nhưng bốn phía xung quanh quảng trường có chỗ hơi giống với kiến trúc của các điện phủ khác gần đó ngoại trừ vài đội giác sĩ tuần tra qua lại cũng không thấy tu sĩ nào khác hàn lập thả thần niệm ra xa thần sắc thoáng động không ngờ quảng trường này lại được kiến tạo trên sườn núi cao cả trượng nằm bên trên một ngọn núi ở bốn phía trên núi đầy dãy những phòng ốc giống nhau đồng loạt sắp xếp trình tề hàn lập quay đầu lại nhìn lướt qua đỉnh núi trên đó xây dựng một tòa cung điện loại nhỏ, chẳng những bề ngoài hoa lệ dị thường, mà bên trong mơ hồ còn có vài đạo hơi thở đều có tu vi luyện hư kỳ. Xem ra mấy người đó chính là cao giai tu sĩ phụ trách thành này. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, lập tức thu lại thần niệm. Tiếp theo sắc mặt không chút thay đổi, tay áo thoáng động kế đó từ trên người bay ra một cuồng hào quang màu xanh, bao bọc lấy cả nữ tử đứng bên cạnh, lập tức khóa thành một đạo kinh hồng phá không rời đi. Ngay trong gian đại sảnh của cung điện trên đỉnh núi, có ba gã tu sĩ luyện hư kỳ đang ngồi trên một bàn dài bày biện vô số linh tử và thức ăn cả nhóm đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng một lát sau cả bọn đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều chớp lên vẻ giật mình sao thế này vừa rồi có một cỗ thần niệm thật cường đại quét qua vị tiền bối hợp thể này đột nhiên tới bản thành để làm gì vậy một lão già thì thào tự nói dựa theo cường độ thần niệm bậc này chỉ sợ đúng là tu sĩ hợp thể kỳ đã truyền tống tới bản thành không rõ là chư vị thánh hoàng đại nhân hay là trưởng lão thiên nguyên thành nữa một trung niên nam tử trang bị một bộ bạch giáp kín mít cũng có chút kinh nghi nói theo ta được biết mấy vị đại nhân bên cạnh thánh hoàng vẫn còn bận rộn ở thiên nguyên thánh thành để chuẩn bị đại sự vì vậy khó lòng phân thân đến bàn thành được chắc hẳn là một vị trưởng lão thiên nguyên thành thì phải tên tu sĩ thứ ba là một gã thanh niên tóc vàng thốt ra câu nói có vẻ chắc nịch à nếu vậy là trưởng lão thiên nguyên thành rồi có thể không định dừng lại ở bàn thành xem ra bộ dạng rất vội vàng bọn ta cũng không cần đến bái kiến làm gì lão già thở dài ra một hơi trên mặt thần sắc từ từ biến đổi dù sao phong lâm thành này cũng bị coi là một nơi hẻo lánh trong thiên nguyên cảnh không biết vị trưởng lão thiên uyên thành đó tới đây để làm gì nữa bạch giáp trung niên nam tử tựa hồ có chút bất an hắc hắc những tồn tại hợp thể kỳ như vầy vốn xuất quỷ nhập thần chỉ cần không phải nhắm vào bọn ta cũng không cần phải xen vào việc của người khác ta thật mong vị tiền bối này lập tức rời xa bàn thành càng sớm càng tốt thanh niên thần sắc dữ tợn nói Nói thế cũng không sai, bất quá phải dặn dò đám hạ nhân bên dưới, trong khoảng thời gian này mọi thứ đều phải làm cho cẩn thận, đừng gây ra bất kỳ phiền toái gì cho đám huynh đệ chúng ta là được lão già lại cực kỳ bình tĩnh, thoáng nghĩ, qua một chút liền ngưng trọng nói. Đại ca nói vậy rất có lý, cho dù không phải mấy vị đại nhân của thánh thành kia đi nữa, tuy bọn ta không chịu sự quản chế của Thiên Nguyên Thành, nhưng đối với tồn tại hợp thể kỳ, cẩn thận một chút cũng chẳng sao Bạch Giáp Trung Niên nghe vậy, liên tục gật đầu ba người này lại một phen nói chuyện với nhau thông qua lời nói có thể cảm nhận được bọn họ vốn có hành động không được minh bạch lắm dường như là sợ người khác biết được chuyện mình đang làm vậy ở bên kia bản thân hàn lập đương nhiên không biết chỉ vì mình truyền tống một phen vậy mà khiến cho ba vị chính phó thành chủ cảm thấy có tật giật mình hắn dựa theo lời chỉ dẫn của hứa thiên vũ sau khi ra khỏi phong lâm thành liền chạy như bay một mạch về hướng nam cũng thông qua lời nàng này đã nói tuy rằng nơi đây chính là thành thị gần nhất với hứa gia thế nhưng khoảng cách đến nơi cư trú chính thức của Hứa Gia còn cách xa hơn một tháng lộ trình nữa cho nên một lát sau Hà Lập thả ra một chiếc visa cả hai người đều leo lên đó chiếc xe tự vận hành hướng lên trời cao lao đi hiển nhiên nơi đây tương đối hẻo lánh sau khi ra khỏi phong lâm thành hơn vạn dặm trên mặt đất rất hiếm thấy phàm nhân lai vãng nữa ngẫu nhiên bay ngang vài thành chấn loại nhỏ cũng thấy được cảnh tu sĩ cùng với phàm nhân sống chung với nhau bất quá trải qua 10 ngày sau toàn bộ trên mặt đất đều mọc lên từng tầng đồi núi vực thẳm ngoại trừ có thể ngẫu nhiên trông thấy và đàn thú hoang trong hang động còn lại chỉ thấy bóng dáng những vật vô cùng nhỏ bé càng làm cho hàn lập có chút bất ngờ đó là tuy đồi núi vùng này không muốn nói là một chút linh khí cũng không có nhưng rõ ràng linh khí loãng hơn nhiều so với những nơi khác về phần địa phận có linh mạch mặc dù đã phi hành qua nhiều ngày như vậy cố tìm một cái cũng không thấy hứa ra các ngươi tại sao lại chọn địa phương này để kiến tạo gia tộc vậy Rốt cuộc, Hàn Lập ở trên xe không nhịn được mới hỏi. Xin thứ cho vãn bối không vội giải thích rõ ràng, hẳn là không bao lâu nữa tiền bối sẽ hiểu, được nguyên do bên trong hứa thiên vũ thản nhiên cười, rồi lộ ra nét thần bí nói. Phải không? Đến lúc đó Hàn Mỗ thật sự kiến thức một phen, trong lòng Hàn Lập tuy có, vài phần tò mò, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút dị sắc nào. Thế rồi sau 10 ngày một mạch phi hành, phía dưới vốn đang là vùng đồi núi xanh bạt ngàn có điểm chút sắc vàng, lại bắt đầu đò ứng lên cho dù là núi đá bùn đất hay với loại cây cối mọc tại đây đều hơi bị nhiễm chút sắc đỏ lúc đầu hàn lập còn không để ý tới điểm này nhưng đến khi phi hành thêm mấy ngày sau mới trông thấy cả mặt đất đều toàn bộ bị nhuốm một màu đất đỏ rốt cuộc thần sắc hàn lập có chút động dung dùng thần niệm cẩn thận quét xuống mặt đất vài lần lát sau trong mắt hắn lộ ra vẽ đăm chiêu suy nghĩ xem ra rốt cuộc tiền bối đã minh bạch rồi hứa thiên vũ khẽ nỡ nụ cười thì ra là thế không ngờ nơi đây lại có một nguồn tài nguyên tinh đồng khoáng mạch xem ra lượng khoáng sản này không hề nhỏ chẳng trách đành nguyện hy sinh một phần tổn thất phương diện linh khí để xây dựng gia tộc ở chỗ này hàn lập sau khi mỉm cười liền trả lời tiền bối minh giám hứa ra chúng ta đã dọn tới đây cả vạn năm trước cũng chỉ vì quyết định có nên hay không đặt nền tảng của gia tộc ở lại nơi đây mà lúc đó trải qua một phen tranh luận cuối cùng vài vị thúc thúc trong tộc hạ quyết tâm kết quả là tất nhiên gia tộc từ đó về sau trở nên nhất phương cự phú chỉ có điều đối với các môn nhân đệ tử tu luyện cũng vì đó mà bị ảnh hưởng thật sự trong đó mặt lợi cũng như mặt hại khó nói vô cùng hứa thiên vũ thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ nói hàn lập nghe xong gật gật đầu nhưng ánh mắt thoáng động mà không nói tiếp gì nữa nữ tử đương nhiên cũng biết điều không quấy dày hàn lập nữa mấy hôm sau phía xa xa ở cuối chân trời rốt cuộc cũng hiện ra một vùng xanh tươi cảm nhận được nguồn linh khí dao động xông tới khiến cho tinh thần hàn lập không khỏi ngạc nhiên Cuối cùng biết rõ đã tới hứa ra rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, một vùng sơn mạch cỡ nhỏ trải đầy màu xanh cây cỏ chợt xuất hiện trước mắt. Bên trong sơn mạch này, tuy chỉ có mỗi một cái linh mạch rất đổi bình thường, nhưng linh khí nơi đây rõ ràng cách biệt một trời một vực so với khu vực bốn phía xung quanh. Ngay sơn mạch, phía đỉnh 10 ngọn núi cao cao, kiến tạo dày đặc kiến trúc các loại. Trong khi đó, trên ngọn núi còn mơ hồ dao động một chút huyền diệu nào đó, rõ ràng có tồn tại cấm chế pháp trận cũng có chút lợi hại tiền bối đã tới hứa ra rồi ta xin đi trước một bước để thông trì một tiếng cho mọi người trong tộc sau đó gia phụ sẽ ra đây nhanh đón tiền bối phi xa đang bay trên trời cao sau khi lượn một vòng quanh sơn mạch hứa thiên vũ ở bên trong xe liền xin ý kiến đây là hứa ra quả nhiên tìm được một nơi tốt thật ta sẽ ở trên này chờ một lát thần niệm hàn lập quét qua sơn mạch một hồi sau dị sắc trên mặt thoáng động rồi chậm rãi gật đầu bởi do chiếc phi xa thủy trung vẫn đứng yên trên không trung nên đương nhiên sớm đã bị đám tu sĩ hứa ra trong sơn mạch phát hiện ra rồi. Lúc này cấm chế xung quanh thoáng dao động, tức thì hơn 10 đạo độn quang từ trong các ngọn núi bắn nhanh phi ra, trông bộ dáng có chút bất thiện. Bạn đang xem Phạm nhân tu tiên, được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Hứa Thiên Vũ vừa được hàn lập đồng ý liền không dám trần trừ lập tức độn quang hóa thành một đạo bạch hồng bay tới đón đầu đám tu sĩ trong gia tộc. Kết quả sau vài lần chấp động, hai bên đã tụ họp với nhau. Hiển nhiên những tu sĩ hứa ra đều đã nhận ra vị đại tiểu thư của gia tộc, Cuồng hào quang trượt tắt mọi người đều hiện ra thân hình. Trong đó có cả già trẻ nam nữ, ai nấy cũng đều hiện lên vẻ mặt sợ hãi pha lẫn vui mừng. Thiên vũ tiên tử mỉm cười rồi thấp giọng trao đổi vài câu gì đó với đám người này, bọn họ liền lập tức cùng nhau quay về bên trong sơn mạch. Hàn Lập bình bĩnh đứng trên phi xa, vẻ mặt nhàn tản chờ đợi. Một lát sau, từ trong sơn mạch vang lên từng đợt âm thanh tiên nhạc. Hai đội thiếu nữ sinh tươi vận cung trang hai màu hồng, trắng bay ra từ một ngọn núi. Tuy rằng đám nữ tử đó tu vi cũng không vượt qua kết đan và trúc cơ kỳ, nhưng mỗi người xinh đẹp như hoa, thần thái vô cùng cung kính. Mà ngay phía sau đám cung trang nữ tử đó, còn có thêm ba người nữa cũng bay sát theo sau. Một người trong đó chính là Hứa Thiên Vũ vừa mới đi vào không bao lâu, ở giữa là một nam tử áo trắng trông rất nho nhã cuối cùng là một đại hán cao to dâu quai nón mắt tựa chuông đồng hai đội cung trang nữ tử bay đến gần liền dừng lại cách đó vài chục trượng ba người bạch y nam tử không dám chậm trễ bay một mạch tới chỗ hàn lập rồi đồng thời hạ xuống dưới vãn bối là hứa giao tham kiến hàn tiền bối thứ lỗi cho hứa ra không kịp nghênh đón nhìn sơ qua bất quá bạch y nam tử này mới trên dưới ba mươi dung mạo cũng bình thường nhưng đã có một thân tu vi hóa thần hậu kỳ thực lực hiển nhiên không yếu khi hắn đứng trước mặt hàn lập vội vàng khom người thi lễ biểu hiện vô cùng kính trọng vãn bối là hứa lỗ xin ra mắt tiền bối tên đại hán kia cũng có tu vi hóa thần trung kỳ hứa giao đạo hữu đây có phải là tộc trưởng của hứa gia không ánh mắt hàn lập đào qua bạch y nam tử sắc mặt bất động hỏi đúng vậy tiền bối vãn bối đã chấp trưởng tộc hứa gia hơn ngàn năm nay rồi bạch y nam tử thành thật trả lời ý định đến đây của ta hẳn nhiên thiên vũ đạo hữu cũng đã đề cập qua phần nào với hứa tộc trưởng rồi chứ hàn lập gật gật đầu hỏi đích xác tiểu nữ đã nói qua một chút tiền bối đã vì chuyện của tổ tiên mà đến thật sự khiến cho hứa ra vô cùng cảm kích bất quá chỗ này không phải là nơi nói chuyện xin mời tiền bối vào trong nói chuyện bạch y nam tử kính cần nói được rồi hãy đi trước dẫn đường đi hàn lập cũng không có ý từ chối lúc này tay chỉ về phía trước mà nói vì thế hai đội cung trang nữ tử cuối người đi trước hàn lập vừa thu hồi lại phi xa liền từ không trung bay xuống bạch y nam tử cùng tên cự hán kia chia ra tả hữu hai bên tiếp đãi còn hứa thiên vũ tụt lại phía sau chừng nửa bước rồi cũng đi theo ba người vừa bay đến vùng không trung phía trên sơn mạch một tay hứa dao liền lật ra hiện lên một lệnh bài bích lục rồi hướng vào hư không phía xa quân một vòng lập tức vùng trời trên đỉnh đầu sơn mạch đột nhiên xảy ra một đợt dao động không gian kịch liệt nguyên bản trước đây vốn nhìn thấy hơn 10 tòa núi cao bỗng nhiên hiện ra một tấm màn nước chấp lóe rồi vặn vẹo cảnh sắc lập tức hoàn toàn biến đổi. Nhìn sơ qua vẫn thấy dãy núi đó, nhưng dãy núi hiện tại hoàn toàn khác biệt so với dãy núi trước đây, lúc này ngay tại vị trí cũ mơ hồ tựa, như một vùng ảo ảnh. Hơn 10 ngọn núi cao thấp bất đồng, bỗng chốc bị kéo lệch xa xa tới vài dặm, vị trí cũ vốn cũng nằm trong vùng sơn mạch, nhưng hiện giờ không còn nằm ở chỗ đó nữa. Trước đây, nếu kẻ địch thật sự muốn vận dụng đại thần thông trực tiếp đánh vào ngọn núi của hứa ra, chắc chắn một kích đó tuyệt đối không thể đánh chúng tất nhiên cũng chẳng thể gây thương tổn đến bất kỳ kiến trúc nào trên núi hai mắt hàn lập nhíu lại bỗng nhiên thốt ra một câu mê thận ảo cảnh không thể tưởng tượng nổi hứa ra lại có khả năng bày ra cấm chế thượng cổ trong truyền thuyết à hà hà thật đã làm cho tiền bối phải chê cười cách vạn năm về trước trong dòng tộc hứa ra chúng ta sinh ra một đại sư trận pháp có thiên phú cực cao vì đó hao tâm tổn lực cả đời mới có thể phục hồi được bảy tám phần ảo trận thượng cổ này đáng tiếc tu vi vị này không được cao lắm nếu thọ nguyên có thể kéo dài thêm một chút nói không chừng đã có thể phục hồi hoàn toàn pháp trận thượng cổ này rồi hứa giao khẽ cười một tiếng tựa hồ có chút hãnh diện đối với đại trận hộ tộc này của hứa ra vậy không sai nhờ có đại trận này nên căn bản hứa ra có khả năng tự bảo vệ được mình hàn lập cười nhẹ rồi không nói thêm gì nữa hứa giao thấy tình hình như vậy trong lòng có vài phần thất vọng khó có thể được một vị tu sĩ hợp thể kỳ chiêm ngưỡng qua đại trận hộ tộc vì thế muốn đối phương đưa ra thêm vài ý kiến nữa tiền bối người thấy pháp trận này thế nào có thể ngăn cản được một kích của tu sĩ hợp thể kỳ hay không tên cự hán trông khá thô lỗ nhưng ấp úng một đoạn mới phát ra câu hỏi hợp thể kỳ à hắc hắc Hàn lập liếc mắt ngó tên cự hán một cái cũng không trực tiếp trả lời minh bạch ngược lại trên mặt hiện ra biểu tình tựa như cười cười ý của tiền bối là pháp trận này dường như không có hiệu quả đối với tu sĩ hợp thể kỳ à bạch y nam tử trần trừ hỏi có hiệu quả hay không ta không dám chắc nhưng chính xác là pháp trận này có vài nhược điểm, thật sự chưa phát huy hoàn toàn uy lực lúc xưa của pháp trận thượng cổ, nếu vị đạo hữu nào có tạo nghệ trận pháp kém một chút, có lẽ phải phí chút sức lực mới có thể bài trừ được trận này, nhưng chỉ cần tu sĩ hợp thể kỳ tinh thông trận pháp chi đạo, e rằng khó có thể gây khó khăn được nếu chỉ muốn dựa vào mê trận ảo, cảnh chưa hoàn hảo này Hàn Lập im lặng một chút mới bình tĩnh nói ra, đồng thời cũng tùy tiện chỉ vào vài chỗ thiết lập cấm chế, bị khiếm khuyết đang bao phủ cả tòa sơn mạch này thật sự tiền bối có thể phát hiện ra được lỗ hồng của pháp trận này à? Bạch y nam tử miệng lắp bắp kinh hãi. Hứa thiên vũ cùng cự hán liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều thất sắc. Không có gì, chẳng qua ta đã từng ngó qua điển tịch có liên quan với pháp trận này, do đó có thể nhìn ra được phần nào, nên tự nhiên không tính là gì cả khoái miệng hàn lập khẽ nhếch lên, trong miệng bâng cua trả lời. Hắn nói ra câu này thật ra chẳng phải muốn ứng phó trước mắt với đối phương. Quả thật mê thận ảo, cảnh chính là một bộ pháp trận thượng cổ, Mặc dù đã thất truyền ở nhân tộc từ rất lâu, nhưng trong lúc hắn trên đường quay về nhân tộc ở Thiên Nguyên Đại Lục, trong một phường thị của dị tộc lại phát hiện ra bộ điển tịch ghi chép đại trận pháp thượng cổ của nhân tộc. Bởi vì bộ điển tịch này được viết bằng cổ văn của nhân tộc, hơn nữa, do đa số người dị tộc không hề xem trọng trận pháp chi đạo, cho nên bị vứt ở một gian hàng tạp hóa mà căn bản chẳng có ai ngó ngàng tới. Cũng không rõ tại sao lúc trước quyển điển tịch thượng cổ này lại bị kẻ nào đó mang ra khỏi nhân tộc rồi lưu lạc ở đấy. Đương nhiên Hàn Lập sẽ không bỏ qua chuyện tốt như thế, liền thu mua toàn bộ các quyển điển tịch trận pháp thượng cổ ở đó, rồi trên đường đi cũng có tìm hiểu sơ qua. Loại sự tình như vậy, Hàn Lập đã gặp qua rất nhiều trong suốt hành trình đi ngang qua những khu vực dị tộc khác, vì thế, hắn cũng không để ý lắm. Nhưng lúc này, vừa gặp phải đại trận hộ tộc của Hứa gia, đúng là cổ trận đã được ghi đầy đủ trong điển tịch, nên tự nhiên nhìn ra được chỗ khiếm khuyết của đại trận. Vị Hứa gia này hẳn nhiên đã ở trong Hứa tộc từ rất lâu rồi lúc này đâu có nghĩ tới ẩn tình của hàn lập nên vừa nghe hắn nói có trong tay đầy đủ phương pháp bố trận mê thận ảo cảnh này trên mặt liền đại biến tuy rằng hắn không biết vị hàn tiền bối này làm thế nào có được điển tịch thượng cổ pháp trận đã bị thất truyền nhiều năm qua nhưng thật sự mà nói không lẽ bảo với mọi người rằng đại trận hộ tộc của hứa gia căn bản không có chút ảnh hưởng nào trong mắt đối phương hay sao mà lúc trước có nghe qua đối phương đã tiết lộ ra vài chỗ sơ hở của pháp trận nhìn kỹ thấy cũng chẳng giống như người ăn nói lung tung trên khuôn mặt bạch y nam tử vốn đang tươi cười nhưng cái đó liền trở nên hết sức miễn cưỡng hàn lập dường như chẳng cần quan tâm đến không chút do dự tiếp tục bay về phía trước hai đội cung trang nữ tử bay trước dẫn đường nhóm người hàn lập cuối cùng cũng đáp xuống một tòa cung điện thật lớn nằm ngay trung tâm ở đây đang có mặt hai lão già râu tóc lốm đốm khuôn mặt hao hao giống nhau đang chờ săn hàn tiền bối xin giới thiệu với người đây là hai vị thúc tổ của vãn bối vốn đang bế quan tu luyện có nghe nói tiền bối giá lâm liền lập tức xuất quan tự mình nghênh đón hứa giao đi tới trước hai bước rồi giới thiệu hai lão già với hàn lập bọn vãn bối là hứa hòa cùng hứa nham bái kiến hàn tiền bối hai lão già này không dám chậm trễ vội vàng ôm quyền ân cần thăm hỏi rõ ràng một người là luyện hư sơ kỳ còn người kia lại là luyện hư trung kỳ cảnh giới với tu vi như thế rõ ràng trong một gia tộc tu tiên bình thường hiện nay cũng được tính là có chút kinh người rồi dù sao ở một gia tộc nhỏ hơn, chỉ cần có một gã hóa thần tu sĩ tọa chấn, đã có thể xem như sống yên ổn thâm căn rồi. Xem ra những gì hứa thiên vũ đã từng nói, qua có hơi khiêm tốn một chút, dù sao hứa già ở tại thiên nguyên cảnh này quả nhiên danh khí không nhỏ. Nhị đạo hữu không cần quá đa lễ, lúc này hàn mỗ tới đây cũng do được người khác ủy thác mà tới thôi hàn lập khoát tay. Đối với hai gã cao gia tu sĩ này của hứa ra, vẻ mặt hắn có chút hỏa nhã. Mà trong miệng hai lão già này liên tục thốt ra không dám, rồi trực tiếp đưa Hàn Lập vào trong tòa cung điện thật lớn. Mọi người sau khi phân ngôi chủ khách ngồi xuống, lập tức có nữ tử luyện khí kỳ ăn mặc tựa nha hoàn dâng linh trà cho đám người Hàn Lập. Kế đó hứa sao mới trầm trọng mở miệng. Lúc nãy, tiểu nữ có nói sơ qua về sự tình của tiền bối, nghe nói Hàn tiền bối có một vật liên quan đến tổ tiên bằng phách tiên tử, nên muốn chuyển giao cho hậu nhân trực hệ của lão nhân ra phải không? Không sai, lúc trước Hàn Mỗ đã từng nhận một khoản ân tình không nhỏ, vì vậy mới nguyện đáp ứng làm việc này. Bất quá có nghe Thiên Vũ Đạo hữu nói qua, năm đó hậu nhân của Băng Phách Tiên tử đích xác không chỉ lưu lại mỗi một huyết mạch hứa ra này, cho nên ta cần đạo hữu chứng thực qua, lúc đó Hàn Mỗ mới có thể trao ra được món đồ đó, Hàn Lập trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Chứng thực, tiền bối dự định nghiệm chứng bằng cách nào? Chuyện hứa ra chúng ta kế thừa huyết mạch tổ tiên, thì những gia tộc phụ cận đều biết rõ sự tình lão giả hứa hỏa khẽ hao một tiếng, lời nói có chút khó xử. Ta thấy cũng không khó lắm chẳng hạn như thần thông công pháp tu luyện năm xưa của bang phách đạo hữu hoặc là bảo vật linh tinh nổi danh nào đó của tiên tử đều có thể chứng minh thân phận của hứa ra là được rồi ánh mắt hàn lập chấp nhanh liền bình tĩnh nói bảo vật à quả thật năm xưa trước khi mất tích tổ tiên đã đem toàn bộ bảo vật tùy thân mang hết trên người cuối cùng vẫn chưa kịp lưu lại vật gì cho đám hậu nhân chúng ta cả còn về phần công pháp tổ tiên hứa ra chúng ta có để lại vài loại bí thuật uy chấn năm xưa nhưng do điều kiện tu luyện quá hà khắc nên rất ít người có tư cách tu luyện được cũng may còn có nham thúc tổ chính là một vị trong số đó thúc tổ cảm phiền người biểu diễn cho tiền bối xem qua một chút hứa giao sau khi trầm ngâm một lát liền quay đầu qua lão già cạnh bên nói nếu tiền bối đã muốn xem vãn bối mạn phép xin được bêu xấu vậy lão già thoáng có chút do dự cũng liền gật đầu Kế đó chỉ thấy cánh tay khô gầy của hắn từ trong tay áo giơ ra năm ngón tay liền xòe ra rồi hướng về trước lật truyền trong phút chốc một đoàn quang diễm lam sắc hiện ra trong lòng bàn tay linh quang lưu chuyển thoáng chốc hóa thành một đóa xanh làm sắc trong suốt băng liên này vô cùng tinh xảo tựa như trời sinh ra đã như thế kiền lam băng diễm ánh mắt hàn lập trượt lóe không khỏi thì thảo thốt ra một câu tiền bối thật có con mắt tinh tường hàn diễm này chính là thần thông danh chấn của tổ tiên nếu có thể tu luyện đến đại thành uy lực phát ra có khả năng đóng băng ngàn dặm hư không hóa hàn băng tiếc rằng vãn bối còn xa lắm mới tu luyện đến được cảnh giới đó gương mặt gầy yếu của hứa nham hiện lên nét tươi cười đóa băng liên trong tay vừa xoay trò một phát liền hóa thành một luồng lam quang đập mạnh vào hư không phía trước chỉ thấy những nơi nào mà tầng lam quang này tràn qua lập tức trên hư không toát ra sắc lam lóng lánh trong nháy mắt không ra nơi đó cảm giác như có chút mơ hồ vặn vẹo chính lúc này một lão giả khác của hứa ra vung chén trà đang cầm trong tay chỉ thấy lóe lên một cái rồi bay thẳng vào trong khoảng hư không đó một màn quỷ dị liền xuất hiện trong nháy mắt Chén trà chẳng những bị tầng lam quang hóa thành một khối băng điêu, mà còn bị dừng lại ở giữa hư không. Đồng tử Hàn Lập co lại, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, nhưng trên khóe miệng vẫn còn hiện ra tia kinh ngạc. Kiền Lam Băng Diễm này, nếu có thể tu luyện được về sau, có thể đạt được thần thông lợi hại đến thế, hắn quả thật vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên suy nghĩ sâu xa thêm một chút, đây cũng là lẽ thường tình. Năm xưa hắn từ trong hư thiên đỉnh mà có được Kiền Lam Băng Diễm, vì vậy đâu phải do tự tu luyện mà thành hơn nữa lúc trước hắn trực tiếp hấp thu luyện hóa cho nên uy lực sẽ khó có thể tự tăng lên được còn hàn diễm của tên hứa nham này thần thông hoàn toàn do dự thân khổ luyện mà ra thêm vào sau đó có khẩu quyết công pháp nữa đương nhiên uy lực về sau có thể từ từ thăng tiến hai trường hợp này tất nhiên có chỗ lợi hại khác nhau nếu trực tiếp hấp thu hàn diễm sẵn có sẽ không cần hao phí thời gian tu luyện đặc thù liền có thể sở hữu ngay được thần thông đó nhưng về sau muốn tiếp tục tăng cao uy lực hơn nữa chỉ còn cách mượn ngoại lực hoặc tìm cách dung hợp một loại hàn diễm cực lạnh nào khác. Thể theo những gì lão già cùng băng phách tiên tử tự tu luyện nên, tuy rằng hao phí thời gian rất lâu, nhưng chỉ cần dựa theo khẩu quyết công pháp, sau cùng có thể tu luyện hàn diễm này đến giai đoạn đại thành. Mà chuyện hán hấp thu được kiền lam băng diễm vẫn chỉ là sự tình xa xưa lúc còn ở nhân giới. Khi đó băng phách tiên tử lưu lại kiền lam băng diễm thì thần thông của vị đó cao lắm, cũng chỉ tới hóa thần kỳ mà thôi do đó làm sao có thể so với lão già có tu vi luyện hư kỳ như bây giờ được. Tâm niệm hàn lập sau khi xoay chuyển nhanh một chút, liền hiểu ra được ảo diệu bên trong, nên khóe miệng, vốn đang ngạc nhiên cũng trở bình thường trở lại. Tuy nhiên, lúc này vùng lam quang trong hư không phía trước người lão già cũng chỉ duy trì được vài nhịp thở, sau đó liền giống như một chiếc bàn thủy tinh bị vỡ tung ra từng mảnh vậy. Nguyên bản chén trà vốn đang bị lơ lửng giữa hư không, lập tức rơi nhanh xuống đất. Một lão già đứng gần đó chính là hứa hỏa, đã sớm có chuẩn bị, lập tức ra tay hút lấy chén trà vừa mới bị hóa băng đó vào tay. Đồng thời trong tay hắn trượt lóe lên một quầng sáng đỏ sậm, ngay tức thì tầng lam băng bị chảy ra rồi tan biến. Chén trà đó lại hoàn hảo hiện ra tựa như lúc ban đầu. Tiền bối cảm thấy thế nào, thần thông này của nham thúc tổ có thể chứng thực được hứa ra chúng ta chính là hậu nhân trực hệ của tổ tiên hay không? Vẻ mặt của bạch y nam tử tươi cười hỏi hàn lập. Quả thật đúng là kiền lam băng diễm, hơn nữa thần thông của hứa nham đạo hữu cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thành rồi, có thể đem cực hàn chi lực khống chế được trong một phạm vi tùy ý thật sự rất khó hàn lập nở nụ cười cũng nhẹ nhàng gật đầu không biết ý tiền bối là tinh thần hứa giao thoáng rung lên hắc hắc đạo hữu hãy cứ yên tâm nếu hứa ra đúng thật là hậu nhân trực hệ của băng phách tiên tử thế này đương nhiên ta sẽ giao ra đồ vật nhờ chuyển hộ hàn lập thấp giọng tươi cười bỗng nhiên tay áo bảo phất lên một cái một chùm ánh sáng chợt lóe lập tức hai món đồ vật liền hiện ra trên mặt bàn một thứ là ngọc giản màu lam nhạt, món kia lại là một hộp ngọc trắng noãn. Cả hai vật đều bị dán bởi một đạo phù lục kim quang nhàn nhạt, quả thật vẫn còn phong ấn kín mít, đủ minh chứng cho Hàn Lập chưa từng xem qua bao giờ. Bạch Y Nam từ đảo ánh mắt ngó qua, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, lập tức ánh mắt bao lấy cả hai thứ, ngược lại cẩn thận hỏi thêm một câu. Hiện tại tiền bối có thể báo cho biết là người phương nào đã ký thác nhờ tiền bối chuyển giúp hay không? Không phải tại hạ không chịu nói ra, lúc trước ta đã bảo, nếu có nói ra có lẽ cũng không có vị đạo hữu nào có khả năng biết người đó là ai đâu ta chỉ có thể tiết lộ cho chư vị đạo hữu biết chút ít vị tiền bối đó không phải là người trong hai tộc chúng ta với thần thông tu vi như ta cũng khó sánh nổi một phần so với vị đó hẳn lập nhướng mày chậm rãi nói ra cái gì người dị tộc à ngay cả tiền bối đây cũng tự nhận không bằng vậy không lẽ là mấy người trong hứa gia thất thanh la lên hiển nhiên vừa nghe qua câu trả lời này đã vượt xa những gì họ đoán trước hứa thiên vũ cùng mấy lão già đều lộ ra vẻ kinh nghi nhưng thật ra hàn lập đối với phản ứng của bọn họ lại chẳng nghiện lên chút kỳ quái nào có vẻ vô cùng bình tình ánh mắt hứa dao chợt lóe lên thoáng suy nghĩ qua rồi nói năm đó lúc tổ tiên rời đi cũng vừa mới đột phá hợp thể kỳ cảnh giới không bao lâu rồi sau đó tiến nhập hoang dã thế giới để đi du ngoạn khắp nơi phong nguyên đại lục nếu nói như vậy có thể biết được một hai vị tiền bối dị tộc âu cũng là việc bình thường không lẽ chuyện này có liên quan tới việc mất tích năm xưa của tổ tiên à quả thật rất có khả năng hứa nham và lão già kia ngó nhau sắc mặt trượt lóe lên tia vui mừng cơ hồ như một câu này đã thay lời của biết bao người xung quanh vậy hứa thiên vũ cùng với cự hán cũng nhìn nhau sau đó cả hai không giàn nỗi đều hiện lên vẻ hưng phấn đây chỉ là dự đoán thôi có thật hay không vẫn là hai chuyện khác nhau xin tiền bối hãy chờ một chút vãn bối đi làm chút chuyện sẽ quay về ngay nham thúc tổ cảm phiền người cùng vũ nhi bồi tiếp tiền bối một chút bạch y nam từ hít sâu một hơi liền không chần chờ thu hai món đồ trên bàn vào trong tay sau đó ái náy nói với hàn lập hứa đào hữu cứ tự nhiên hàn lập dường như không để ý lắm nghe thấy hứa giao liền cầm hai món đồ rồi đứng dậy dẫn theo một lão già khác cùng với tên cự hán cáo từ đi ra chốc lát trong đại sành chỉ còn lại ba người hàn lập hứa thiên vũ và hứa nham hàn tiền bối trước đây tại hạ từng nghe vũ như có kể qua năm đó lúc ở trong thành tu vi còn thấp con bé đã được tiền bối chỉ điểm qua nếu không thì không nhất định đột phá lên hóa thần cảnh giới nhanh như vậy ta đây thân làm thúc tổ xin thay vũ nhi cảm tạ tiền bối rất nhiều lão già bồi tiếp hàn lập nói chuyện phiếm vài câu hai tay kính cẩn thốt ra không có gì đâu cũng nhờ thiên vũ đạo hữu bản thân tư chất hơn người năm đó ta cũng chỉ điểm qua sơ sơ thôi hàn lập thoáng động lòng trả lời thế nhưng đề cập đến việc này ta có nghe vũ nhi nói dường như tiền bối cùng với tổ tiên có chút liên quan sâu xa thì phải hứa nham có chút tò mò mà hỏi tuy rằng vẫn chưa có cơ hội diện kiến băng phách tiên tử nhưng quả thật có một chút quan hệ nếu không thì vị tiền bối kia sẽ không phó thác cho ta chuyển giao đồ vật này đâu nếu trong lòng đạo hữu có chút hoài nghi nào hãy tự mình xem qua tất sẽ hiểu được hàn lập nước mắt nhìn lão già sau khi suy tính một lúc bỗng nhiên ngón tay đưa ra trước mắt rồi dưng lên tiếp theo chỉ nghe chuyển đến một tiếng cười khúc khích một đóa quang diễm màu lam từ đầu ngón tay nở rộng ra vừa xoay tròn một vòng liền hóa thành một đóa băng hoa màu lam kiền lam băng diễm lão già cất lên tiếng thét kinh hãi hết sức chăm chú nhìn vào băng hoa mà trên mặt đầy vẻ giật mình chẳng lẽ tiền bối cũng là hứa thiên vũ đang đứng bên cạnh vừa nhìn thấy cảnh này cũng khiếp sợ thì thào không ra tiếng không phải như các ngươi nghĩ đâu năm xưa ta chỉ có cơ may thu được một ít hàn diễm của tổ tiên hai vị được di lưu lại ở hạ giới mà thôi hàn lập mỉm cười thì ra là thế hứa nham liền bừng tình hiểu ra tuy nhiên trong mắt vẫn còn thấp thoáng chút nghi ngờ nhưng không tiện mở miệng mà truy vấn tiếp nữa dù sao hàn lập cũng là một vị tu sĩ hợp thể kỳ một tu sĩ luyện hư như hắn làm sao có tư cách dám đưa ra nghi vấn được chứ cũng đồng thời ngay lúc này trong một mật thất ở mặt sau tòa lâu đài bị tầng tầng cấm chế bảo vệ nghiêm ngặt hứa gia tộc trường cùng với cự hán và một lão già đang hồi hộp dòm thật kỹ hai món đồ đang nằm trên mặt bàn đạo phù này thật lợi hại dựa vào tu vi của hai người bọn ta lại không thể mạnh mẽ dụng lực gỡ ra được xem ra thật đúng như lời vị tiền bối kia đã bảo những thứ này chắc chắn là do người dị tộc đại thừa chuyển giao tới cho tổ tiên rồi tên lão già hứa hỏa tựa hồ đã nếm thử qua mùi vị thất bại khi muốn ngỡ đạo phù xuống mắt nhìn hai vật có chút bất đắc dĩ nói nếu thật sự nguyên nhân xuất phát từ tồn tại đại thừa kỳ thì hai đạo phù này huyền diệu đến thế cũng chẳng có gì gọi là kỳ quái cả nếu dựa vào uy lực của bảo vật mà mạnh mẽ hủy diệt luôn hai đạo bùa đó chỉ sợ đồ vật bên trong tất sẽ bị ảnh hưởng hư hao chắc chắn là phải có chút xảo thủ nào đó mới phải hứa giao sờ sờ trước cằm bóng loáng tựa hồ như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Tộc trưởng nếu đã có biện pháp, nếu không ngại cứ thử nghiệm một phen xem sao, trường hợp không được nữa thì chúng ta lại tìm biện pháp khác vậy hứa hỏa hiển nhiên hơi nóng vội, nói ra không lưỡng lự. Thúc phụ nói hay lắm, tiểu chất trước hết thử qua một lần xem sao hứa giao sau một hồi lâu nghĩ ngợi, liền hồi hợp gật đầu. Tiếp theo bỗng nhiên thấy hắn khoát tay rồi há miệng ra, theo đó một đạo bạch quang tuôn ra chỉ thấy luồng bạch quang dày đặc vây quanh cổ tay bay lòng vòng một hồi liền lập tức lóe lên rồi bị hứa ra hút trở về miệng nhưng ngay sau đó ngay chỗ cổ tay hiện lên một vệt đỏ thẳm vài giọt máu từ từ rớt xuống vừa lúc rơi ngay phía trên tấm phủ đang phong ấn khối ngọc giản kia huyết quang rơi nhanh xuống những giọt máu đó liền dễ dàng hòa nhập vào rồi biến mất nguyên bản tấm phủ vốn đang nằm yên bất động nháy mắt quần kim quang phóng lớn ra tiếp tục ở phía trên hiện ra một đám kim văn lớn nhỏ bất đồng sau đó trượt lóe lên những kim văn đó đều tán loạn biến mất đồng thời linh khí trên tấm phủ trượt tắt toàn bộ linh quang cũng tiêu biến không thấy nữa hứa giao vừa nhìn thấy cảnh này nhất thời mừng rỡ biết rõ bản thân đã đoán đúng quá nữa rồi quả nhiên chỉ có huyết mạch kế thừa của băng phách tiên tử mới có thể yên ổn gỡ xuống tấm phủ này hắn hít sâu một hơi sau đó há miệng nhẹ nhàng thổi một phát về phía ngọc giản kim sắc phủ lục thoáng run lên liền sau đó từ trên ngọc giản bay xuống không một tiếng động lão già cùng tên cự hán trông thấy tình hình như vậy sắc mặt đều lộ vẻ vui mừng hứa dao dàn lại tia hưng phấn đang dâng trào liền dùng thủ pháp tương tự gỡ lấy phủ truyện từ trên hộp ngọc ánh mắt bạch y nam tử đảo qua đảo lại nhìn kỹ hai món đồ vật sau một lúc hơi do so dự bàn tay còn lại liền chụp lấy ngọc giản lam sắc kia nhẹ nhàng áp ngọc giản lên trán hai mắt vị nam tử đó khẽ nhắm lại một lát sau sắc mặt bạch y nam tử bắt đầu định thần trở lại rồi dần dần hiện lên chút nghi hoặc nhưng sau đó lại lộ ra chút vẻ khiếp sợ. Lão già hứa hòa cùng, với cự hán đứng bên cạnh, trông thấy tình hình như vậy, liếc mắt nhìn nhau trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Sau một tuần trà, rốt cuộc bài kỳ nam tử thở dài một hơi, thần xác có chút hoảng hốt, rồi lấy ngọc giản đang áp lên chán đem xuống. Hiền chất, rốt cuộc bên trong nói gì vậy lão già không nhịn được hỏi ngay. Biểu tình tên cự hán cũng lộ ra vẻ cấp bách tương tự. Hỏa thúc, người hãy tự xem đi tựa hồ hứa giao đã bình tĩnh lại được vài phần thần sắc biểu hiện phức tạp rồi trực tiếp đưa ra ngọc giản dường như không muốn bàn luận thêm gì nữa lão già tiếp nhận lấy ngọc giản tự nhiên trong lòng cũng có chút kinh nghi sau một hồi do dự cũng tương tự thả thần niệm vào trong lúc này ánh mắt hứa giao dừng lại ở hộp ngọc thoáng cân nhắc liền phất tay áo qua một cái nắp hộp lập tức mở bung ra bên trong hộp ngọc đang ngưng tụ một quầng ô quang lưu chuyển không ngừng bên trong rõ ràng đang đặt một chiếc bình đỏ tươi cao gần một tấc. Mặt ngoài chiếc bình này có khắc một loại hoa văn rất kỳ quái, thoáng mơ hồ tỏa ra một cỗ huyết tinh khí. Ồ, hình như cái này là, tên cự hán đứng bên cạnh thấy rất rõ, lập tức cả kinh nhận ra chút gì đó. Không sai, đây chính là huyết hồn bình của tổ truyền hứa ra, nguyên trước đây bình này có một đôi, nhưng năm xưa đã bị băng phách tổ tiên, mang đi một cái rồi, thật không ngờ lại có ngày gặp lại được tại đây thần sắc hứa giao âm trầm nói. Đúng là bảo vật này, rồi tên cự hắn nuốt nước miếng cái ực liền thì thào một câu hứa giao cũng không đề cập thêm nữa liền trực tiếp phân phó cho tên đại hán ngươi lập tức cầm lệnh bài của ta điều động tất cả mật vệ trong tộc đến xung quanh ngọn núi ngay chỗ tông miếu cho ta đồng thời cũng phát động toàn bộ cấm chế gần đó đem phong tỏa kín mít cho dù con rùa cũng khó bay lọt kế tiếp mời cho được đại thúc tổ dù đang trong giai đoạn bế quan cũng phải tỉnh lại rồi vào tông miếu chờ ở đó sao phải điều động mật vệ lại còn thỉnh đại thúc tổ xuất quan nữa tên cự hán cả kinh trong bộ dạng rất khó tin. Không sai, đây là chuyện đại sự có liên quan đến băng phách tổ tiên. Đại thúc tổ cho dù đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng cũng phải mời xuất quan một chuyến bạch y nam tử cắn sang một cái, dứt khoát phân phó. Bạn đang xem phàm nhân tu tiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ phim viết liền không giấu nhé. Thật sự tộc trưởng đã tìm được tung tích của tổ tiên rồi à. Được ta đi làm ngay tên cự hán nghe vậy mừng rỡ liền không chút do dự đáp ứng ngay, rồi đi thẳng ra ngoài. Còn hứa giao thấy tên cự hán sau khi đã rời khỏi mật thất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ đỏ như máu, sắc mặt thoáng âm trầm bất định. Một lát sau, lão già hứa Hỏa thở ra một hơi, cuối cùng cũng xem xong ngọc giản liền mở mắt ra nói: "Thì ra là thế, tổ tiên đại nhân thật sự đã đi vào khu vực hoang dã thế giới, lại còn đến một đại lục nào khác nữa. Chuyện gì đã xảy ra?" Đến nỗi, chỉ có thể truyền về được một tia huyết hồn vốn được tế luyện từ năm xưa lão già thì thào một câu, cặp chân mày nhăn tít. Trong ngọc giản này ngoại trừ truyền lại bộ bí thuật huyết hồn ra, cũng chỉ có lưu lại vài câu nhắn nhủ thôi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ cần vận dụng huyết tinh khiến cho tia huyết hồn này được tỉnh lại, lúc đó mới biết rõ sự tình, nghĩ lại cũng nhờ năm xưa băng phách tổ tiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước đó đã luyện chế ra huyết tinh quan cùng với một cặp huyết hồn bình này nếu không bọn ta thật sự bó tay không còn cách nào giải quyết hứa giao âm trầm nói chính xác như thế theo như những gì bên trong ngọc sản cho biết một khi tấm phù triện này bị gỡ xuống nhất định trong vài ngày phải gấp rút cử hành nghi thức nếu không cho dù có huyết hồn bình này đi nữa một tia huyết hồn đó sẽ bị tan đi mất dù sao huyết hồn được phong ấn trong chiếc bình này đã rất lâu rồi lão già lại tiếp tục lộ ra vài lo lắng yên tâm đi chúng ta sẽ lập tức cử hành nghi thức trong ngay đêm nay ánh mắt bạch y nam tử chợt lóe lên rồi nói cũng chỉ còn cách này mà thôi à còn nữa vị hàn tiền bối kia đang ở chính điện chúng ta sẽ hồi báo thế nào đây ta có nghe vũ nhi nói qua dường như vị này cùng với băng phách tổ tiên cũng có chút liên quan gì đó hơn nữa lại chủ động đem trả về huyết hồn tổ tiên hiển nhiên không có ác ý gì với hứa ra chúng ta đâu lão giả nói ra một câu à vị hàn tiền bối này tuy là mới vừa tiến giai không bao lâu nhưng thần thông dường như không thấp chút nào lại còn tinh thông pháp trận thượng cổ nữa chứ nói không chừng về sau sẽ trở thành một bức tường lớn để hứa ra chúng ta dựa vào. Bất luận thế nào cũng quyết phải giữ chân vị tiền bối này ở lại hứa ra càng lâu càng tốt. Sau khi cử hành nghi thức hồi sinh huyết hồn, ta hãy nghĩ cách làm sao để tăng thêm giao tình với vị hàn tiền bối này hứa giao trầm ngâm một chút liền có quyết định. Chắc chắn phải thế, thôi ta ra ngoài trước để an bài đôi chút đây hứa hỏa nhại gật đầu, liền dự định rời đi. Để chứng tỏ thành ý, hay là ta và hòa thúc cùng đi ra vậy bạch y nam tử hơi so dự một chút lại bảo thế cũng tốt đối với một gã hợp thể kỳ như thế bất luận thế nào chúng ta phải đối đãi thật long trọng vào lão già thoáng suy nghĩ liền tỏ vẻ đồng ý vì thế vị tộc trưởng của hứa gia này đem hồng ngọc có chứa chiếc bình màu đỏ cẩn thận thu hồi lại sau đó cùng lão già rời khỏi mật thất vài hôm sau trong một tòa lầu vô cùng xinh đẹp được xây dựng bên trên ngọn núi hàn lập đang ngồi khoanh chân trên tấm bổ đoàn ở tầng cao nhất hắn khẽ nhíu mày trầm ngâm không thốt nên lời hiện tại trong lòng hắn thật sự có chút chuyện khó xử vốn là chỉ muốn sau khi đưa được đồ vật đến nơi, rồi đàm đạo vài câu với hứa ra, sau đó sẽ cáo từ rời đi ngay. Vốn không nghĩ sẽ phải ở lại hứa ra lâu hơn, thế nhưng do gia chủ hết sức nhiệt tình, chẳng những quyết liệt giữ ở lại thêm một thời gian, mà còn khi thấy hắn muốn rời khỏi nơi đây, lại ẩn ý tiết lộ chút ít tin tức về món đồ, nhờ chuyển cho hứa ra, đồng thời phong phanh nói ra manh mối có liên quan đến băng phách tiên tử. Chỉ cần hắn ở lại hứa ra vài hôm thôi, nói không chừng có thể biết được hạ lạc của tổ tiên bọn họ hắn nghe qua trong lòng không khỏi suy tính. Nếu nói, Hàn Lập thật sự không để ý đến sự tình của băng phách tiên tử, thì hoàn toàn không hẳn thế. Bất luật là hắn hấp thu kiền lam băng diễm, hay đã từng mạo hiểm tiến vào hư thiên cung, rồi đoạt được hư thiên bảo đình, lại còn diễn biến hung hiểm trong bắc minh tiểu cực cung ở đại tấn nữa, hầu hết đều có liên quan mật thiết với vị băng phách tiên tử này. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có vài vấn đề mơ hồ nan giải, cũng nghĩ nên gặp vị băng phách tiên tử này để kiến thức một phen. Nếu chỉ cần ở khoảng 10 ngày nửa tháng, tự nhiên hắn không quan tâm lắm. Dù sao với thần thông Tu Vi hiện tại, hắn cũng không cần phải lo lắng mấy người hứa ra này có ý đồ gì đó với hắn. Trong hai tộc nhân yêu, ngoại trừ tu sĩ đại thừa được nhắc tới như một truyền thuyết, thật sự khó tìm được người có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Do đám tu sĩ hứa ra quá sốt sắng lưu lại, nên hắn ở lại tộc hứa ra một thời gian, kế đó yên tình ngồi trong tòa lầu này. Bất quá trong lòng hàn lập cũng đã có quyết định, nhiều lắm cũng sẽ ở lại hứa ra hơn tháng là cùng. Nếu đến khi đó, vẫn không có tin tức của băng phách tiên tử, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục chờ đợi ở đây được nữa. Tất nhiên, dù cho thật sự có biết được hạ là của băng phách tiên tử đi nữa, hắn vẫn chưa tính tới chuyện có nên dành thời gian đi tìm hay không, hắn muốn chờ tới lúc tình huống rõ ràng rồi mới quyết định sau. Hàn lập đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên nhấc bàn tay lên, tiếp theo linh quang chấp nhoáng, nhất thời trong tay xuất hiện một ngân sắc phủ triện. Tấm phù triện này chính là trước đây hắn có được từ cấm chế di lưu trong quảng hàn giới, đích thực là một phù triện tiên giới đã bị tiêu hao hết linh lực. Trong khoảng thời gian này, bởi vì đan dược cho hợp thể kỳ nhất thời không thể điều chế được, nên hắn cũng không vội mà tu luyện pháp lực, trái lại tập trung hơn phân nữa tinh thần đi tìm hiểu tấm phù triện tiên giới này. Tuy rằng toàn bộ uy lực đã bị tiêu tán đi hết, nhưng phù văn được vẽ trên đó đều dùng ngân khoa văn cả, so với lĩnh ngộ về phương diện phù triện được ghi trong kim khuyết ngọc thư rất có chỗ giống nhau. Điều này khiến cho Hàn Lập cảm thấy rất có khả năng tìm hiểu sâu hơn. Nguyên bản bên trong tàn trang của Kim Khuyết Ngọc Thư, Hán Thủy Trung vẫn chưa có khả năng nhập môn được chút nào, thế nhưng cuối cùng cũng tìm được chút manh mối đó là thiên qua phủ. Tấm phủ này chính là một loại ngân khoa văn phủ triện được ghi lại sau cùng bên trong tàn trang, đây cũng là loại phủ triện duy nhất có đặc tính công kích. Không đề cập tới uy lực của tấm phủ triện này mạnh mẽ tới cỡ nào, mà chỉ nói tới chỗ thâm ảo, phức tạp thôi nó thật sự đã hơn xa thái nhất hóa thành phù vốn cùng loại ngân khoa văn linh phù cho dù đối với thiên địa pháp tắc cũng có một ít lĩnh ngộ nhất là từ khi hàn lập tiến giai lên hợp thể nhưng cuối cùng vẫn không đủ khả năng thấu triệt nỗi về sau mà nói thiên qua phù này giá trị chắc chắn là tuyệt đối cao rất đáng chờ mong hàn lập chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngân sắc phù lục ngón tay bên kia không ngừng tung lên vẽ xuống tựa như đang họa bức tranh nào đó một lát sau chẳng thấy điểm dị thường nào xuất hiện nhưng cũng có khi từ đầu ngón tay tuôn ra vài ngân sắc phủ văn lớn nhỏ bất đồng có khi tiêu biến đi mất hoặc có lúc ngưng tụ lại một chút rồi lóe lên trông hết sức thần bí thời gian thoáng trôi qua không bao lâu sau phía trên bầu trời ngay vị trí sơn mạch của hứa ra vầng trăng trên cao soi sáng lúc này trời đã về khuya hàn lập đang khoa tay vẽ không ngừng gương mặt bỗng nhiên hiện lên tia khác thường ngay sau đó hắn dừng lại rồi đứng lên bóng người trượt lóe liền xuất hiện bên cạnh cửa sổ kế đó nhìn về phía ngọn núi xa xa trên mặt thoáng hiện ra vẻ nghi hoặc sao lại thế này một cổ dao động cấm chế rất quái dị dường như là tâm niệm hàn lập bỗng chốc quay ngược trở lại tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó liền ngó lên trên trời cao kết quả khiến hắn hết sức kinh hãi chỉ thấy vầng trăng treo trên bầu trời đêm vốn long lanh ánh sáng trắng ngả không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ khiến bất kỳ ai nhìn lên cũng cảm giác bất an hàn lập thở ra một hơi rồi thu ánh mắt lại sau đó bỗng nhíu mắt tiếp tục nhìn về phía ngọn núi một lần nữa. Tiên lam quang từ nơi sâu thẳm trong cặp đồng tử chớp động không ngừng, ngọn núi, nhìn xa xa nhìn trông rất đổi bình thường. Thế nhưng nhờ hiệu quả của linh mục, hắn thấy rất rõ ràng một tầng huyết quang đỏ thắm. Vòng huyết quang đó bao phủ xung quanh ngọn núi, không ngừng bành trướng, lớn ra rồi thu hẹp trở lại. Dường như hắn bị ảnh hưởng bởi một lực dao động tựa hồ như được phóng ra từ trong ngọn núi này. Thấy được rất tường tận, xung quanh bốn phía ngọn nút đã bày ra cấm chế huyền diệu nào đó nhưng cổ huyết quang kia thật sự chẳng tầm thường chút nào một phần linh áp vẫn có thể trực tiếp xuyên thẳng qua một lượng lớn huyết tinh khí như thế chẳng lẽ hứa ra muốn cử hành nghi thức huyết tế ở chỗ đó bất quá cho dù muốn tiến hành huyết tế đi nữa cũng không nên chọn thời điểm có ngoại nhân như ta chứ không lẽ đợt huyết tế lần này có quan hệ gì với ta sao một hồi lâu sau làm mang trong mắt hắn trượt biến mất thì thảo nói nhỏ vài tiếng trên mặt đầy vẻ trầm ngâm hắn là hạng người cơ chí nên chỉ cần cân nhắc qua một chút liền đoán chúng chân tướng sự việc hết bảy tám phần. Trong lòng Hàn Lập sau khi đã có đáp án, liền nhìn lại ngọn núi ở xa, bình tĩnh trở lại. Nhìn kỹ một lúc lâu, cuối cùng tình hình xáo động từ nơi đó chậm chậm giảm đi, rồi tắt hẳn. Kế đó hắn suy nghĩ một chút liền trở về khoanh chân tiếp tục ngồi lên tấm bồ đoàn, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Kế tiếp vài hôm sau, ngoại trừ hứa thiên vũ có tới vấn an chu đáo ra, thì những người khác trong hứa ra chẳng ai đến làm phiền hắn tu luyện cả bất quá càng ngày hắn càng thấy rõ vẻ lo âu hiện lên gương mặt của nữ tử đó, xem ra hành động của gia tộc đêm đó dường như không được thuận lợi cho lắm. Quả nhiên mấy hôm sau đó, cứ mỗi tối linh khí dao động cứ như thế, liên tiếp bạo phát. Liên tục những đêm sau, Thiên Vũ tiên tử cũng có tới Thỉnh An, nhưng tựa hồ có chuyện muốn nói với Hàn Lập, nhưng mấy lần lời nói chưa kịp phát ra khỏi miệng liền do dự nuốt trở lại. Hàn Lập mục kích hết toàn bộ, trong lòng thoáng cân nhắc nhưng ngoài mặt thần sắc vẫn bình thường bất quá tới sáng ngày thứ năm trong lúc hàn lập đang tiếp tục tìm hiểu phù lục bỗng nhiên thần sắc thoáng động khẽ lật bàn tay lập tức phù lục đang tìm hiểu lóe lên rồi biến mất hắn rõ ràng cảm ứng được ngay cửa vào ngoại trừ hứa thiên vũ vốn hằng ngày thường xuyên vẫn an ra còn có thêm hứa giao cùng với khí tức của một người xa lạ khác đạo khí tức này vô cùng cường đại tu vi đã đạt tới luyện hư hậu kỳ điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên không ngờ trong hứa ra lại có tu sĩ bậc này xem ra lúc bình thường đã che giấu đi hết sức kỹ lưỡng lúc này trong lòng hàn lập thoáng cân nhắc một phen bên dưới chuyển đến âm thanh kính cẩn của tộc trưởng hứa ra vạn bối hứa giao xin bái kiến tiền bối không biết tiền bối có thể dành chút thời gian để vãn bối được diện kiến không nguyên lai like là hứa tộc trưởng đã tới không cần phải khách khí như thế phiền ở đại sành chờ một lát hàn mỗ sẽ xuống ngay hàn lập thản nhiên trả lời tiếp theo bước xuống tầng dưới một lát sau thân ảnh hàn lập bỗng hiện ra tại đại sành ánh mắt hắn cũng nhìn rõ tên luyện hư hậu kỳ xa lạ kia cùng đứng sánh vai với hứa dao là một gã thanh niên nam tử mặc áo bảo cho hơi cũ kỹ trông bộ dạng bất quá mới chỉ chừng hai bảy hai tám tuổi cũng hướng về hàn lập chắp tay cười nhìn kỹ qua thấy dung mạo của tên thanh niên này khá giống với hứa dao hai người mà đứng cạnh nhau cứ ngỡ người thanh niên này là hậu bối con cháu trong nhà của hứa Giao vậy tiền bối xin giới thiệu đây là đại trưởng lão Hướng nguyên do mấy hôm trước tu luyện tới giai đoạn quan trọng nên không kịp xuất quan để tiếp đón tiền bối được hứa giao vừa thấy hàn lập liền thi lễ đồng thời giới thiệu luôn người bên cạnh đại trưởng lão à hứa nguyên đạo hữu đây sắp đạt tới đại viên mãn luyện hư hậu kỳ rồi có lẽ tùy thời có thể đột phá bình cảnh lên hợp thể cảnh giới nói không chừng sắp tới cũng sẽ trở thành đồng giai với ta đánh giá thanh niên này vài lần hàn lập đột nhiên cười rộ một tiếng tiền bối tuệ nhãn như đuốc đích xác vạn bối đã dự tính sẽ chuẩn bị đột phá bình cảnh bất quá có thành công hay không thật sự rất khó nói thành niên cung kính thi lễ với hàn lập sau đó thở dài rồi trả lời hàn lập nghe qua mỉm cười không đề cập tiếp chuyện này nữa sau khi ngồi xuống ghế chủ vị liền ra hiệu ý bảo mọi người hãy cùng ngồi xuống mấy người hứa ra nói lời cảm tạ sau đó an vị ở hai bên hàn lập lúc này hứa tộc trưởng đến đây có phải truy được chút tin tức gì đúng không hàn lập không quanh co lòng vòng mà đi thẳng ngay vào vấn đề nhưng vừa nghe hắn hỏi thế thật sự làm cho hứa giao ngẩn người ra kế tiếp khoái miệng hơi run rẩy liền nở nụ cười khổ. Nếu như hôm qua mà tiền bối hỏi như vậy, chỉ sợ vãn bối thật sự không thể chính, xác đưa ra tin tức nào. Thế nhưng lần này vãn bối đến đây chính là muốn nhờ tiền bối một chuyện. Nhờ ta, mỹ mắt hàn lập hơi nhíu lại, tựa hồ khá bất ngờ. Không dám dối gạt tiền bối, lúc trước tiền bối chuyển giao đồ vật tới, đích xác là có phương cách để tra ra hạ lạc của băng phách tiên tổ. Nhưng nếu chỉ bằng thực lực của mấy người hứa ra chúng ta quả thật không đủ, e rằng cần phải nhờ thêm sự giúp sức của tiền bối mới được rõ ràng hứa ra nói thẳng luôn ý định đến đây lời của tiểu chất không giả chút nào chỉ vì chuyện này mà cả ba tu sĩ luyện hư kỳ của hứa gia chúng ta đều đã thử qua nhưng có lẽ do pháp lực chưa đủ mạnh mẽ chỉ còn cách tới đây cầu tiền bối ra tay giúp đỡ thần sắc hứa nguyên cũng ngưng trọng nói ra có chuyện này à trước hết hai vị hãy đem chân tướng sự việc nói rõ ra một chút đã ánh mắt hàn lập trượt lóe lại thản nhiên nói với tu vi thân phận như hắn hiện giờ tự nhiên sẽ không dễ dàng hứa hẹn bất cứ việc gì. Tất nhiên rồi, cho dù tiền bối không hỏi, vãn bối cũng nguyện trình bày tỏ tường hứa sao đáp ứng luôn miệng, thoáng cân nhắc một chút liền tiếp tục nói. Kỳ thật sự tình cũng không đến nỗi phức tạp lắm, không biết tiền bối đã từng nghe qua huyết hồn đại pháp chưa? Huyết hồn đại pháp, vừa mới nghe qua đã thấy hơi quen quen, ồ, không phải chính là huyết hồn đại pháp do huyết tinh thượng nhân đã tu tập cách đây mấy vạn năm trước sao? Đầu tiên là hàn lập nhớ mày, nhưng lập tức đã nghĩ ngay tới chuyện liên quan rồi, sắc mặt có hơi biến đổi nói. Quả nhiên tiền bối đã nghe qua rồi, vị huyết tinh thượng nhân này cũng có thể xem như là một kỳ tài vạn năm khó tìm của nhân tộc chúng ta, chẳng những có thể tế luyện ra huyết hồn chi mộc mà còn từng dùng qua thanh gỗ này đánh chết dị tộc đồng giai nữa đấy. Không dám dối gà tiền bối, tuy rằng huyết tinh thượng nhân đã sớm ngã xuống, nhưng toàn bộ y bát của vị đó lại được băng phách tiên tử vô tình phát hiện ra. Tùy bộ công pháp này hơi giống tà đạo một chút, hẳn nhiên tiên tổ cũng không có khả năng chỉnh sửa lại công pháp cho phù hợp được nhưng vẫn chọn trong đó ra vài loại bảo mệnh bí thuật để tu luyện một phen lại còn có thể luyện chế ra nhiều loại bảo vật cứu mạng nữa lần này trong số những món đồ mà tiền bối giao cho đích thật có một món tên là huyết hồn bình do đích thân tiên tổ tế luyện ra quả thật bên trong có chứa một đám huyết hồn chỉ cần có thể hồi sinh lại đám huyết hồn này chắc chắn sẽ biết được tung tích của tiên tổ hứa giao vừa nói vừa để ý thần sắc của hàn lập nhưng ngoại trừ lúc nghe qua huyết hồn bình cặp mắt Hàn lập vốn lơ đãng liền chớp động một chút, sau đó cũng không thấy điểm khác thường nào nữa. mấy đêm nay ta thấy trên bầu trời có hiện tượng kỳ lạ, có phải do các người đánh thức huyết hồn gây ra không? Hàn lập sau một hồi trầm mặt, bỗng nhiên hỏi một câu. đúng như lời tiền bối đã nói, thật sự vãn bối không dám chậm trễ, ngay từ đêm đó đã lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ tiến hành nghi thức gọi hồn. nhưng đáng tiếc là vừa giao nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. không biết có phải do huyết hồn đã bị phong ấn quá lâu năm hai nguyên do huyết mạch bọn ta không được tinh thần cho lắm nên mấy lần hoán tình đều thất bại liên tục bởi vì trước đó đã gỡ tấm phủ lục dùng để phong ấn huyết hồn rồi nếu trong vòng hai ngày mà không thể làm cho huyết hồn tỉnh lại thì khi đó một đám huyết hồn của tiên tổ sẽ hoàn toàn bị tiêu tán thanh niên thở dài một hơi rồi nói ra hứa ra các ngươi muốn hàn mẫu hỗ trợ nghi thức gọi hồn phải không hàn lập không vội cho ý kiến liền hỏi thẳng tiền bối minh giám đã mấy ngày qua quả thật bọn vãn bối đã thử hết mọi phương cách mà vẫn không hiệu quả nay cũng chỉ còn biết nhờ vã tiền bối một phen mà thôi hứa sao lại đứng dậy chắp tay thi lễ, với Hàn Lập, phải mạt hết sức thành khẩn Nếu đúng thật do pháp lực không đủ mạnh, dù cho Hàn Mỗ tốn chút khí lực cũng không tính là gì, nhưng nếu vì lý do nào khác làm ảnh hưởng tới nghi thức hoán tỉnh huyết hồn, tại hạ cũng đành bất lực thôi Hàn Lập sờ sờ cầm một hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng lên tiếng. Tất nhiên là vậy, nếu thật sự vấn đề xuất phát từ bọn vãn bối, cũng chỉ có thể xem như ý trời đã định thế thôi hứa sao nghe qua nhất thời vui sướng liên tục gật đầu hứa nguyên vùng với hứa thiên vũ cũng mừng rỡ ra mặt việc này không thể chậm trễ được hàn mỗ muốn xem qua huyết hồn của băng phách đạo hữu ra sao đã rồi cùng các ngươi chuẩn bị cho nghi thức gọi hồn nữa hàn lập sau khi đáp ứng sự tình ngược lại có bộ dáng hết sức nghiêm khắc đứng dậy phân phó đi thôi tuy rằng nghi thức này chỉ có thể thực hiện lúc ban đêm nhưng trước hết xin mời tiền bối xem qua một phần cũng tốt hứa giao thoáng lo lắng một chút sau đó cũng cảm thấy không có vấn đề gì liền lên tiếng đáp ứng. Nếu quả thật có thể tìm được hạ lạc của vị tiên tổ hứa gia này, lập tức có khả năng khiến cho hứa gia trở thành một trong những gia tộc hùng mạnh nhất nhân tộc. Vì thế, bất luận là hứa giao hay hứa nguyên cùng mấy vị trưởng lão khác, bọn họ đều đem hết toàn lực cố gắng làm tỉnh lại đám huyết hồn này của băng phách tiên tử. Hàn lập theo sau ba người của hứa gia lập tức rời đi, sau đó độn quang cùng bay thẳng tới ngọn núi mà hàng đêm truyền ra lực dao động. Khoảng cách gần như thế, thoáng chốc đã tới nơi. Chỉ thấy, bốn phía xung quanh ngọn núi trông cũng giống như bao ngọn núi bình thường khác chỉ có điều khắp nơi răng đầy từng đoàn linh quang cấm chế đủ mọi màu sắc trong tầng tầng linh quang đó xuất hiện từng nhóm vệ sĩ mặc áo giáp màu xanh trượt ẩn trượt hiện thần niệm hàn lập quét qua liền dễ dàng phát hiện ra tổng cộng khoảng hơn trăm người hầu hết đều có tu vi cỡ nguyên anh kỳ đám nhân thủ đó có lẽ cơ bản chẳng là gì so với thế lực lớn như thiên uyên thành nhưng cũng đủ để dọa khiếp đối với một gia tộc hơn nữa đám vệ sĩ đó mỗi người đều có thủ pháp ẩn nấp xảo diệu cũng chẳng nghe được bất kỳ tiếng động nào được phát ra trông tựa như một đội binh sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt vậy do đó một đội nhân thủ như thế hiển nhiên khó có khả năng xuất hiện trong một gia tộc bình thường được tựa như phát hiện ra điểm ngạc nhiên của hàn lập hứa giao ở bên cạnh lên tiếng giải thích thật khiến cho tiền bối chê cười đây là đội vệ sĩ bí mật của chúng ta và cũng chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của hứa gia tuy rằng đứng trước mặt cao dài tu sĩ thì không đáng nhắc tới nhưng chỉ cần ba bốn người liên thủ lại cũng đủ để đấu một trận với tu sĩ hóa thần kỳ Ồ, nói vậy những tên này còn tinh thông cả bí thuật liên thủ nữa Hàn Lập tựa hồ có chút hứng thú nói. Hà hà, đúng là như vậy, nghi thức gọi hồn này hết sức kiêng kỵ bị người khác quấy dày, vì cẩn thận triệt để mới triệu tập toàn bộ mật vệ trong tộc bố trí tại đây hứa giao giải thích một chập. Lúc này Hàn Lập gật đầu không nói tiếp nữa. Một lát sau, hứa giao vận dụng pháp bàn trong tay mở ra cấm chế, mọi người liền dừng lại ở trước một tòa miếu thờ rất lớn nằm sát ngay sườn núi mà ngay bên trên cổng chính miếu thờ có treo một tấm bảng hiệu, đơn giản chỉ dùng phấn màu bạc viết lên một chữ hứa to tướng bằng cổ văn. Đứng cạnh cổng chính hiện diện bảy tám gã mật vệ, trên mặt không chút biểu tình đứng canh gác tại đây. Kỳ quạch, chính là tuy cổng chính đã bị phong bế đóng chặt, nhưng cửa hông bên cạnh lại mở sẵn ra, chỉ có điều kích cỡ vừa đủ để một người đi qua mà thôi. Thần sắc hàn lập thoáng động. Mong tiền bối thứ lỗi, nơi đây chính là tông miếu của hứa gia chúng ta mà lối vào mật điện chỉ có thể tiến vào theo lối cửa hông mà thôi hướng nguyên nói lời xin lỗi không có gì đâu hàn lập lắc đầu thái độ như không thèm để ý đến vừa nghe qua hàn lập bảo thế hướng nguyên với hứa giao đều cùng lúc thở phào nhẹ nhõm nếu đối phương chỉ vì chuyện này mà sinh lòng bất mãn đối với bọn họ mà nói đương nhiên là mất nhiều hơn được kế đó mọi người cùng xuyên qua cửa hông để tiến nhập vào trong hứa gia tông miếu xuyên qua một cái hành lang dài và một khúc ngoặt hình vòng cung đám người hàn lập trực tiếp xuyên qua chính điện thẳng tới một gian phòng ở ngay hậu điện trong một gian phòng này rõ ràng có một cái thông đạo thoai thoải hướng dưới mặt đất đi xuống dĩ nhiên cũng có vài tên mật vệ phụ trách thủ vệ nơi này dừa tiến tới lối vào thông đạo hứa dao liền khoát tay áo một cái mấy tên mật vệ này lập tức khom người lui lại sang hai bên nhường lối cho đám người hàn lập đi xuống thông đạo này có chút âm âm u u dọc đường đi xuống thi thoảng có từng trận hàn phong thổi tới mà ở hai bên thông đạo cứ mỗi khoảng lại được khả một khối nguyệt quang thạch cỡ nắm tay làm cho thông đạo được một tầng linh quang lúc sáng lúc tối âm u trùng trùng quỷ dị lạ thường cũng may thông đạo này cũng không tính là dài lắm chỉ lát công phu sau mọi người đã đi ra khỏi thông đạo tiến vào một gian đại sành được thiết kế tỉ mỉ hàn lập đưa ánh mắt thoáng đảo qua khắp nơi hai mắt hắn hơi hơi nhíu lại cả gian đại sành này đều dùng một loại hắc sắc ngọc thạch không rõ xây dựng lên diện tích ước chừng ba bốn trăm trượng bốn phía cùng đỉnh đại sành có một tầng phủ văn thần bí ẩn ẩn bao phủ đám phủ văn này tỏa ra từng trận bạch sắc linh quang liên hồi đem cả gian đại sành chiếu sáng như ban ngày nhưng thứ đáng chú ý nhất lại là một cái đài cao tinh xảo dị thường được đặt ngay trung tâm của đại sành cái đài này có hình lục lăng giác được đặt ngay ở trung tâm một tòa pháp trận cỡ lớn mà ở trên đài cao lại có một ao nhỏ hình tròn chứa một giám dịch đỏ tươi như máu nhưng lại không hề có chút huyết tinh chi khí nào mà ngược lại tản ra từng trận úc hương kỳ dị ngoài ra Tại trung tâm pháp trận, còn có hơn 10 hứa gia tu sĩ đang khoanh chân nhắm mắt vừa khéo tạo thành một vòng tròn vây quanh cái đài cao. Trong số đó có cả hứa nham, hứa hỏa hai người. Bái kiến hàn tiền bối, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ hứa gia. Hai gã luyện hư kỳ tu sĩ này vừa thấy hàn lập cùng với đám người hứa gia xuất hiện trong đại sảnh lập tức hiểu rõ ý tứ của hàn lập. Trong lòng mừng rỡ, đứng dậy hướng hàn lập phía xa xa thi lễ. Trước đừng nói cái gì cảm kích, ta có thể giúp đỡ được hay không là chuyện khó nói trước được hàn lập lắc lắc đầu nói hứa sao thấy vậy không có chút phật lòng nào mà ngược lại còn hướng mấy tu sĩ còn lại ở phía xa xa vẫy tay một cái trong số tu sĩ này nam nữ già trẻ đều có trẻ nhất bộ dáng bất quá cũng mới 30 tuổi già thì dâu tóc cũng đã bạc trắng như tuyết nhưng mỗi người tu vi đều đã đạt tới hóa thần kỳ hiển nhiên đều là hứa gia trung tâm đệ tử số tu sĩ này sớm đã dùng ánh mắt kính sợ len lén nhìn về phía hàn lập hiển nhiên từ sớm đã biết hắn là tồn tại hợp thể kỳ hiện giờ lại thấy tộc trưởng phân phó nhất thời cả đám đứng dậy đồng loạt hướng hàn lập thi lễ hàn lập khoát tay ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía huyết trì nhìn lại trên mặt lộ ra vẻ hứng thú vật này được dựa theo ghi chép trong huyết hồn đại pháp tạo ra linh dịch trong ao không chỉ chứa máu huyết mà còn có một lượng lớn linh dược linh vật quý hiếm khác hỗn hợp này không chỉ là một trong những thứ thiết yếu nhất để đánh thức huyết hồn mà còn có thể chỉ hoãn tốc độ tiêu tán của huyết hồn hướng nguyên đứng một bên thấp giọng nói thì ra là thế bất quá thứ trọng yếu nhất trong nghi thức không phải là thứ linh dịch kia hay pháp trận huyền diệu kia mà là thứ ở ngay bên huyết trì không có vật này cho dù là pháp trận huyền diệu hơn nữa hay linh dịch trong ao có nhiều hơn thì chỉ e là bí thuật cũng rất khó thi triển ra đồng từ hàn lập lam mang thoáng hiện thản nhiên nói tiền bối tuệ nhãn như đuốc thứ ở bên trong linh dịch kia chính là một trong trấn gia chi bảo của hứa gia ta huyết tinh quan nếu không có vật này nhất định sẽ không thể ngưng luyện ra huyết hồn chi khu được như vậy mà nói thì huyết hồn sẽ không có chỗ để ký thác được. Hứa Nguyên sắc mặt hơi đổi nhưng lập tức giải thích, nói. Huyết tinh quan, hắc hắc, ta hiểu, xem ra nghi thức thức tỉnh này chắc hẳn đã có chuyện rồi. Hàn lập đưa ánh mắt quét về phía pháp trận mấy lần, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, mà trầm ngâm chốc lát, cười nói. Tiền bối, lời này là thật sao? Hứa hỏa cùng hứa nham một bên lâm vào sừng sốt, rõ ràng có chút không quá tin vào lời này của Hàn lập. Nghi thức thức tỉnh này là do toàn bộ hứa gia cẩn thận bố trí thỏa đáng, cũng hao phí hơn nửa ngày mới miễn cưỡng bố trí được vậy mà đối phương chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể thấu được huyền diệu bên trong bọn hắn tự nhiên khó có thể tin được đám người hứa giao nghe được lời ấy đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc các vị đạo hữu không cần kỳ quái nghi thức này hàn mỗ đã từng kiến thức qua nhưng đó chỉ là một loại dị tộc công pháp có hiệu quả tương tự mà thôi hàn lập thu lại vẻ mặt tươi cười nói tiếp nhưng trong đầu hắn không khỏi nhớ tới một loại điển tịch công pháp của một thiên vân tộc nhân tuy rằng tên dị tộc nhân này ở thiên vân danh tiếng không quá cao nhưng bản công pháp của hắn lại có thể đem hồn phách tách ra chỉ cần dùng một tia hồn phách trực tiếp nhập một thân thể đã chuẩn bị tốt trước đó là có thể lập tức chế phục ra một cái hóa thần độc nhất vô nhị loại công pháp này thoạt nhìn kỳ lạ nhưng văn tự dùng để ghi khẩu quyết tu luyện trong đó lại có nét tương đồng với văn tự của nhân tộc hàn lập lúc ấy đã từng coi đó như trí bảo tự nhiên hiểu được đôi chút huyền bí trong đó nhưng sau này hắn lại phát hiện ra chỗ mấu chốt của công pháp lại dựa trên một loại thiên phú bí ẩn thì mới có thể nếu không sẽ dễ dàng bị phản vệ trong lúc tu luyện kể từ đó hắn chỉ có thể than thầm một tiếng đáng tiếc mà buông tha nguyên bản hai loại bí thuật này có chỗ bất đồng nhưng trong quá trình phân hồn cùng ký phụ tại tân thân thể thật sự có thể tham khảo được ít nhiều hàn lập vốn dĩ chỉ nắm chắc ba bốn thành nhưng sau khi đem hai loại bí thuật này hảo hảo nghiền ngỡ một phen liền có thể nắm chắc được bài tám phần đương nhiên mấy thứ này hàn lập sẽ không nói ra mà dùng ánh mắt chăm chú nhìn về phía đám tu sĩ xung quanh huyết trì cùng pháp trận một khắc cũng không rời tốt lắm lúc nào tiến hành thực hiện nghi thức thì các ngươi cứ tiến hành như cũ lúc cần thiết ta sẽ ra tay tâm niệm sau khi đảo qua mấy vòng hàn lập thản nhiên nói một câu sau đó liền đi tới một góc đại sành khoanh chân ngồi xuống hai mắt từ từ khép lại hứa giao nghe vậy đôi mày khẽ cao lại chốc lát sau thấy hàn lập vẫn duy trì bộ dáng như cũ rốt cục có chút không nhịn được môi mấp máy như muốn nói cái gì nhưng vào lúc này bên tai hắn đột nhiên nghe thấy hứa nguyên truyền âm tới tuy rằng chỉ là vài câu qua lại nhưng rõ ràng khiến cho vị hứa tộc trưởng này trong lòng dùng mình không nhỏ không chút do dự ném ý định đó ra khỏi đầu trong chốc lát đám hứa gia tu sĩ còn lại đã trở lại bình thường lục tục quay lại pháp trận tiếp tục vây quanh đài cao mà ngồi xuống thời gian từng chút từng chút trôi qua bầu trời sơn mạch bắt đầu trở nên hôn ám mà theo màn đêm buông xuống đám tu sĩ hứa ra nguyên bản đang ngồi quanh đài cao dần dần có chút xôn xao hẳn lên có không ít tu sĩ không nhịn được mà hướng về phía đài cao nhìn lại thần sắc trên mặt có chút kỳ quái bạn đang xem phàm nhân tu tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé lại một lúc lâu sau đám người hứa giao cùng hướng nguyên cũng đồng dạng mở hai mắt nhìn qua nhìn lại cũng không biết qua bao lâu nữa đỉnh đại sành đột nhiên hào quang đại phóng một đám ký hiệu bạch sắc bắt đầu lưu động không thôi. trong một lát công phu sau đã hình thành mấy loại tiểu pháp trận đơn giản. ngay một khắc sau, thanh âm vù vù bắt đầu nổi lên. số tiểu pháp trận này sau khi hơi run lên một chút, mấy đạo nhũ bạch quang trụ từ giữa pháp trận nhất nhất phun ra, vừa lúc kích lên ngay đài cao, chỉ trượt lóe lên liền nhập vào bên trong huyết trì. hàn lập thần sắc vừa động, bỗng nhiên hai mắt mở ra, cơ hồ trong lúc nhất thời, huyết trì nguyên bản đang yên lặng đột nhiên sôi trào lên một đạo toàn phong quỷ sĩ xuất hiện ngay trung tâm huyết chỉ nhanh chóng xoáy tròn dựng thẳng lên đám dịch thể đó bên trong toàn phong ẩn ẩn một đám ngân sắc phủ văn hốt ám hốt minh bộ dáng thần bí dị thường thời điểm đã tới bắt đầu vận chuyển pháp trận hướng nguyên vẫn lẳng lặng chờ đợi đột nhiên hét lớn một tiếng khiến cho cả gian đại sảnh ông ông một trận sau một tiếng đồng thanh đáp ứng những tu sĩ hứa ra đang ngồi xếp bằng tinh thần khẽ rung lên hai tay bắt đầu bắt quyết lầm rầm niệm chú thanh âm phốc phốc trầm đục không ngừng vang lên pháp trận trung tâm đột nhiên linh quang trượt lóe lên từ các hướng khác nhau hơn 10 đạo quang trụ màu đỏ đồng loạt phun ra mỗi đạo quang trụ đều có kích thước cỡ miệng bát huyết quang lòe lòe trực tiếp tiến nhập vào đỉnh đại sảnh duy trì không đứt đoạn hướng nguyên hứa hỏa hứa nham ba tồn tại luyện hư kỳ tự nhiên chiếm cứ ba vị trí tối trọng yếu trong trung tâm pháp trận cũng theo những tu sĩ khác mà bắt đầu niệm chú bắt quyết thúc giục pháp trận ngay trong lúc đó trong tay mỗi người đều có thêm một cây trận kỳ đỏ tươi cỡ một tấc nhất thời cả ba đều hướng trận kỳ thổi nhẹ một hơi lập tức ba cây trận kỳ đón gió mà dựng thẳng lên rồi quay tròn chuyển động không ngừng ba gã hứa gia luyện hư kỳ tu sĩ hiển nhiên đã từng thực hiện nghi thức này không ít lần vừa thấy cảnh này lập tức cắn nhẹ đầu lưỡi phun ra một đoàn tinh huyết ba đoàn tinh huyết này nhất nhất gào thét bay ra ngay sau đó liền phịch một tiếng mà hóa thành một đám huyết vụ đem ba cây trận ký bao vào bên trong trên ba cây trận kỳ lập tức phát ra một tiếng thanh minh tiếp theo mỗi cây đều tự giải phóng ra một cỗ quang hà quyền ra đem đám huyết vụ thôn phệ không còn một mảnh trong phút chốc ba cây tiểu kỳ ở trong huyết quang linh quang đại phóng hình thể cuồng trướng sau mấy lần chấp động liền hóa thành ba cây huyết kỳ thật lớn sát khí tận trời từng trận huyết sắc quang hà từ trên huyết kỳ tuôn ra không ngừng đem cả tòa đại trận phủ ký lại cùng lúc đó trung tâm pháp trận trượt nổi lên một đám huyết quang khác đem cả khối huyết chỉ bao phủ lại một cỗ huyết tinh chi khí cùng một cỗ quái hương đồng thời quay cuồng xuất hiện nhưng cả hai lại đan vào nhau một cách kỳ diệu rồi hóa thành một cỗ khí tức khiến cho người ta cảm thấy trong lòng nặng trĩu mà đúng lúc này cỗ khí tức này giống như bị thứ gì đó hấp dẫn mà vang lên một trận thanh minh kỳ quái tiếp theo đó một đoàn huyết sắc hỏa diễm quang đoàn thật lớn từ trong lốc xoáy bên trong huyết chỉ từ từ phóng ra ở trong huyết sắc quang diễm một cái quan tài huyết sắc bằng thủy tinh lẳng lặng huyền phủ tại chỗ vừa thấy cỗ huyết tinh quan này xuất hiện phu luận là ba gã luyện hư kỳ hay hứa ra tu sĩ khác trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ ngưng trọng dị thường ngoài thân tất cả đều tỏa ra các loại linh quang đủ màu chuyển động không ngừng sắc mặt tất cả thoáng cái trắng bệch đi vài phần thân hình khẽ run run lên hiển nhiên đã đem pháp lực toàn thân thúc giục tới cực hạn rồi bạch sắc phủ văn rậm rạp từ trong huyết trì tuôn ra khẽ chớp động trong không trung một cái liền tiến nhập vào bên trong huyết tinh quan không thấy bóng dáng sau đó liền ngưng tụ lại mà huyện hóa thành bạch sắc nhân ảnh trong nháy mắt thấy vậy hứa dao không chút lưỡng lự hướng về phía trước vất tay áo lên trong phút chốc một cái huyết sắc tiểu bình từ trong tay áo bay ra sau khi hơi xoay tròn một chút liền trôi nổi ở trước mặt vật này vừa hiện ra hứa dao hít sâu một hơi một tay vừa lật liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết số pháp quyết này trượt lóe lên liền nhập vào bên trong tiểu bình mặt ngoài tiểu bình chờ xuất hiện một tầng huyết quang trong suốt sau khi hơi run lên một chút liền tự hành khai mở ra sau một tiếng phốc nhỏ một sợi huyết ti từ trong miệng bình nhất thời phun ra dưới sự thúc giục của hứa dao sợi huyết tinh này không chút lưỡng lự liền hướng thẳng về phía cỗ huyết tinh quan trên không kích bắn tới chỉ chợt lóe lên liền dễ dàng tiến nhập vào bên trong ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện ngay khi sợi huyết ti tiến nhập vào bên trong huyết tinh quan một cỗ huyết sắc thoáng cái bắt đầu lan ra toàn thân bạch sắc nhân ảnh chỉ chốc lát công phu đã biến bạch ảnh thành một huyết nhân thấy cảnh này hứa ra tu sĩ bốn phía tựa hồ cũng biết đã tới lúc mấu chốt linh quang ngoài thân đại phóng Thành âm niệm chú trong miệng đồng thời thoáng cái lớn hẳn lên còn số tu sĩ luyện hư kỳ còn lại lại càng thêm điên cuồng thúc giục huyết kỳ huyết sắc quang hà bên trong pháp trận trên đầu đột nhiên xuất hiện một đám huyết sắc phù văn chuyển động không ngừng rồi tự hành vây quanh lấy huyết tinh quan lại huyết sắc toàn phong ở trong huyết chỉ trong phút chốc cũng phát ra một tiếng nổ lớn một chùm huyết ti rậm rạp theo tiếng nổ hiện ra trượt lóe lên liền kích thẳng về phía huyết tinh quan rồi vây lấy huyết nhân vào trong huyết nhân nguyên bản có chút mơ hồ dưới rậm rạp huyết ti liền bị bao kín vào trong thoáng cái liền hóa thành một thứ giống như một cái kén theo đó huyết ti không ngừng dũng mãnh tiến vào kích thước của cái kén vì thế mà càng ngày càng lớn hơn nữa ngày càng rõ ràng hơn kết quả sau một lát công phu kích thước của huyết kén chẳng những sấp xỉ như người bình thường mà ở phần đầu ngũ quan cũng mơ hồ hiện ra đầy đủ từ xa nhìn lại thật sự trông rất quỷ dị nhưng nếu lúc này mà sử dụng thần niệm xâm nhập vào trong đó thì dễ dàng nhận thấy được số huyết ti này không những chỉ quấn quanh huyết nhân thành cái kén mà còn dần dần bị khô héo từ bên trong ra ngoài biến thành từng đám cho tàn biến mất không thấy thời gian từng chút trôi qua cho dù hứa ra tu sĩ ngay cả điên cuồng thúc giục pháp trận nhưng số huyết ti từ huyết chỉ phun ra thủy chung không thể gia tăng mảy may dưới tình huống này thể tích của huyết kén cũng vì đó không những kích thước liên tục giảm xuống mà còn bắt đầu co rút lại theo đó gương mặt của huyết kén cũng dần dần lộ ra vẻ thống khổ số tu sĩ cao dài hứa ra sắc mặt đại biến liều mạng thúc giục pháp lực còn sót lại trong cơ thể bất quá dù có làm như vậy thì càng làm tình trạng của huyết kén trong huyết tinh quan vẫn không cải thiện được bao thời gian kế tiếp khi số hứa ra tu sĩ trong đại sảnh sắc mặt tất cả đều đã chuyển sang tái nhợt bộ dáng pháp lực toàn thân như đã cạn kiệt không còn đến lúc này hứa ra không khỏi trong lòng đầy lo lắng rốt cục không nhịn được mà hướng về một góc trong đại sảnh Nơi Hàn Lập đang ngồi nhìn lại, chỉ thấy Hàn Lập lúc này vẫn giữ nguyên bộ dáng khoanh chân xếp bằng như lúc trước, một tay đang chống cằm quan sát tình hình trước mặt, bộ dáng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ tới vấn đề gì đó. Hàn Tiền Bối, hứa sao có chút khẩn cầu hô to một tiếng. Hàn Lập dường như sớm hiểu rõ ý tứ của nam tử này, lạnh nhạt nói: "Đạo hữu không cần nóng vội, Hàn Mỗ nếu đã đáp ứng tự nhiên trong lòng hiểu rõ." Sau đó, hắn không chút hoang mang đứng dậy, rồi bỗng nhiên hướng về phía Thiên Linh cái vỗ nhẹ một cái một đạo hắc quang trượt lóe lên bên trong hắc quang ẩn ẩn có một hắc sắc nhân ảnh cao nửa thước hắc sắc nhân ảnh này một thân chiến giáp đôi tay trần trụi mặt không chút biểu tình đúng là đệ nhị nguyên anh của hắn tiếp theo tay áo bảo hàn lập lại nhấc lên một đoàn kim quang bắn ra sau một cái chớp động liền hóa thành một đầu kim sắc tiểu thú tiểu thú này toàn thân phát ra một loại khí tức đáng sợ hai mắt lạnh như băng đúng là báo lân thú vừa thấy một người một thú xuất hiện Hứa Dao và số tu sĩ xung quanh trong lòng không khỏi đều phát lạnh một trận, nhưng cả đám chưa kịp phản ứng gì, thì tay áo Hàn Lập đã run lên, thấp giọng phân phó một câu: "Đi." Nhất thời ma anh hai tay bắt quyết, thân hình nhoáng lên một cái liền quỷ dị biến mất không thấy. Ngay sau đó, lão giả Hứa Hòa chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu phát ra tiếng xé gió, ma anh quỷ dị hiện ra ngay trên đó. Lão giả sắc mặt khẽ biến, vài kiện bảo vật trong cơ thể lập tức dục dịch muốn động, trong lòng hoàn toàn cảnh giác nhưng main căn bản là không để lão già trong mắt nhất thời khẽ đưa hai cánh tay nhỏ bé hướng về đám huyết viên trước người lão vũ tới sau hai tiếng phúc phúc vang lên lưỡng đạo hắc sắc quang trụ nhất nhất phun ra thoáng chốc liền nhập vào bên trong huyết kỳ nguyên bản huyết kỳ lão thả ra lúc trước linh quang ảm đạm do pháp lực trong nội thể lão già không còn bao nhiêu nhất thời một tiếng vù vù vang lên huyết quang đại phóng hơn nữa còn trói mắt viễn siêu lúc trước lão già hứa hỏa thoáng cái ngẩn ra nhưng ngay lập tức mừng rỡ pháp quyết trong tay bắt đầu biến hóa. Cùng lúc đó, phụ cận một lão giả khác đồng dạng thân hình báo lân thú xuất hiện ngay bên cạnh, chỉ thấy con thú này há mồn phun ra một cỗ linh lực cực kỳ tinh thuần. Cỗ linh lực này vừa ra khỏi miệng liền biến thành một đạo quang trụ kim sắc đồng dạng đánh lên trên huyết kỳ trước mặt. Về phần hàn lập, hắn chỉ nhẹ nhàng tiến lên phía trước từng bước một, thanh bạch hồ quang dưới chân trượt lóe lên. Ngay sau đó, đã xuất hiện ngay trước mặt hứa ra đại trưởng lão cách chỗ hắn, đứng lúc trước hơn 10 trượng không cho đối phương kịp lộ ra vẻ giật mình một cánh tay từ trong ống tay áo của hắn trượt lộ ra sau đó liền hướng về phía cây huyết kỳ còn lại búng ra một cái thanh quang ở ngay đầu ngón tay trượt bộc phát trong nháy mắt liền hóa thành một đóa thanh liên cỡ nắm tay chớp động một cái liền bắn thẳng ra ngay sau đó thanh liên thoáng mơ hồ đi rồi tiến nhập vào bên trong huyết phiên huyết phiên lập tức kịch liệt run rẩy huyết quang thoáng cái liền cuồng trướng lớn hơn một vòng so với lúc trước huyết sắc phủ văn giống như thủy triều từ trong huyết kỳ tuôn ra những ngón tay khác của hắn đồng dạng liên tiếp bắn ra từng đóa thanh liên vô thanh vô tức theo thứ tự tiến nhập vào bên trong huyết kỳ mà biến thành một cỗ linh lực tinh thuần nguyên bản hướng nguyên đã cảm thấy cố hết sức thúc giục huyết kỳ nhất thời cảm thấy áp lực nhẹ hẳn đi không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ lúc này toàn phong ở bên trong huyết trì cùng với uy lực của trận pháp thoáng cái tăng sau một tiếng tiêm minh phát ra tất cả bỗng nhiên dừng lại nhưng toàn phong thoáng cái mở rộng ra mấy lần cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa huyết trì theo sự biến hóa của toàn phong số huyết quang ngoài thân từng sợi huyết ti liên tục chấp động rồi hóa thành một trùng tơ máu điên cuồng bắn đi huyết kén ở bên trong huyết tinh quan nguyên bản đang héo rút sức sống nhất thời cuồng tăng chẳng những nhanh chóng khôi phục lại thể tích ban đầu mà còn liên tục ngọ nguậy hình thái thân thể dần dần lộ ra vẻ thất tha có phần rông giống với thân thể nữ tử lúc này hứa giao mừng rỡ hét lớn một tiếng bắt đầu ngưng hóa huyết khu theo tiếng hét hứa ra tu sĩ xung quanh dưới sự chỉ dẫn của hứa gia luyện hư kỳ mà bắt đầu biến đổi số huyết sắc phủ văn nguyên bản đang vây quanh huyết tinh quan thoáng cái liền dũng mãnh tiến vào chỉ trượt lóe lên liền tiến nhập vào bên trong huyết nhân ở trong huyết kén nhất thời rối rít hấp thu toàn bộ số huyết sắc phủ văn đó ngoài thân linh quang lưu chuyển một trận màu sắc cũng bắt đầu dần dần chuyển sang vẻ trong suốt nhưng có kèm theo một chút ngưng động kết quả sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ công phu nhân ảnh ở bên trong huyết kén dần dần trở nên gần như người thật nhưng lại không hề có chút nhúc nhích nào bộ dáng giống như một pho tượng toàn thân đỏ tươi như máu trôi nổi ở trong huyết tinh quan thành hứa ra thấy vậy thở dài một hơi theo đó mà dẫn đầu thu pháp quyết lại số hứa ra tu sĩ khác tự nhiên dừng động tác trong tay lại cả pháp trận linh quang trượt tắt đình chỉ vận hành mà số tu sĩ xung quanh lúc này mới rối rít đứng dậy sôi nổi hướng về phía huyết tinh quan ở trên không trung nhìn lại mà động dạng hứa dao cùng hứa ra cao dài tu sĩ mắt không chớp một cái gắt gao nhìn về phía vật thể ở bên trong đó lúc này thần niệm hàn lập khẽ động liền triệu hồi ma anh cùng báo lân thú lại một người một thú vô thanh vô tức quay trở lại bên cạnh hắn sau khi hào quang chớp động liền quỷ dị tiến nhập vào trong ống tay áo hắn không thay bóng dáng lúc này hắn mới cảm thấy hứng thú nhìn về phía trên không huyết trì chỉ. chỉ thấy pho tượng huyết sắc bên trong huyết tinh quan tinh quang lưu chuyển không ngừng bỗng nhiên ba ba hai tiếng nhỏ truyền ra ngay vị trí hai mắt của pho tượng này nguyên bản đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên vỡ ra để lộ ra hai lỗ nhỏ mà ở bên dưới lỗ nhỏ này lại có một đôi mắt xinh đẹp đỏ tươi như máu đôi mắt này chỉ thoáng di chuyển xuống dưới vậy mà lại có thể thả ra một loại dị quang dường như có thể chấn nhiếp linh hồn hàn lập thấy cảnh này thần sắc khẽ động nhưng không có biểu tình gì khác mà ngoại trừ hắn ra cả gian đại sảnh thoáng cái trở nên yên tĩnh cực kỳ toàn thể hứa ra tu sĩ vậy mà đều không dám thở mạnh im lặng quan sát biến hóa ở bên trong huyết tinh quan. Ngay khi hai tiếng nhỏ vang lên, dường như đấy mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đôi huyết sắc chi nhãn, sau khi đảo xuống phía dưới lại tiếp tục nhắm lại. Sau một lát công phu, toàn thân phò tượng huyết sắc giống như đồ sứ mà nứt ra, một loạt âm thanh thúy vang lên, ngoài thân phò tượng hiện ra vô số vết sách tinh tế. Tiếp theo, sau một tiếng hử dễ nghe từ bên trong phát ra, thứ bao phủ mặt ngoài pho tượng thoáng cái liền biến thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống. Ngay khi vừa rơi ra khỏi pho tượng, số mảnh nhỏ này trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ phải mất một lúc lâu mới tiêu tán đi để lộ ra thân hình một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân xuất hiện ngay trong huyết tinh quan vô luận là thân thể đôi chân dài hay là bụng cũng đều lộ ra một cỗ hấp lực trí mạng mà ra thì toàn thân nữ tử này lại bóng loáng dị thường khuôn mặt tựa bạch ngọc toàn mỹ vạn phần nữ tử này hai mắt vẫn nhắm nghiền song trưởng đan chéo trước ngực đem cảnh tuyệt luân trước ngực che lại hơn phân nửa dù thế cũng đủ khiến cho hơn nửa số nam tu sĩ có mặt trong đại sảnh không tự chủ thầm nuốt nước miếng. Trong số tu sĩ này ít nhiều tu vi đã đều ngoài nguyên anh kỳ, định lực tự nhiên đều hơn xa bình thường, nếu không chỉ sợ thật đúng là đã có không ít người lập tức làm ra một ít trò khôi hài. Không cần đám hứa giao hành động gì cả, ngoài thân nữ tử đột nhiên xuất hiện một tầng huyết sắc quang hà, một bộ cung trang thanh lịch đỏ đậm chống rỗng hiện ra đem thân thể trên không nghiêm cần che lại. Theo đó, đôi lông mi của nữ tử này khẽ động rồi chậm rãi mở ra một đôi con người đỏ oánh hiện lên trong mắt mọi người bộ dáng không hề có chút tình cảm ba động nào ánh mắt của cung trang nữ tử quét quanh nhìn qua mọi người một lát sau mới dừng lại nhìn chằm chằm trên người hàn lập hàn lập cảm thấy một cỗ thần niệm xuyên qua người tuy rằng không đến nỗi quá mức cường đại nhưng lại khiến cho hắn một cảm giác hết sức quỷ dị tựa như bị nhìn thấu toàn bộ cơ thể vậy trong lòng hắn thoáng dùng mình lập tức đại diễn quyết trong cơ thể tự động vận hành không chút do dự tống khứ thần niệm chi lực này ra khỏi cơ thể cung trang nữ tử dường như hơi bất ngờ nhưng lập tức thu lại ánh mắt kế đó một bàn tay như ngà như ngọc từ trong người vung ra rồi lật chuyển nguyên bản huyết sắc tinh quan đang bao phủ trên người nhất thời hiện ra một tầng phủ văn quay cuồng bất định tinh quan trượt lóe lên rồi từ từ thu nhỏ lại nhiều lần cho tới khi kích cỡ chỉ còn gần một tấc liền hiện ra trên bàn tay lại một tê sáng lóe lên cuối cùng cũng biến mất tăm không thấy đâu nữa trong khi đó cung trang nữ tử thoát ra khỏi bảo vật rồi trực tiếp đối mặt với mọi người bọn người đều là người của hứa gia nhưng còn người kia là ai hình như không phải là đệ tử của hứa gia thì phải nữ tử vừa mở miệng liền hỏi một câu tựa như đã đoán biết được sự việc nhất thời đám người hứa gia nhìn nhau nghi hoặc các hạ có phải là băng phách đạo hữu không lúc này hàn lập khẽ cau mày rồi hỏi lại một câu thân thể nàng này rõ ràng là do máu huyết tụ thành nhưng lại khiến hắn vô phương trực tiếp cảm ứng được tu vi đối phương nông sâu thế nào điều này thật sự làm cho hắn có chút kỳ dị chẳng qua đây chỉ là do một đám phân hồn biến thành hóa thân, nên đương nhiên phải có điểm quỷ dị nào đó, vì thế tự nhiên hắn không cần phải sợ hãi gì cả. Bảo ta là băng phách tiên tử cũng không sai mấy, đạo hữu là tu sĩ hợp thể kỳ à. Huyết quang trong mắt của cung trang nữ tử hơi lóe sáng, cũng trả lời câu hỏi của Hàn Lập. Đương nhiên nàng cũng nhìn rõ tu vi của Hàn Lập không kém gì bàn tôn nàng, cũng là hợp thể kỳ cảnh giới. Tại hạ là Hàn Lập, Đích thật là người mà hứa đạo hữu mời tới để trợ giúp làm tỉnh lại huyết hồn của tiên tử nghe đối phương xác nhận đích thật do huyết hồn của băng phách tiên tử hóa thành, Hàn lập khách khí chắp tay chào. Thì ra là thế, coi như là đám hậu nhân cũng có chút dụng tâm, thế nhưng không ngờ đến có thể khiến cho hợp thể kỳ tu sĩ như đạo hữu tới đây từng trợ nghe được hàn lập nói thế sắc lạnh trong mắt cung trang nữ tử có giảm đi rồi cũng hướng hàn lập thi lễ mà nói đám người hứa giao vừa nghe nữ tử này nói thế cùng cảm thấy trên mặt nóng lên Rõ ràng vị hàn tiền bối này trước đây chính do bọn hắn lao tâm lao lực mà chủ động mới mời tới được. Nếu không thì làm sao hứa ra bọn họ có thể thức tỉnh huyết hồn của tổ tiên gia tộc mình được. Hắc hắc, chẳng qua chuyện này vốn cùng tại hạ có chút liên quan, hơn nữa sự tình khá cấp bách, huống chi Hàn Mỗ cùng băng phách đạo hữu còn có một chút quan hệ sâu xa mà Hàn Lập nở nụ cười nhẹ. Ồ, lại có chuyện này nữa à? Cung trang nữ tử hơi ngẩn ra rồi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đám tu sĩ hứa ra. Tổ tiên quả thật hàn tiền bối nói không sai chẳng những thế huyết hồn đã được tiền bối mang về hứa ra hơn nữa trước đây vị tiền bối này cùng với băng phách tổ tiên đều có xuất thân từ nhân giới mà còn nhờ đó hấp thu được một ít kiền lam băng diễm của tổ tiên di lưu lại hứa giao tiến lên từng bước cẩn thận trả lời thì ra là thế thiếp thân xin cảm tạ chỉ cần bản tôn sau này được thoát nạn nhất định hậu tạ báo đáp trong đôi mắt đẹp của cung trang nữ tử thoáng hiện lên một tia kinh ngạc tuy rằng không nói ra nhiều nhưng cũng khiến cho người ta nghe qua mà không tự chủ được, rất đáng tin tưởng. Thật sự tại hạ cũng không cần báo đáp gì cả, chỉ là có vài vấn đề muốn được thỉnh giáo tiên tử một phen. Bất quá hiện tại không phải là lúc để đàm đạo, hay là đạo hữu hãy củng cố lại pháp thân cho hoàn tất đi, rồi sẽ bàn luận tiếp hàn lập nhìn nữ tử vài lần, khóe miệng vừa động liền nói. Đạo hữu đã nhìn ra rồi, thật khiến cho đạo hữu phải chê cười. Khối huyết thân này vừa mới cô động lại, đích xác cần phải bỏ ra vài hôm mới có thể làm cho huyết hồn này chân chính dung hợp lại là một cung trang nữ tử có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ý phủ nhận. Ha ha, huyết hồn đạo hữu vừa mới tỉnh lại, nhất định có nhiều chuyện muốn nói cùng tộc nhân, hàn mỗ sẽ không quấy rầy nữa, thiên vũ đạo hữu, ngươi hãy đưa ta quay về chỗ ở đi hàn lập quay người lại, bỗng nhiên nói với hứa thiên vũ đứng gần đó. Vâng, thiên vũ tuân mệnh, vãn bối cung tiễn tiền bối, sau khi huyết hồn tổ tiên bình ổn trở lại, tự mình sẽ đến thăm tạ tiền bối vậy hứa thiên vũ không khỏi sửng sốt, liền nhìn hứa giao một cái, nhưng có điều vị hứa tộc trưởng đó vừa nghe Hàn Lập bảo thế, trong lòng vui vẻ mà cảm tạ liên tục. Cung trang nữ tử thấy thế cũng không ngăn cản lại, liền hướng Hàn Lập nhẹ nhàng thi lễ. Sau đó Hàn Lập cùng với hứa thiên vũ quay người đi, nhanh nhẹn bước ra khỏi đại sánh. Vừa thấy thân hình Hàn Lập khuất dạng, hứa giao mới cùng với đám tu sĩ hứa ra đồng loạt tiến, lên quỳ súng bái kiến nữ tử. Các người hãy đứng lên cả đi hiện tại đã có thể khiến cho huyết hồn của ta thức tỉnh trở lại thật nhọc công cho các ngươi quá ngươi chính là đương nhiệm tộc trưởng hứa gia cung trang nữ tử hướng về hứa giao chậm rãi hỏi đồ tôn hứa giao hiện chấp trưởng gia tộc đời thứ 173, xin bái kiến bằng phách tổ tiên hứa giao cung kính dị thường liền trả lời đời thứ 173, xem ra đã trôi qua nhiều năm rồi à tu vi của người tuy không được cao lắm nhưng cũng tạm được tất cả hãy đứng lên hết đi tuy rằng huyết hồn được truyền thừa một ít ký ức từ bản tôn nhưng vốn chẳng phải chân chính là bản tôn hơn nữa do trải qua một thời gian phong ấn quá lâu phần lớn trí nhớ đã không còn được trọn vẹn cố gắng lắm cũng chỉ có thể nhớ lại được vài thứ trọng yếu trước đây mà thôi cũng không cần phải gọi ta là tổ tiên gì cả cứ kêu ta một tiếng huyết linh là được rồi cung trang nữ tử lại cười khổ rồi khoát tay chặn lại đám tu sĩ hứa ra vừa mới nghe qua trước hết đều phát sửng sốt kế tiếp trong lòng ai cũng cả kinh huyết linh tiền bối có thể nhớ được bản tôn của băng phách tổ tiên có được bình yên vô sự hay không Hướng Nguyên cuống lên, thật cũng không cần dây dưa nhiều về cách xưng hô làm gì, liền há miệng hỏi thẳng vấn đề quan trọng nhất. Vừa nghe hỏi như thế, Ngọc Dung của cung trang nữ tử thoáng âm trầm, một lúc lâu sau đó mới lắc đầu, đám người hứa giao trông thấy bất chợt phát lạnh. Yên tâm đi, tuy rằng ta không nhớ rõ bản tôn có ngã xuống hay không, nhưng chỉ bằng vào tia cảm ứng của huyết hồn, chắc chắn sẽ tra ra được nàng có hiện hữu trong linh giới này hay không, hơn nữa ta còn mơ hồ ấn tượng được một ít manh mối liên quan cùng chàng nữ tử cuối cùng cũng nói ra một câu khiến cho mọi người trở nên thoải mái hơn. Dù sao, có được manh mối cũng tốt rồi, chỉ cần tìm ra tung tích, bọn ta nhất định thỉnh tổ tiên đại nhân trở về hứa giao hít sâu một hơi, sau đó, ngưng trọng hướng không trung ôm quyền nói. Chuyện này cũng chẳng phải dễ dàng gì, tuy rằng sự tình ta chưa nhớ ra, nhưng hẳn là bản tôn bị nhốt ở một đại lục khác, được rồi, hãy chờ cho ký ức trong đầu ta được ổn định trở lại lúc đó sẽ nói rõ ràng cho các ngươi. Trước hết các ngươi hãy nói cho ta biết tình hình nhân tộc hiện nay, cùng với sự tình của tên tu sĩ hợp thể kỳ vừa rồi. Lúc nãy, ta cảm nhận được một cỗ khí thức nào đó rất quen thuộc, ngoài kiền lam băng diễm, như các ngươi đã nói lúc trước, dường như còn một thứ nào khác mà ta vô cùng quen thuộc, này cũng bị người đó chiếm giữ, nhưng cụ thể là gì quả thật ta không thể nhớ ngay lúc này. Khuôn mặt xinh như ngọc của huyết linh hiện ra tiên nghi hoặc. Đám người hứa giao nghe bảo thế không khỏi lấy làm kinh ngạc mà liếc mắt nhìn nhau một cái sau khi do dự một lát hứa giao liền cung kính trả lời nếu huyết linh tiền bối muốn biết vãn bối lập tức trình bày chi tiết từ khi băng phách tổ tiên mất tích không bao lâu nhân tộc chúng ta liền bị một lần đại kiếp nạn từ ma giới tấn công vào nhân tộc lúc đầu trong tam hoàng và thất yêu vương bị ngã xuống không ít khiến cho hai tộc nhân yêu phải một phen điêu đứng trong suốt hơn vạn năm có chút hỗn loạn xảy ra vị tộc trưởng hứa gia này bắt đầu thuật lại tuần tự những đại sự mấy vạn năm trước trong đó cũng có xen vào một ít sự tình phát sinh của hứa gia thậm chí kể cả những lần đại nạn suýt bị diệt tộc cũng thuật lại rõ ràng kế tiếp hắn kể lại cặn kẽ nguyên do nào mà hứa thiên vũ quen được hàn lập cho hóa thần huyết hồn tổ tiên nghe mà lúc này cung trang nữ tử vẫn còn lơ lững trên không trung huyết trì thần sắc trên mặt thủy trung vẫn bình thường chỉ có mỗi cặp mắt xinh đẹp mơ hồ chớp động tia huyết quang khiến cho bất cứ ai ngó qua cũng khó tránh được trong lòng gợn sóng cùng lúc đó hàn lập đã quay về tới tòa lầu lúc trước sau đó tiện hứa Thiên Vũ rời đi. Hắn leo lên tầng trên cùng, rồi bước tới cạnh cửa sổ, hai mắt híp lại nhìn vài lần về phía Hứa gia tông miếu, thoáng trầm ngâm một chút. Nhưng chỉ một lát sau, Hàn Lập rời khỏi cửa sổ mà vào lại bên trong. Sau khi khoát tay, một tấm bồ đoàn bay ra, theo đó hắn khoanh chân ngồi xuống, tay bắt quyết niệm chú, thần sắc lạnh nhạt rồi hai mắt nhắm lại. Từ đó trở đi, Hàn Lập không có bất cứ hành động nào khác, tựa như đã hoàn toàn nhập định vậy. Ba ngày sau, cung trang nữ tử tự xưng là huyết linh dẫn theo hứa giao xuất hiện trước cửa tòa lầu hàn lập đã sớm cảm ứng biết rõ không chút hoang mang ra đón tiếp vào đại sành chúc mừng đạo hữu huyết thân đã đạt tới đại thành sau khi an tọa hàn lập liền hướng sang cung trang nữ tử mỉm cười nói có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem pháp thân cùng với huyết hồn dung hợp lại với nhau chính nhờ có pháp lực tinh thuần của hàn đạo hữu nếu không tuyệt đối không thể nào chỉ trong vòng ba ngày đã có khả năng khiến cho pháp thân huyết linh cũng cố đạt đến mức độ thế này khóe miệng cung trang nữ tử cũng mỉm cười rồi trả lời. Nàng vốn có cặp đồng tử đỏ tươi, thế nhưng lúc này nhìn qua không phát hiện có điểm gì đặc biệt, hoàn toàn trông giống như người bình thường. Ha ha, chẳng qua hàn mỗ cũng tiện tay mà làm thôi, nhưng quả thật huyết hồn bí thuật của đạo hữu đích xác vô cùng huyền diệu, thế mà có thể dễ dàng ngưng tụ lại hóa thân. Thật đúng là đại thần thông bảo mệnh mà hàn lập vừa nghe được nàng này tự xưng là huyết linh, thì hơi ngẩn ra, nhưng lập tức khoát tay khôi phục bình thường huyết hồn bí thuật này cũng do năm đó trong lúc vô tình thiếp thân có được đích xác bí thuật đó cũng có vài hiệu quả nhất định nhất là trên phương diện bảo mệnh có chút tác dụng nếu như đạo hữu không chê thì huyết linh sẽ dùng điển tịch này để tạ ơn đại ân trợ thủ của đạo hữu huyết linh chớp đôi mắt đẹp bàn tay liền lật truyền bỗng nhiên trong tay xuất hiện một khối ngọc giản rồi đặt lên bàn trước người hàn lập tiếp theo ánh mắt nàng nhìn về phía hàn lập vẻ mặt tựa như cười hàn lập nghe qua lời ấy đồng tử hơi co lại nhìn vào ngọc giản đang nằm gần đó sau một hồi trầm mặt đột nhiên ra tay sưu một tiếng bạch sắc ngọc giản liền bay vào trong tay thần sắc hàn lập bình tĩnh trở lại rồi đảo mắt nhìn qua thả thần niệm tiến vào ngọc giản huyết linh thấy như vậy tuy trên mặt không chút biểu tình nhưng phát hiện ra nơi sâu thẳm trong cặp mắt xinh đẹp đó thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên đa tạ nhà ý trao tặng bảo điền của huyết linh đạo hữu nhưng có điều bên trong có đề cập tới những thứ này nọ lại có chút bất đồng với công pháp tu luyện của ta do đó những bí thuật trong đó e rằng tại hạ không thể tiếp nhận được cầm ngọc giản trong tay một hồi hàn lập đào qua đại khái nội dung bên trong ngọc giản một lần sau đó lắc đầu rồi đặt ngọc giản trở lại bàn sao vậy không lẽ công pháp chủ tu của đạo hữu là pháp quyết nho ra dùng mọ huyết linh thoáng động có chút hoài nghi nói ra dù sao đệ nhị nguyên anh của hàn lập vốn đang tu luyện ma công cực kỳ lợi hại đồng thời hắn cũng chính là tu sĩ cùng lúc tu luyện hai loại công pháp hoàn toàn tương phản nhau chẳng phải nói trên thế gian không hề có nhưng nếu tính ở nhân tộc thì tuyệt đối chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi cũng không hẳn là vậy hàn mỗ tu luyện bí thuật thần niệm quá đặc thù nếu thật sự bây giờ tu luyện huyết hồn thì ngược lại sẽ gây trở ngại cho việc tu luyện về sau thần xác hàn lập bình tĩnh thản nhiên trả lời xem ra đệ nhị nguyên anh của đào hữu cũng đã tu luyện tới luyện hư hậu kỳ rồi thiếp thân cũng biết bí thuật thần niệm của hàn đào hữu đang tu luyện hẳn là không thu huyết hồn đại pháp chút nào nếu không bất kỳ ai muốn tu luyện thêm nguyên anh phụ trợ mà thần niệm chi lực không đủ thì theo lẽ thường ắt hẳn tu vi phải thua xa bản tôn còn thiếp thân đây được hòa thân từ một đám huyết hồn bất quá pháp lực cũng chỉ đạt tới luyện hư sơ kỳ mà thôi nếu là như vậy ta sẽ thu hồi lại vật ấy huyết linh tuy nghe hàn lập bảo thế nhưng không lộ ra chút bất ngờ nào phất tay áo một cái thu ngọc giản trở về huyết hồn thuật này mà so với đệ nhị nguyên anh thì quả thật cái nào cũng có sở trường riêng cả chỉ có điều nếu đệ nhị nguyên anh của tại hà mà rời xa bản tôn lâu năm như đạo hữu đây ắt hẳn đã sớm xuất hiện phiền toái lớn rồi hàn lập nhìn sang cung trang nữ tử ở đối diện kể một chàng rồi nói thêm cũng vì từ thời thượng cổ huyết hồn thuật đã được sử dụng bí thuật huyết luyện đặc thù để tế luyện hồn niệm do đó không cần phải e ngại xuất hiện trường hợp hóa thân phản phệ nếu không thì huyết tinh thượng nhân sáng lập ra bí thuật này năm xưa đã không có danh khí cực lớn như vậy rồi huyết linh thản nhiên cười rộ hàn lập nghe qua cũng không nói tiếp lời nào nữa chỉ cười hắc hắc đúng rồi mấy hôm trước có nghe hàn đạo hữu nói là có chút vấn đề cần hỏi tiếp thân phải không tuy rằng huyết linh truyền thừa ký ức từ bản tôn không được trọn vẹn lắm nhưng chỉ cần biết rõ sẽ ra sức giải đáp phần nào cho đạo hữu thần sắc nữ tử ngưng trọng nói nếu đạo hữu đã bảo thế thì hàn mỗ cũng không khách khí nữa lai lịch của tại hạ có lẽ huyết linh đạo hữu đã từng nghe nói qua rồi chư ánh mắt hàn lập đào qua người hứa sao đang ngồi kế bên rồi trầm ngâm hỏi đích xác huyết linh đã biết được một ít chẳng những đạo hữu với bản tôn huyết linh cùng xuất thân từ nhân giới mà còn tìm được kiển lãm băng diễm di lưu lại của bản tôn tại hạ giới hiện giờ lại còn trợ giúp hứa gia hoán tỉnh lại thiếp thân trong đó cơ duyên thật xảo hợp đúng là không còn gì để nói nữa Cung chàng nữ tử than nhẹ một tiếng thần sắc thoáng có chút phức tạp cũng vì lý do đó mà hàn mỗ còn vài sự tình ở nhân giới năm đó vẫn chưa hiểu được thật muốn đạo hữu giải thích tường tận khóe miệng hàn lập hơi nhếch lên rồi nói đạo hữu muốn hỏi chuyện gì dưới hạ giới nữ tử ngẩn ra tựa hồ có chút bất ngờ sao vậy có gì không ổn à ánh mắt hàn lập chợt lé dường như hơi khó hiểu đâu chỉ đơn thuần là không ổn nếu đạo hữu muốn hỏi về chuyện dưới nhân giới huyết linh e là không thể giải thích được chuyện nào cả cung trang nữ tử cười khổ một tiếng bỗng nhiên hàn lập nhíu mày lại bất quá cũng chưa mở miệng hỏi kỹ hơn vì hắn biết đối phương nhất định sẽ nói rõ ràng hơn nữa quả nhiên một lát sau cung trang nữ tử nói tiếp không phải huyết linh cố ý làm ra vẻ thần bí mà căn bản trong ký ức của ta không có những chuyện liên quan tới nhân giới đối với mọi hiểu biết về nhân giới hiện tại chỉ cảm thấy hết sức mơ hồ không còn ấn tượng nào cả sao lại như vậy chẳng lẽ trong lúc đạo hữu phong ấn huyết hồn thì bị mất đi trí nhớ ở nhân giới rồi à trong lòng hàn lập có chút nghi hoặc liền hỏi bạn đang xem phạm nhân tu tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé không hẳn nguyên nhân chủ yếu bị mất đi là do phong ấn mà có thể trước khi bản tôn truyền thừa ký ức cơ bản không có phục chế bộ phận trí nhớ trong giai đoạn nhân giới này nữ tử nhất quyết khẳng định nói do nguyên nhân này à dường như thế huyết linh cũng không biết chính xác lắm cung trang nữ tử hơi xấu hổ một chút khoái miệng hàn lập hơi mím lại cuối cùng cũng không hỏi tiếp gì nữa cung trang nữ tử cũng cảm thấy ngượng ngùng nhưng rõ ràng lần này nàng đến bái phòng hàn lập còn có một chuyện quan trọng khác nữa cho nên sau một lúc trần trừ thần sắc có chút kỳ quái rồi mở miệng thiếp thân cũng có một chuyện không rõ không biết có nên hỏi qua không trong lòng hàn lập hoàn toàn hết chỗ nói đối phương đã không thể giải đáp cho nghi vấn của mình mà còn ngược lại muốn nhờ mình giải đáp thắc mắc nữa chứ nhưng trên mặt hắn vẫn chưa lộ ra biểu tình gì cả liền ảm đạm cười nhẹ có chuyện gì vậy đạo hữu cứ nói ra đi nếu vậy thiếp thân mạo muội nói thẳng ra xin hỏi hàn đạo hữu lúc ở nhân giới có từng thu thập được món pháp khí nào có quan hệ với bản tôn huyết linh không mấy ngày trước khi vừa gặp mặt đạo hữu thiếp thân đã cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức quen thuộc từ trên người đạo hữu tuy rằng không thể nhớ được đó là thứ gì nhưng phảng phất nhận ra được món đồ đó tựa hồ rất trọng yếu đối với huyết linh và bản tôn huyết linh hít sâu một hơi rồi hỏi cực kỳ ngưng trọng hàn lập vừa nghe qua hơi biến sắc một chút sau một lúc lâu nhìn kỹ cung trang nữ tử mới chậm rãi trả lời Tuy rằng nghe qua lời nói của đạo hữu không rõ ràng lắm, nhưng ta nghĩ có thể chính là vật này thì phải. Vừa dứt lời, Hàn Lập hé miệng phun ra một đoàn thanh quang. Quần sáng này vừa xoay tròn liền hóa thành một chiếc tiểu đỉnh màu xanh, nhẹ nhàng rơi xuống tay Hàn Lập. Đúng là hư thiên đỉnh. Hư linh đỉnh. Ồ không đúng, chính là hư thiên đỉnh. Huyết linh vừa thấy bảo vật này liền kinh hải thất thanh la lên, trên mặt trà đầy vẻ kinh hỉ, nhưng cái đó đôi mắt xinh đẹp hơi ngẩn ra, trên mặt lập tức hiện lên vẻ phức tạp dị thường ồ đạo hữu có thể nhận biết được bảo vật này à chân mày hàn lập hơi nhướng lên liền hỏi chắc chắn không sai tuy rằng ta không nhớ rõ những sự tình ở nhân giới nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy đỉnh này không hiểu sao lại có thể gọi ra ngay đúng tên như thế hơn nữa từ khi tức phát ra trên đó tựa hồ như rất giống với một kiện hư linh đỉnh khác cũng của bản tôn ắt hẳn là cả hai có cùng xuất xứ do bản tôn tự tay luyện chế ra mặt khác ta cũng không hiểu lý do tại sao ta có cảm giác bảo vật này cực kỳ trọng yếu đối với bản tôn huyết linh nhìn chân chân tiểu đình thì Thảo nói ra cực kỳ trọng yếu hàn lập lộ ra một tia biểu tình sâu xa nguyên nhân khiến thiếp thân khó diễn đạt được nên lời chính là dựa theo luồng ý niệm mãnh liệt bên trong ký ức được lưu lại trong huyết hồn mà ra ta cũng không quanh co dài dòng với hàn đạo hữu nữa thiếp thân sẽ không tích tốn kém để thu hồi lại hư thiên đình này chỉ cần đáp ứng việc này hàn huynh hãy nói ra điều kiện đi huyết linh sau khi trầm mặt một hồi mới cẩn thận nói ra hai mắt hàn lập nhíu lại khẽ sờ, sờ cằm trong lúc nhất thời vẫn chưa mở miệng trả lời gì cả. Hứa Giao, hãy đem những thứ kia lấy ra đây. Huyết Linh thấy tình hình như vậy bỗng nhiên ngó qua Hứa dao ở bên cạnh, dùng lời lẽ rất khoát ra lệnh. À vâng, Huyết Linh tiền bối, Hứa Giao vừa nghe qua lời nói của cung trang nữ tử, trên mặt hiện ra vài phần không can tâm, nhưng sau khi cắn răng một phát, liền lắc vòng tay chữ vật trên cổ tay ra. Một mảnh bạch sắc hảo quang bay cuộn ra, hai hộp ngọc một lớn một nhỏ cùng với túi da màu xanh hiện ra trên mặt bàn bên cạnh Hàn Lập. Ở đây có một gốc ngọc ma hoa khoảng 3 vạn năm tuổi Còn đây là linh bảo bát giao nhận có thể triệu hồi 8 loại giao long chi lực Cùng với một túi cực phẩm linh thạch trị giá 3.000 vạn Huyết linh xin dùng 3 thứ này để đổi lấy hư thiên đình trong tay đạo hữu Hàn đạo hữu cảm thấy thế nào? Việc này, nếu như xong, cũng xem như bản tôn nhận của đạo hữu một món nợ nhân tình vậy Chỉ cần ngày nào bản tôn trở về nhân tộc Ta nhất định cảm tạ thâm sâu sóng mắt huyết linh lưu động nói ra Hàn lập khẽ cười một tiếng nháy mắt thần niệm xuyên qua ba món đồ đang đặt trên bàn bên trong quả nhiên đúng như lời nói của cung trang nữ tử một đóa hắc sắc linh hoa rất hữu dụng đối với tu luyện ma công đồng thời một lam sắc quái nhận ẩn hiện tám loại dao long và một túi da chứa đầy cực phẩm linh thạch hàn lập nhấc tay lên hộp ngọc đựng hắc sắc linh hoa kia liền bay vào trong tay hắn hàn huynh đây lấy gì huyết linh nhíu chân mày lại thoáng có chút khó hiểu liền hỏi riêng đoá ngọc ma hoa này vốn có chút tác dụng với hàn mỗ nếu từ chối thì hơi thất kính. Còn linh thạch và linh bảo này, tại hạ không thiếu nên cũng không cần, tuy hàn mỗ chẳng phải là chính nhân quân tử gì, nhưng vẫn ít nhiều hiểu được câu uống nước nhớ nguồn chứ. Năm xưa giới hạ giới, tại hạ đã thu thập được kiền lam băng diễm cùng với chiếc đỉnh này, đã từng mấy lần trợ giúp ta đánh bại đại địch. Chỉ bằng vào điểm này hàn mỗ cũng sẽ không quá tham lam, uống chi đóa hắc ngọc hoa này quả thật là một linh dược đặc sản của ma giới, tất nhiên mức độ quý hiếm, không thua gì linh bảo, đâu hàn lập mỉm cười nói tiếp theo tiểu đình trong tay được nâng lên rồi bay lên không trung chỉ một thoáng chớp động đã nhẹ nhàng lơ lửng bất động một chỗ trước người nữ tử dựa theo động thái cùng lời nói của hàn lập hiển nhiên cung trang nữ tử hết sức bất ngờ liền nhìn kỹ vào tiểu đình trên mặt hiện lên vẻ khác thường nhưng nàng này cũng chẳng phải người bình thường sau một lúc trầm mặc liền nghiêm sắc mặt nói ân tình này của đạo hữu huyết linh đại diện cho hứa giá cùng bản tôn xin đa tạ sau này đạo hữu có bất cứ việc nào cần hỗ trợ cứ việc đến hứa ra tìm ta Tuy rằng tu vi huyết linh không cao lắm, nhưng tự nghĩ chỉ cần có chuyện cần tới, ta nguyện trợ giúp một tay. Cung trang nữ tử tuy nói ngắn gọn mấy câu, nhưng biểu hiện hết sức nghiêm nghị, kế đó tay áo bảo vung lên, một cuồng huyết quang hiện ra. Tiểu đình màu xanh đang lơ lưỡng trước người, cùng với hai vật khác còn nằm trên mặt bàn lập tức trượt lóe lên, rồi biến mất dạng. Tiếp theo nàng thi lễ với hàn lập, rồi không nói thêm lời nào nữa, mà hướng cổng chính đi thẳng ra vạn bối cũng xin cáo từ hứa giao thấy tình hình có chút bất ngờ liều cuống quít đứng dậy chắp tay chào hàn lập xong cũng đổi sát theo sau ánh mắt hàn lập chớp động nhìn ra cổng một hồi lâu sau mới nhẹ phát ra một tiếng than không hiểu tại sao tuy rằng hắn vẫn chưa nghe được bất kỳ câu trả lời nào của huyết linh hơn nữa cũng chưa rõ ràng lắm tình hình bản tôn thế nào nhưng sau khi trả lại hư thiên đình cho nàng thì nội tâm hết sức thoải mái trước đây chỉ cần một chút đài náy tương tự thế này cũng có thể biến thành tâm ma gây cản trở trong quá trình tu luyện bây giờ đây hắn cảm giác hết sức thoải mái ảnh hưởng của lời thề năm đó với vị thanh niên họ ông vào lúc này cũng hoàn toàn được giải khai tuy rằng hư thiên đỉnh đúng là một kiện linh bảo nhưng rõ ràng hắn còn chưa biết được một công năng nào đó của bảo vật này nếu không chỉ so sánh nguy năng đấu pháp thôi thì chưa thể bằng được mấy món linh bảo khác trên người hắn hiện giờ phải giao trả lại đương nhiên có chút đáng tiếc nhưng cũng chưa đến nỗi khiến hắn không nỡ rời xa hiện tại có thể vừa tiêu trừ hẩn tâm ma vừa có thể kết giao hảo hữu với huyết linh và hứa ra lại còn băng phách tiên tử về sau nữa nếu tính luôn cả đoán ngọc ma hoa này cũng chẳng bị thiệt thòi chút nào bất quá mọi việc hầu như đã xử lý xong cũng đến lúc phải rời khỏi hứa ra rồi thời điểm tham dự vạn bảo đại hội cũng còn khá xa trước mắt có thể đi du ngoạn khắp nơi trong thiên nguyên cảnh này rồi từ từ sắp xếp thời gian đến tham gia đại hội hàn lập đứng dậy chậm rãi đi ra hướng thang lầu trong đầu thoáng có chút suy nghĩ một ngày sau một đạo thanh hồng từ phía trong sơn mạch hứa ra bắn ra sau khi xoay quanh một chút liền hiện ra thân hình hàn lập ở tầng trời cao chỉ thấy hắn quay đầu thản nhiên nhìn xuống phiến sơn mạch dưới chân vài lần liền tái khởi độn quang phá không bay đi sau mấy cái chớp động liền biến mất ở phía chân trời xa xa liên tiếp những ngày sau đó hàn lập bắt đầu du lịch thiên nguyên cảnh dọc theo một số thành thị lớn nhỏ rồi kéo dài đến mấy năm tại những thành thị này những danh môn thế gia có chút danh khí đều ghi dấu chân hắn một mặt hắn trực tiếp đăng sơn bái phòng cùng một vài cao giai tu sĩ nhiệt đàm trao đổi hoặc chỉ lạnh lùng quan sát một lát sau đó liền lặng lẽ rời đi tuy rằng hắn mới chỉ đi qua một phần mười thiên nguyên cảnh nhưng cũng phải mất tới vài năm trong những năm ngắn ngủi này cũng đủ để cho hắn đối với tình hình thực tế của nhân tộc càng thêm rõ về số lượng hợp thể kỳ tu sĩ của nhân tộc đích xác còn xa mới so với giác si tộc hoặc thậm chí là phi linh tộc trừ bỏ thiên nguyên thành cùng với đám thế lực của tam hoàng gia thì số tu sĩ hợp thể kỳ còn lại phần lớn là ẩn cư tại một số tông môn thế gia lớn nhỏ khác tuy vậy về mà số lượng cũng không bao nhiêu cho dù nhân yêu nhị tộc liên thủ với nhau thực lực phòng trừng cũng chỉ so với một số dị tộc cỡ chung ở phong nguyên đại lục mà thôi điều này một phần cũng do vị trí hai tộc chiếm cứ tương đối hẻo lánh tại phong nguyên đại lục khu vực này cũng không có tồn tại dị tộc nào tương đối mạnh cả nhưng ngay cả như vậy nếu không phải nhị tộc có được thiên uyên thành cùng siêu cấp pháp trận thủ hộ, thì ngay cả việc tồn tại cho tới ngày hôm nay ở linh giới vẫn là chuyện khó nói. Dù sao theo hiểu biết của hắn, rất nhiều dị tộc ở linh giới mà đem ra so với nhân, yêu nhị tộc thì cường đại hơn rất nhiều. Trong đó có không ít tộc đã từng oanh liệt một thời, nhưng rồi cũng dần biết mất theo dòng thời gian. Kể từ đó, lấy thân phận hợp thể kỳ tu sĩ của hắn tự nhiên, trong khoảng thời gian này ngay cả một chút nguy hiểm dĩ nhiên chưa từng xuất hiện mà ngược lại dưới sự trùng hợp hắn còn ra tay diệt sát vài tên tán tu làm cho danh tiếng của hắn ở thiên nguyên cảnh dần dần lan truyền rộng rãi có rất nhiều chung tiểu tông môn thế gia cũng vì thế mà biết được ở nhân tộc mới xuất hiện một vị tu sĩ trẻ nhưng tu vi và pháp lực sâu không thể lường về sau thậm chí ngay cả một số thế lực lớn ở huyền vũ cảnh cùng thiên linh cảnh đều phái không ít người tìm tới chào mời hắn dĩ nhiên hắn từ chối hết thảy cứ như vậy năm năm thời gian trong nháy mắt đã trôi qua một ngày nào đó tại nơi giáp danh giữa huyền vũ cảnh cùng thiên nguyên cảnh trên sườn một tòa sơn phong xanh mướt tú lệ dị thường có ba gã nhân tộc tu sĩ trang phục khác nhau đang ngồi ở trong một tòa thạch đình trò chuyện vui vẻ với nhau trong số đó có một gã một thân nhau bào trắng mướt mày kiếm mắt lang bộ dáng đã ngoài 30 tuổi một bộ phong độ tao nhã mỹ nam tử bên cạnh hắn một gã tiểu đạo sĩ một thân đạo bào vàng khuôn mặt tròn trịa sau lưng còn đeo một thanh mộc kiếm đã có chút tàn phá bộ dáng chỉ mới 17-18 tuổi. Người cuối cùng là một thanh niên tầm 20 tuổi, khuôn mặt bình thường, da hơi ngăm đen, thân mặc một bộ trường bào màu xanh. Dĩ nhiên đây chính là Hàn Lập. Khói miệng Hàn Lập lúc này có chút vểnh lên, bộ dáng như cười như không nghe tiểu đạo sĩ, đối diện thao thao bất tuyệt. Không phải khí linh tử ta khoác lác, vì tổ sư sáng lập ra bản môn năm đó vốn xuất thân từ vụ hải tông ở dưới hạ giới, đó chính là thiên hạ đệ nhất tông môn, độc quyền chiếm lĩnh cả nhân giới, vì phong bát diện tổ sư gia chính là huyền linh tử danh xưng đương đại đệ nhất tu sĩ hiện tại khí linh tử ta kế thừa y bát của lão nhân gia cùng vụ hải môn nếu như vị đạo hữu có ý gia nhập bản môn mà nói thì chả khác nào như hổ thêm cánh chờ ba người chúng ta tu luyện đại thành mà nói dưới sự liên thủ của ba người chúng ta về sau nếu không biến bản môn thành thiên hạ đệ nhất tông môn thì cũng xưng bá nhất phương tuyệt đối dư sức ha ha khí linh tử này dọc đường đi lời này ta và hàn huynh đã nghe không ngoài mười bảy mười tám lần phụ hải môn của ngươi bất quá cũng chỉ như tiểu hổ mà cũng dám mời chào bản đại thiếu gia cùng hàn huynh gia nhập cho dù ngay cả tổ sư gia của ngươi khi còn ở nhân giới uy phong lẫm lẫm nhưng ở linh giới mà nói bất quá tu vi cũng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi nếu không phụ hải môn của ngươi hiện tại lụi bại như vậy chứ mỹ nam tử cười hắc hắc một tay vừa động trong tay liền có thêm một cây quạt màu xanh biếc sau một tiếng phạch liền mở ra bộ dáng tiêu sái quạt nhẹ phi phi hải đại thiếu ngươi thì biết cái gì không phải công pháp của vụ hải môn ta không được mà là vụ hải vô cực đại pháp mà tổ sư gia bản môn lưu lại đối với người tu luyện cần phải có tư chất đặc thù lúc tổ sư gia ta phi thăng linh giới lại gặp phải không gian toàn phong tuy rằng thoát được một mạng nhưng thân phải chịu trọng thương sau khi vội vàng sáng lập ra vụ hải môn liền vần lạc nếu không bản môn sao vẫn phải du rú ở tại địa phương chim không thèm yến như hiện tại chứ tiểu đạo sĩ mặt đỏ tía tai nói xem ra tổ sư gia các ngươi thật sự đã đoán trước được lấy thực lực của vụ hải môn các ngươi nếu thực sự chiếm cứ một linh sơn linh mạch nào đó thì chỉ e linh giới nhất mạch các ngươi đã không còn tồn tại tới bây giờ hàn huynh ngươi nói có đúng không tên hải đại thiếu mỹ nam tử kia tay cây quạt nhỏ nhẹ nhàng quạt bộ dáng rung đùi đắc ý bỗng nhiên hướng hàn lập hỏi hải lão đệ có lý bất quá công pháp của khí linh tử đạo hữu thật sự có chút huyền diệu hơn nữa đối với tư chất người tu luyện nhất đích xác là có yêu cầu đặc thù hàn lập mỉm cười nói Ha ha, ngươi xem, ngay cả Hàn huynh đều nói như vậy, vụ hải môn chúng ta truyền thừa đích xác không phải bình thường, thế nào, chỉ cần ngươi gia nhập bản môn, ta lập tức đem Vụ Hải vô cực đại pháp truyền lại. Tiểu đạo sĩ vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đôi mắt nhỏ lập tức cười híp lại thành một đường, dùng khẩu khí đầy dụ hoặc nói. Hải đại thiếu kia nghe xong lời này, mở lớn hai mắt nhưng không có chút tức giận, đáp: "Công pháp bản đại thiếu gia ta tu luyện chính là luyện thể thuật, hơn nữa lại có thiên phú hơn người." kim cương quyết ta đã luyện tới tầng thứ ba bất quá người chỉ mới trúc cơ không lâu ngay cả bản đại thiếu gia ta cũng không hơn mà có năng lực dạy cái gì sao bản nhân muốn bái sư thì cũng phải bái nhập vào danh môn chính phái còn có hàn huynh lời của người mới rồi chính là hàm hồ cái gì gọi là có chút đạo lý lời bản đại thiếu gia vừa rồi khẳng định không sai năm đó huyền linh tử tiền bối sợ dĩ đem vụ hải quan di rời tới nơi khỉ ho có gái này hơn phân nửa cũng vì nghĩ tới truyền thừa mà thôi hải đại thiếu nói xong bộ dáng lại có chút tự đắc hai người trước mắt thật đúng là một cặp sở hơi trời sinh hai người này là hắn gặp lúc trước gặp ở trong một thành thị phụ cận lúc ấy hai người vừa lúc đắc tội với một môn phái nhỏ bị vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ đuổi giết loại chuyện này vô luận là ở nhân yêu lưỡng tộc tự nhiên đều là việc bình thường hàn lập lúc ấy đang phi hành trên cao nguyên bản cũng không có ý tứ ra tay can thiệp nhưng vẫn cố tình dùng thần niệm đảo xuống dưới một chút chỉ thấy tên luyện thể sĩ một thân linh can tuyệt hảo nhưng lại chủ tu luyện thể thuật của phàm nhân hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã đem kim cương quyết tu luyện tới đệ tam tầng tên còn lại linh can tựa hồ phi thường thấp kém nhưng lại chủ tu một loại công pháp thập phần kỳ lạ có thể lấy thực lực yếu nhược của bản thân chống lại vài tên cùng giai tồn tại dưới sự liên thủ của hai người này vậy mà miễn cưỡng không rơi xuống hạ phong dưới sự liên thủ của năm tên cùng giai lại hàn lập trong lòng sinh ra chút tò mò tâm niệm khẽ động liền đem khí tức trên người thu liễm tới chúc cơ kỳ đỉnh giai tồn tại sau đó đột nhiên hiện thân cứu giúp một phen. Lấy thần thông của hắn, cho dù tu vi cùng pháp lực chỉ duy trì ở mức trúc cơ kỳ thì cũng chỉ cần nhấc tay liền đem nam tên kia dọa sợ mà lui. Hai tên hải đại thiếu cùng khí linh tử kia được Hàn Lập cứu một mạng, tự nhiên đối với Hàn Lập cảm kích vạn phần, hơn nữa sau khi tâm sự mấy câu liền có ý kết bái thành huynh đệ. Hàn Lập ngay lúc đó sắc mặt tự nhiên đặc sắc vạn phần, vội vàng tìm cơ thoát ly, nhưng sau một hồi, sau khi biết Hàn Lập có ý tới Huyền Vũ Cảnh tham gia Vạn Bảo Đại hội, hai người này lập tức mừng rỡ kiên quyết nhất định phải đồng hành với hắn nguyên lai like, hai người này cũng đang trên đường tới tham gia sự kiện nhân yêu nhị tộc vạn bảo đại hội lần này hàn lập nghe xong nhất thời có chút hết chỗ nói vạn bảo đại hội là nơi nào chứ sự kiện này ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ thậm chí ngay cả tam hoàng thất yêu vương tồn tại đều có thể đích thân tham dự vậy mà hai tên trúc cơ kỳ lại tính toán tham gia tuy rằng vạn bảo đại hội đều không có quy định cấm tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng đê giai tu sĩ bình thường đều là người hầu hoặc thị nữ hoặc môn nhân linh tinh này nọ cho dù có một số ít chút cơ kỳ tu sĩ một mình tham gia thì cũng chỉ dám ở phụ cận vạn bảo đại hội để mở rộng tầm mát mà thôi vậy mà hai vị hài đại thiếu cùng tiểu đạo sĩ lại mang theo một số linh trà cùng mấy khối quạng sắt không biết tên tính toán tham dự đại hội này thật sự là làm cho người khác cười khổ cũng không nổi tuy nhiên có thể nói linh trà của khí linh tử phẩm chất đích xác không tồi miễn cưỡng có thể nói là thượng phẩm mà quảng sát không biết tên này tuy rằng không phải là vật đáng giá gì nhưng mà ngay cả hàn lập cũng vô pháp nhận ra lai lịch của nó cho nên hàn lập lại càng tò mò về hai vị này hơn nữa hắn cảm thấy vạn bảo đại hội dù sao còn lâu mới khai mở cũng không cần quá vội vã chạy tới cho nên hắn tỉnh bơ đồng ý với hai người này vì thế hắn lấy ra một kiện pháp khí phi xa thượng phẩm mang theo hai người bay thẳng tới huyền vũ cảnh ở trên đường đi càng làm cho hàn lập cười khổ không được chính chưa chờ hắn bóng gió hỏi thăm lai lịch của hai tên này vậy mà hai tên hải đại thiếu cùng khí linh tử này ở trong phi xa sau khi cãi qua cãi lại một hồi tự nhiên đem toàn bộ những gì hắn cần nói ra cả vị tự xưng hải đại thiếu vốn xuất thân từ một thế gia tại thành thị của phàm nhân cũng là một trong những luyện thể sĩ phi thường nổi danh tuy rằng có được linh căn tuyệt hảo nhưng khi mới sinh tu sĩ kiểm tra linh căn cho hắn phạm phải sai lầm cho nên hắn bị biến thành phàm nhân không có linh căn kể từ đó từ nhỏ hắn đã được bồi dưỡng thành một gã luyện thể sĩ, nhưng đến khi hắn lộ ra thiên phú kinh người lại trùng hợp nhận ra bản thân mình có linh căn, tự nhiên giống như người bị ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng cho dù vậy, vị hải đại thiếu này vẫn giống như người bình thường khác, không chút do dự bỏ qua luyện thể thuật mà tiến vào con đường tu tiên. Nhưng tòa thành thị hắn ở lại không có tông môn tu tiên chính hiệu nào cả, thêm nữa hắn có chút tâm cao, khí ngạo nên tiểu tông môn bình thường căn bản không để vào trong mắt. Sau một phen cặn kẽ suy nghĩ, hắn liền lén lút rời khỏi gia tộc tìm tới địa phương có tông môn tu tiên khác kết quả nửa đường đi hắn gặp phải tên tiểu đạo sĩ đang tính toán tham gia vạn bảo đại hội hai người này sau một phen đàm luận với nhau vậy mà lại mưu tầm mưu mã tầm mã lập đội lên đường tham gia vạn bảo đại hội hải đại thiếu sau một hồi bị đối phương cổ động chẳng những kết bái với hắn thành hảo hữu mà còn đồng hành với hắn đi tới vạn bảo đại hội nguyên bản trong lời của vị khí linh tử miêu tả về vạn bảo đại hội hóa thần đầy đất nguyên anh không bằng cầu tùy tiện tìm một vị tu sĩ bái làm môn hạ đều hơn xa so với gia nhập tông môn tu tiên gì đó hơn gấp trăm lần. Vì thế, cặp sở hơi trời sinh này kết hảo hữu cùng nhau lên đường. Bất quá, hai người cũng coi như cơ cảnh, tình nguyện chọn đường dài mà đi, tận lực tránh những chỗ hung hiểm, cho nên dọc đường đi cũng không có đụng phải nguy hiểm gì lớn. Cho đến khi hai người này trong lúc vô tình đắc tội một tiểu tông môn trong một thành thị nhỏ, nên mới gặp phải một phen đại họa, bị vài tên cùng giai tồn tại đuổi giết. Nếu không đụng phải hàn lập, sợ rằng hai người thật là có đại phiền toái cho nên trong mắt hải đại thiếu cùng khí linh tử vị hàn huynh gặp phải trên đường này thực sự có chút thần bí chẳng những một thân tu vi chỉ cách kim đan kỳ chỉ có một bước nhỏ nhưng trên người những có không ít pháp khí cùng bảo vật huyền diệu mà lại còn tùy ý chỉ điểm mấy câu tâm đắc trên con đường tu luyện cũng khiến cho hai người được gợi không nhỏ cho dù bọn hắn thúc ngựa đuổi theo cũng không cách nào so được ngay khi hải đại thiếu được hàn lập chỉ điểm về luyện thể thuật khiến hắn thực ngạc nhiên rất lâu dù sao đối phương cũng là tu tiên giả nhưng đối với luyện thể thuật của phàm nhân quả thực am hiểu vô cùng thực sự là hiếm thấy cũng chính vì vậy trong suy nghĩ của hai người không hẹn mà càng không thể đánh giá được hàn lập bộ dáng thâm bất khả chắc cũng may vị hải đại thiếu và khí linh tử này tính cách trước nay đều là loại người đình đạc cho dù biết hàn lập không phải tu sĩ bình thường nhưng bọn họ vẫn không thèm để ý chút nào mà ngược lại còn mở miệng gọi một tiếng hàn huynh nhiệt tình dị thường nếu không phải thấy tu vi của hàn lập không cao Phòng Trừng hai người này lập tức thi lệ bái sư từ lâu rồi. Dù sao tiểu đạo sĩ khí linh tử này mặc dù luôn mồm muốn phát triển vụ hải môn lớn mạnh, nhưng trên thực tế đã sớm lộ ý niệm bái sư tại vạn bảo đại hội. Hiện tại, Phòng Trừng trong mắt hắn một chút lưu luyến danh hiệu môn chủ vụ hải môn cũng không có. Cho dù toan tính của hắn là thế, nhưng dọc đường đi, vị khí linh tử này vẫn năm lần bảy lượt chào mời hai người Hàn lập gia nhập vụ hải môn, nhưng so ra chỉ là như trò đùa mà thôi. Tự nhiên hắn luôn phiên bị Hải Đại thiếu cười mắng mà hàn lập cũng chỉ có thể cười khổ không dứt cứ như vậy hàn lập mang theo hai người một đường phi hành suốt một tháng trời dĩ nhiên một tháng này nằm trong khoảng thời gian cho phép cho đến khi ba người hàn lập đi thẳng tới một ngọn sơn phong cách huyền vũ không xa liền dừng lại nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục lên đường vừa rồi là khí linh tử thao thao bất tuyệt nói về vụ hải môn mà cũng không quên câu dẫn hai người hàn lập hải đại thiếu tự nhiên một chút do dự cũng không ngay lập tức cự tuyệt mà hàn lập nhìn như cười không dứt kia ở sâu trong mắt ẩn hiện một tia la mang âm thầm chớp động bộ dáng như phát giác ra điều gì đó mà nhìn chằm chằm về phía hải đại thiếu đối diện không tha đột nhiên trên mặt hải đại thiếu đột nhiên hiện ra một tia đỏ sẫm khác thường nhưng chỉ sau một lần hô hấp thời gian liền biến mất vô ảnh vô tung khai hàn lập trong lòng quát khẽ một tiếng một luồng thần niệm cường đại trong nháy mắt bộc phát hướng thân thể hải đại thiếu đảo qua thật nhanh ha ha không phải là ta mặt dày chỉ bằng dị linh căn phong thuộc tính linh của ta mà bái làm môn hạ của tu sĩ hóa thần hay luyện hư kỳ nào đó đều là việc dễ dàng chờ đến lúc ta tu luyện đại thành khi đó hải đại thiếu bộ dáng cao hứng mơ tưởng tới lúc công pháp đại thành trở thành tồn tại như những lão quái vật nguyên anh kỳ hay hóa thần kỳ nào đó khi đó cuộc sống của hắn hẳn là tốt đẹp vô cùng mà hắn tự nhiên không biết lúc hắn tự đắc về phong dị linh can cửa hắn thì linh can của hắn đã quỷ dị biến mất không thấy giờ phút này bất kỳ một tu sĩ nào tới kiểm tra linh can của hắn thì chỉ đều sẽ nói hắn chỉ là một gã phàm nhân luyện thể sĩ mà thôi. Khóe mắt Hàn Lập khẽ co giật mấy cái, trong lòng có chút khiếp sợ. Quả nhiên một màn này hơn 10 ngày trước đều giống nhau y hệt, phong linh căn của đối phương lại lần nữa biến mất trước mắt hắn. Nếu không sai, chỉ sau một ngày một đêm, linh căn của vị hải đại thiếu này lần nữa sẽ xuất hiện. Kỳ quái! Với lịch duyệt của hắn nhưng hắn chưa từng nghe tới trường hợp linh căn tự biến mất trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thật sự là rất kỳ quái. Nếu cứ như vậy, chẳng phải là khi linh căn biến mất, một thân tu vi sẽ không cách nào thi triển ra được sao thần sắc hàn lập thoáng hiện lên một tia kinh dị trong lòng thực sự rất khó diễn tả nổi hàn huynh người phát ngốc gì thế sắc mặt ngươi tựa hồ có chút không tốt lắm à không bằng thưởng thức một chút linh trà của vụ hải môn ta chứ nhưng dù sao hàn huynh cũng phải lấy ra thêm một ít linh quả ra à lần trước ăn xong tư vị kia thật sự làm cho người ta khó quên được khí linh tử linh giác linh mẫn phát hiện nét mặt hàn lập có chút khác thường ánh mắt khẽ động cười hắc hắc nói khí linh tử nói không sai linh quả lần trước hàn huynh lấy ra tư vị đúng là tuyệt hảo hải đại thiếu vừa nghe khí linh tử nói như vậy tinh thần khẽ rung lên không cao giọng đàm luận nữa mà giống như tiểu đạo sĩ dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía hàn lập ta cũng biết nhị vị vẫn còn nhớ tới linh quả lần trước tại hạ lần trước lấy ra cũng không phải hàn mỗ hẹp hòi mà ngưng trâu quả này mặc dù mùi vị đặc biệt ngon nhưng trong đó ẩn chứa tinh thuần linh lực cũng không nhỏ một lần ăn quá nhiều rất có thể làm tổn hại kinh mạch của nhị vị đạo hữu như vậy đi ta lấy thêm ra sáu quả nữa một người hai hai quả hai người này vậy mà trong nháy mắt liền đem toàn bộ sự chú ý lên linh quả của hàn lập điều này làm cho da mặt hắn rực rực mấy cái chỉ có thể vội vàng ho khan một tiếng nói tiếp theo một tay áo bảo run lên một số chén đĩa cùng bàn ghế bằng ngọc thạch trắng noãn hiện ra ngoài ra trên bàn còn có thêm sáu trái linh quả xanh mất to bằng trứng chim ha ha không sao có thể ăn được hai quả là không tồi rồi cũng không biết có phải trùng hợp hay không lần trước ta ăn vào ba trái linh quả của hàn huynh tu vi nguyên bản chỉ trệ không tiến vậy mà trong mấy ngày nay không ngờ có thể đột phá nếu linh quả này đúng như lời hàn huynh nói có thể cho ta biết nơi nào có bán loại ngưng trâu quả này hay không nếu có ta cũng phải đi mua nhiều một chút à. sau này cũng không cần đan dược hay đả tọa tu luyện gì cả mà cứ năm ba ngày ăn vào hai trái linh quả này là đủ khi đó tu vi chắc hẳn một đường tăng tiến rồi khí linh tử nhìn linh quả trên bàn thần sắc vui mừng quá đỗi nhưng chưa chờ hắn dứt lời một đạo hắc ảnh trượt lóe lên ngay lập tức số linh quả trên bàn vậy mà lại mất đi hai quả khí linh tử ngần ra đảo mắt nhìn xuống một chút liền nhận ra đó là hai cái tay của vị hải đại thiếu trong mỗi tay đều bắt được một quả linh quả ngay lập tức đưa lên miệng ngấu nghiến gặm sưu cao thuế nặng thiên vật khí linh tử gặp tình hình này liên tục lắc đầu mà hải đại thiếu hai mắt khẽ đảo căn bản là không thèm để ý tới vẻ thương tiếc của tiểu đạo sĩ trước mắt mà chỉ cảm thấy miệng đầy sinh lực, thỏa mãn hô to không ngừng. Hàn Lập im lặng không nói, nhưng trong lòng lại mỉm cười. Không biết hai người này, nếu biết được giá mỗi trái linh quả này, cũng hơn một vạn linh thạch, không biết còn có thể thống khoái hưởng thụ như vậy được hay không nữa. Bất quá, vị khí linh tử này cũng có chút không tầm thường. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, hai mắt hiếp lại nhìn về phía tiểu đạo sĩ. Linh can của tiểu đạo sĩ này đích xác chỉ thuộc loại bình thường. Linh can tam thuộc tính nhưng qua mấy ngày cẩn thận quan sát, hắn cũng phát hiện ra đan điền của đối phương có một hạt châu bị ẩn nhỏ như hạt đậu được một tầng linh quang bao phủ đây cũng là do thần niệm của hắn hơn hẳn tồn tại cùng dai nếu không cho dù tu sĩ hợp thể kỳ bình thường cũng không nào phát hiện ra vật này bên trong đan điền của tiểu đạo sĩ được mà làm cho hàn lập càng kỳ quạch chính là dưới thần niệm cường đại của hắn thần không biết quỷ không hay âm thần tiếp xúc xâm nhập vào bên trong hạt châu lại phát hiện ra một cỗ phong ấn chi lực mênh mông cuồn cuộn truyền thừa pháp khí khi Hàn Lập vừa phát hiện ra điều này thì cũng lập tức hiểu rõ vật này là gì. Trên con đường tu tiên cũng có vài tu tiên giả vi phong ngừa truyền thừa đứt đoạn nên dùng một loại bí thuật phong ấn đem một thân sở học của mình truyền thừa vào kiện pháp khí nào đó. Sau đó chỉ cần đem pháp khí này tiến nhập vào người một hậu nhân hoặc môn nhân nào đó là được. Mà vật này cũng cần phải có điều kiện nhất định nào đó thì mới có thể mở ra được. Nếu không nội dung bên trong truyền thừa pháp khí thủy chung sẽ không xuất hiện. Tuy nói như vậy nhưng chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định liền có khả năng tự động đạt được các loại bí thuật công pháp ở bên trong pháp dĩ nhiên nếu đại hạn buông xuống mà chưa đạt tới yêu cầu thì sẽ dùng tới bí thuật đặc thù lấy pháp khí chuyển thừa ra rồi chuyển sang một hậu nhân hay môn nhân khác mà nếu bị người khác mạnh mẽ đoạt lấy pháp khí chuyển thừa này ra thì nó sẽ lập tức tự bạo ngay lập tức tính ra phương pháp luyện chế loại pháp khí chuyển thừa dĩ nhiên hiếm có người biết được hơn nữa luyện chế loại pháp khí này cũng khó khăn dị thường có thể coi đây là một trong những thất truyền bí thuật hiếm thấy hôm nay trên người khí linh tử lại có loại bảo vật này khiến cho hàn lập cũng có chút ngoài ý muốn xem ra tổ sư của cái này cái gọi là vụ hải môn này tựa hồ thật sự cũng có chút danh khí bộ dáng cũng không phải là tu sĩ phi thăng bình thường bất quá lấy một thân thần thông của hắn tự nhiên sẽ không có hứng thú với công pháp của người khác mà chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi dù sao toàn bộ chú ý của hắn vốn dĩ đều tập trung trên người vị hải đại thiếu mỹ nam tử này linh căn có thể tự động biến mất đây là loại linh căn quỷ dị gì điều này thật sự khơi gợi lòng hiếu kỳ của hắn cùng lúc đó khí linh tử cũng bắt đầu lấy ra một bộ trà cụ lấy ra nước mấy chén linh trà thơm nước mũi làm cho đám người hàn lập nhấp nháp một phen sau cùng cũng ăn hết số linh quả còn thừa lúc này ba người cũng không có ý tứ dừng lại ở địa phương này thêm nữa hàn lập lại thả ra kiện phi sa pháp khí lúc trước mang theo hai người còn lại hóa thành một đoàn bạch quang hướng về phía huyền vũ cảnh phá không bay đi nếu đem huyền vũ cảnh so với thiên nguyên cảnh cùng thiên linh cảnh thì hơi có chút bất đồng xét về số lượng tu tiên giả trong nội cảnh tuy rằng hơn hẳn thiên nguyên cảnh cùng thiên linh cảnh nhưng số lượng luyện thể sĩ đồng dạng nhiều hơn hẳn không phải hai cảnh còn lại có thể so sánh được mà dân phong nơi này cũng biêu hãn dị thường cho dù là lão ấu phụ nữ và trẻ em cũng đều có thể cầm vũ khí sẵn sàng cùng yêu thú chém giết bất quá số lượng thành thị của phạm nhân ở huyền vũ cảnh quả thực không có mấy đa phần đều thuộc loại hình sơn trại hơn nữa bởi vì huyền vũ cảnh giáp với thất yêu chi địa cho nên vô luận quy mô thú triều hay là tỷ lệ điêu gia yêu thú xuất hiện đều vượt xa so với hai cảnh khác mà hai cảnh kia lại càng không có cảnh yêu thú hóa hình xâm nhập cảnh nội gây rối, cho nên huyền vũ cảnh cũng là nơi hỗn loạn nhất trong tam cảnh của nhân tộc càng vào sâu bên trong huyền vũ cảnh tức là càng gần với địa vực của yêu tộc tình cảnh cũng vì thế mà càng hỗn hoạn không chịu nổi cửu tiên sơn đây vốn là một dãy chín ngọn linh sơn cực lớn nằm trong khu vực giáp danh giữa yêu hồ chi địa cùng huyền vũ cảnh nhưng nơi này là một trong những ngoại lệ hiếm hoi như tên gọi nơi này có chín ngọn linh sơn chẳng những trên mỗi ngọn linh sơn đều có cực phẩm linh mạch hơn nữa còn có là nơi sản sinh ra vài loại linh dược đặc hữu đại hữu dụng đối với nhân yêu nhị tộc cộng thêm địa thế của cửu linh sơn hung ác là địa vực đặc thù cho nên mấy ngọn linh sơn này đồng thời được nhân yêu nhị tộc phái tinh nhuệ tới chiếm đóng cho dù nhân sĩ gan to mật lớn của hai tộc cũng tuyệt không dám ở nơi này gây rối mà mấy năm gần đây cửu tiên sơn lại càng xâm nghiêm hơn hẳn nhân yêu nhị tộc đã phái ra rất nhiều nhân thủ đem toàn bộ tiểu thế lực xú danh phụ cận quét sạch không còn một mảnh ngắn ngủn năm sáu năm nơi này lại trở thành một trong những nơi bình yên nhất của huyền vũ cảnh nhưng vào lúc này đây nhân yêu nhị tộc tại đây cử hành đại hội mỗi ngàn năm một lần vạn bảo giao dịch hội kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.